chương 141, ngày quốc khánh đã đến. Nguyện quỷ diêm quân lại đáp lời từ cung Mỹ địch, nói từ cung Mỹ địch à, lần này cô đại diện cho binh lính đánh thuê hắc điện, kết hợp cùng với lính đánh thuê ác ma, tôi thật sự rất hoan nghênh cô. Tử cung Mỹ địch thân là tham mưu trưởng của lính đánh thuê hắc điện, đại đội trưởng tử cung tuyết là chị của cô, cô có mối quan hệ rất chặt chẽ và thân thiết với Văn Tam Đa, mục đích lần này tới thành phố Tam Giang chính là để tìm Diệp vô phong báo thù những người khác đối với tên của hai chị em nhà này đều rất tò mò, người chị thì có tên tử, trong cung điện chảy máu, còn người em thì có tên tử, trong cung điện trống không, không thể không nói rằng người Nhật Bản rất có trình độ trong việc đặt tên. Tử cung Mỹ địch nói, Diêm Quân, anh thật khách sáo. Diệp vô phong đã giết chết rất nhiều người nhà của tôi như thế, chị của tôi cũng đã chết trong tay thằng khốn đó. Ở trên đảo liền vô cớ giết hại gần 200 mạng người của lính đánh thuê hắc điện thâm cừu đại hận như thế, thù này sao có thể không báo đây? Ừ, được rồi, nguyện quỷ diêm quân cuối cùng cũng nói, các anh em, việc của các anh em là chỉ cần chấp hành nhiệm vụ, tôi sẽ tự mình phụ trách về việc cảnh báo tuyến ngoài và tiếp ứng, mọi người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó liền mang theo đống trang sức nhanh chóng rút lui khỏi chỗ đó. Nếu như kế hoạch đầu tiên thất bại, chúng ta liền triển khai phương án thứ hai. Nếu như không có thắc mắc gì, thì hãy bắt đầu hành động đi. Lễ quốc khánh rốt cuộc cũng đã tới rồi, bảo tàng trưng trang sức sẽ cho mở cửa đúng ngày, lần này cảnh sát ở thành phố Tam Giang sẽ cực kỳ cẩn trọng với đống trang sức quý báu đó. Theo kế hoạch, buổi sáng bắt đầu, hơn 1.000 cảnh sát đã được điều đi, xếp thành 3 tuyến gác ở quanh thành phố Tam Giang, tất cả các xe cộ trên tuyến đường giao thông đều phải được bố trí để kiểm tra. Cảnh sát đang cố gắng giảm thiểu sự nguy hiểm của việc trưng bày trang sức lần này. Ban ngày, đài truyền hình đã mời diễn viên Hạ Vũ Tình để dẫn chương trình ở bảo tàng, nơi sẽ tiêu thụ sản phẩm, tổ chức các tiết mục vui chơi giải trí. Đố vui có thưởng, vòng quay may mắn, giúp thăm trúng thưởng, vân vân, để góp vui cho buổi triển lãm. Buổi chiều hôm nay, Diệp Vô Phong dẫn theo mẹ con Lâm Thư Âm và Tả Tiểu Thanh cùng đi tới bảo tàng, ngoài ra còn tặng mẹ con các cô một tỷ rưỡi hơn để có thể mua bất cứ món trang sức nào mà hai người yêu thích. Tả Tiểu Thanh nhìn chúng được một chiếc đồng hồ nữ, có giá là hơn 990 triệu, tả tiểu thanh đeo thử chiếc đồng hồ lên tay, nhất thời liền hào hứng vô cùng. Người dẫn chương trình của đài truyền hình là Hạ Vũ Tình có quan hệ rất tốt với Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm liền đi qua phía của Hạ Vũ Tình để chào hỏi, Vũ Tình, bận rộn quá nhỉ. Thư Âm, cô cũng đến đây à? Tại sao lại không đem con gái tới đây cùng nhau xem trưng bày? Lâm Thư Âm hỏi Han. Audio điện tử võ tấn bền. Hạ Vô Tình cười, con bé còn phải đi nhà trẻ, tôi cũng chỉ phụ trách việc công tác vào ban ngày, cho nên cũng không có thời gian mang con bé theo. Tôi đã đồng ý với con bé là buổi tối sau khi tan tầm sẽ đem con bé đến chơi. Diệp Vô Phong đi một vòng tuần tra khắp cả nhà bảo tàng, anh nhắc nhở về sự an toàn với tổng chỉ huy dư Trường Hải, đội trưởng dư, dựa trên phán đoán của tôi thì các thành phần khủng bố nhất định sẽ không từ bỏ đâu. Anh nên nhắc nhở tất cả các anh em hãy sốc lại tinh thần ngàn vạn lần không thể để cho qua loa, lơ là được. Dư Trường Hải gật đầu, buổi sáng hôm nay, anh đã nhận được cuộc điện thoại của Bạch Vân Phong, Bạch Vân Phong nói cho anh nghe rằng, ngày hôm nay nhất định phải cẩn thận. Dư Trường Hải cũng biết rằng số trang sức được trưng bày hôm nay cực kỳ quan trọng, vài món trang sức vô giá được đem ra đấu giá còn có lịch sử lâu đời, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhà họ Bạch nhất định sẽ bị phá sản mất. Lâm Thư âm nói với tả Tiểu Thanh, mẹ à, đồng hồ mẹ cũng đã mua rồi, hay là mẹ nên về nhà trước đi. Tả Tiểu Thanh nói, sao có thể như thế được, mẹ khó khăn lắm mới vào được đây, nhất định phải chờ tới buổi tối để xem những món trang sức quý giá đó mới được. Nếu bây giờ đi về, vào buổi tối nếu như không có thư mới thì bảo tàng cũng không cho phép vào đâu. Lâm Thư Âm nói, thôi được rồi, vậy chờ tới buổi tối sau khi xem xong, chúng ta cùng nhau về nhà. Bạch Nhạn Phỉ rất cẩn thận, cô đã đi từng lầu một để kiểm tra qua hết một lần, sau khi thấy không có gì bất chắc thì mới thực sự cảm thấy hài lòng. Cuối cùng, Bạch Nhạn phỉ hỏi Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, anh có cảm thấy rằng, đợt trưng bày lần này, có chuyện gì phát sinh hay không? Diệp Vô Phong nói, theo trực giác của tôi thì nhất định sẽ có xảy ra sự việc phát sinh. Lính đánh thuê ác mà tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này đâu, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn chúng thì trốn ở một nơi bí mật nào đó, bây giờ chỉ còn có cách tăng thêm cảnh giác cùng phòng bị, ngoài ra cũng không còn cách nào khác bạch nhạn phỉ thực sự buồn bực nói thật là một đám lính đánh thuê khốn nạn nếu bọn chúng dám đến tôi sẽ khiến cho bọn chúng có đường đến mà không có đường về diệp vô phong nói nhạn phỉ cô cũng không cần phải quá lo lắng đâu nơi này còn có tôi còn có đội bảo vệ ngoài ra bên ngoài còn có cảnh sát bạch nhạn phỉ gật gật đầu chỉ mong lần trưng bày trang sức lần này có thể kết thúc một cách thuận lợi diệp vô phong anh vất vả rồi ban ngày người đến tham quan triển lãm nhiều vô số kể, khu đấu giá cũng đã bán được hơn một ngàn chiếc trang sức. Buổi sáng liền rất nhanh qua đi, màn đêm dần buông xuống, đồng hồ điểm vào lúc 5 giờ, nhà bảo tàng bắt đầu giải tán, các nhân viên công tác bắt đầu mời tất cả du khách ra khỏi bảo tàng. Đột nhiên, Bạch Tinh Đồng gọi điện thoại đến, Diệp Vô Phong, tôi mới vừa phát hiện một tình huống cực kỳ quan trọng, anh có thể lại đây xem một chút không? Chúng ta gặp mặt đã rồi trao đổi. Diệp Vô Phong hỏi, cô đang ở đâu? bạch tinh đồng nói tôi đang ở chỗ đại đội cảnh sát hình sự diệp vô phong nhìn bạch nhạn phỉ nói chúng ta đi qua nhìn xem một chút sốt cuộc là xảy ra chuyện gì bạch nhạn phỉ cảm thấy cũng ổn mình tạm thời rời đi một chút rồi trở lại chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng đâu liền căn dặn dư trường hải tăng cường thêm bảo vệ còn mình thì rời đi một chút dư trường hải nói cô bạch cô cứ đi đi có tôi cùng với phương thiên chính ở đây đảm bảo không có việc gì xảy ra đâu Bạch Nhạn Phỉ lúc này mới yên tâm, Diệp Vô Phong cũng dặn dò Lâm Thư Âm và Tả Tiểu Thanh, Thư Âm, em dẫn mẹ lên nhà ăn lầu ba ăn chút gì đó đi. Anh đi đến chỗ đội cảnh sát một chuyến, sẽ nhanh chóng trở lại. Lâm Thư Âm nói, anh mau đi đi, mẹ với em chưa có đói bụng, đợi lát nữa xem triển lãm xong, chúng ta cùng nhau về nhà ăn cũng được. Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phỉ lái xe thẳng đến chỗ đội cảnh sát hình sự. Thời gian trưng bày cuối cùng cũng đến, Bảo vệ của công ty Bảo an Long Kiếm và những đồng chí cảnh sát đã đem vào ba món trang sức quý giá, đồng thời khu triển lãm trang sức cũng được di chuyển đến sảnh chính. Các gian hàng trưng bày trong triển lãm đều được bọc một lớp kính chống đạn, cho dù có đem thuốc nổ tới để làm nổ tung quầy triển lãm thì bọn cướp cũng không thể lấy được đống trang sức. Những thứ được đem ra triển lãm vào ban ngày đều là những món trang sức bình thường, nhắm đến đối tượng khách hàng là những người tiêu dùng bình thường. Vào buổi tối, những món trang sức được đem ra đều là những món bảo vật quý giá, nhân viên của bảo tàng cùng phối hợp với công ty bảo an Long Kiếm và cùng với những đồng chí cảnh sát, sắp xếp tình hình cho ổn thỏa rồi mới lui ra. Mọi vấn đề liên quan đến sự an toàn của nơi này đều là do Dư Trường Hải chịu trách nhiệm. Phương Thiên chính đúng là cánh tay đắc lực của Dư Trường Hải, hai người đều là anh em kết nghĩa với Bạch Vân Phong, có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc bảo vệ. Lần này, bọn họ còn đem đến cả trung đội bảo vệ Tổng cộng hơn 20 người, đem 20 người này chia thành 4 tổ nhỏ, toàn bộ tiểu đội trưởng đều được trang bị súng ống. Dư Trường Hải gọi tất cả các đội trưởng tới, nói các anh em, buổi trưng bày trong tối nay đã bắt đầu rồi. Các anh em đều cần phải sốc lại tinh thần, trong các buổi trưng bày, ngày đầu tiên chính là ngày sẽ dễ dàng xảy ra chuyện nhất. Dư Thiếu Bạch, anh phụ trách sự an toàn của lầu 1 của tòa nhà, mặc kệ là ai, nếu như không có thư mời của bảo tàng thì tuyệt đối không cho vào. Sư Thiếu Bạch nói, anh ba, em cam đoan là sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Sư Thiếu Bạch hơi buông lỏng tâm tình, có thể nói rằng anh ta cảm thấy nhiệm vụ hôm nay không có gì quan trọng lắm. Anh cho rằng, với đội ngũ cảnh sát hùng hậu như thế này, chắc chắn là sẽ không ai dám đến quấy rối đâu. chương 142, cơn rông bão sắp đến. Sư Trường Hải quay sang nói với Phương Tố Mai, Tố Mai, con xem thằng nhóc Sư Thiếu Bạch này làm cho ba khá lo lắng con để ý thằng bé mà xem, rất không biết nắm bắt tình hình. Thế nên con chịu mệt một chút nhé, phiền con dẫn tiểu đội 2 đi xem xét về các vấn đề an toàn từ lầu 1 đến lầu 6, sử dụng hệ thống giám sát, giám sát thật nghiêm ngặt mỗi khi có người lạ mặt ra vào thang máy, nếu bắt gặp được ai đó khả nghi liền lập tức bắt lại. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, chúng ta tuyệt đối không được để qua loa sơ sài được. Phương Tố Mai nói, bố yên tâm, con nhất định sẽ thật cẩn thận. Tiếp theo, Dư Trường Hải liền nói với thân tín của mình là Vương Quân: "Vương Quân à, anh dẫn theo tiểu đội 3 đi phụ trách giữ an toàn cho nơi trưng bày. Nhớ đấy, nhất định không được qua loa, đối với những nhân viên khả nghi đều phải để mắt tới." "Chú Hải yên tâm, con nhất định sẽ thận trọng theo như mệnh lệnh của chú." Vương Quân luôn là người rất thận trọng, Dư Trường Hải rất là coi trọng anh. Cuối cùng, Dư Trường Hải quay sang nói với Phương Thiên Chính: "Chú Phương à, anh phụ trách tuần tra khắp nơi." Bắt gặp nơi nào xảy ra sự cố gì thì anh đến đó trợ giúp." Phương Thiên Chính vỗ ngực nói, "Anh Hải, anh cứ yên tâm, ngày hôm nay ai dám động thủ tại nơi này, chúng ta sẽ có biện pháp trừng trị." Dư Trường Hải thấm thía lời nói, "Anh em à, chúng ta đã đi theo anh Bạch nhiều năm như vậy rồi, có đạo lý nào mà anh không hiểu nữa chứ?" Cứ cẩn thận thì sẽ giữ được cho thuyền đi đến nghìn năm, được rồi, không nói nhiều nữa, các tiểu đội bắt đầu tiến hành đi. Sư Trường Hải tuyên bố hết các mệnh lệnh, đôi mắt nhắm rồi lại mở, thả lòng tâm tình đang khẩn trương một chút. Lầu bầu nói, chỉ mong trời xanh phù hộ, mong cho Bạch Vân Phong được phù hộ, triển lãm trưng bày trang sức lần này có thể thuận lợi kết thúc. Sư Trường Hải trở về phòng phòng điều khiển của Tống Thành ra, ở bảo tàng này có tổng cộng 16 máy quay giám sát, cùng với 360 độ không góc chết theo dõi toàn bộ tình huống trong và ngoài của bảo tàng. Anh ngồi ở ghế nhìn chăm chầm hơn 12 chiếc máy quay giám sát tuyệt đối không dám qua loa. Bạch Vân Phong đã đem toàn bộ gánh nặng của gia đình giao cho mình, mình tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Vào 6 giờ, người dẫn chương trình cho đài truyền hình được thay ca, Hạ Vô Tình được thay đổi bằng một anh chàng dẫn chương trình. Hạ Vô Tình phải đến nhà trẻ để đón con gái của mình, sau đó sẽ trở lại bảo tàng. Con gái của cô tên Tùng Tùng, cô đã đồng ý với Tùng Tùng rằng tối nay sẽ đưa con bé đến xem triển lãm trưng bày con bé năm nay vừa được 4 tuổi, rất hoạt bát đáng yêu. Hai mẹ con vừa vào thì gặp được Lâm Thư Âm và Tả Tiểu Thanh. Dì Lâm, Tùng Tùng nhận ra được Lâm Thư Âm, rất lễ phép mà nhìn Lâm Thư Âm chào hỏi. Lâm Thư Âm cười khanh khách nói, vô tình à, con gái cô càng ngày càng đẹp mà lại còn lễ phép nữa chứ. Hạ vô tình cười nói, Tùng Tùng, dì khen con kia. Lâm Thư Âm cúi xuống, ôm lấy Tùng Tùng hỏi, Tùng Tùng, nói cho dì biết, dạo gần đây tình hình học tập như thế nào rồi? Có được đứng nhất lớp hay không? Tùng Tùng nói, ý là gì đang hỏi con có bao giờ đứng hạng 2 hay không sao? Tình hình chung là, con toàn được đứng hạng nhất đấy nhé. Lâm Thư âm dơ ngón cái lên, Tùng Tùng thật là lợi hại, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một học sinh giỏi. Tùng Tùng nói, dì Lâm mới là học sinh giỏi chứ, sau này Tùng Tùng cũng muốn được dì Lâm dạy học cho. Tả Tiểu Thanh cũng khen, đứa bé này thật là hiểu chuyện. Lâm Thư âm hỏi, Tùng Tùng, con có đói bụng không? Dì dắt con lên lầu ba kiếm đồ ăn nhé. Đôi mắt to của Tùng Tùng liền lập tức phục sáng, con quả thật là đã đói bụng rồi. Sau đó liền nhìn qua Hạ Vũ Tình. Hạ Vũ Tình nói, Tùng Tùng à, đợi thêm một lát nữa mẹ bàn giao công việc xong với chú đồng nghiệp xong rồi mẹ quay lại mang con kiếm cái gì đó ăn nhé. Lâm Thư âm cười nói, Vũ Tình, nếu như cô có việc gì vội, thì để tôi giúp cô đưa Tùng Tùng đi. Hạ vô tình nói, thư âm, nếu thế thì làm phiền cô quá. Lâm thư âm lại quay sang hỏi tả tiểu thanh, mẹ à, mẹ có muốn đi xuống cùng với tụi con luôn không? Tả tiểu thanh nói, mẹ không đói, các con cứ đi đi, mẹ ngồi đây chờ những món trang sức được đem ra triển lãm. Nhất là viên kim cương bự có tên Hải Dương Chi Tâm kia, mẹ nghe nói, đây chính là viên kim cương do diễn viên là nữ chính trong phim Titanic đeo đó. Lâm thư âm nói, vậy được rồi con mang tùng tùng xuống dưới lầu trước, đợi lát nữa ăn xong tuổi con sẽ lại lên kiếm mẹ. Lâm thư âm đi rồi, hạ vô tình liền cùng đồng nghiệp nam tiếp tục bàn giao công tác. Người đồng nghiệp nam kia đối với những trang sức được trưng bày cũng rất chi là quan tâm, thân làm người dẫn chương trình, mấy ngày nay anh một mực dốc lòng nghiên cứu lai lịch của ba món trang sức quý hiếm này, cùng với những câu chuyện xung quanh những món trang sức này. Vụ đắm tàu Titanic nổi tiếng này lại có sự liên quan đến viên kim cương hải dương chi tâm. Ở tầng 3 của bảo tàng, Lâm Thư Âm và Tùng Tùng cùng đang ăn thức ăn nhanh, Tùng Tùng à, con ăn no chưa? Nếu ăn no rồi thì chúng ta trở về xem triển lãm nhé. Tùng Tùng hào hứng nói, con ăn no rồi. Dì Lâm à, chúng ta thi chạy đi, đi xuống bậc cầu thang, xem ai là người tới trước. Lâm Thư Âm nói, con nhóc này, dám thách đấu với dì à? Được, dì đua một lần với con. Vì thế hai người bắt đầu trận đấu leo bậc thang, ngay từ đầu Tùng Tùng đã chạy rất nhanh chính vào lúc gặp khúc quẹo, Tùng Tùng lại bị ngã sắp xuống, Lâm Thư Âm nhanh chóng nâng Tùng Tùng dậy hỏi, Tùng Tùng, con có đau không? Tùng Tùng quả thực là rất đau, nhưng cô bé lại rất kiên cường chịu đau, không để rơi một giọt nước mắt nói, gì, con không đau. Lâm Thư Âm mỉm cười, Tùng Tùng, con thật là hiểu chuyện. Chúng ta nghỉ ngơi giữa trận đi. Lâm Thư Âm và Tùng Tùng ngồi trên ghế ở ngoài hành lang để nghỉ ngơi trong chốc lát, tại vì có sự nghỉ ngơi trong chốc lát này, cuộc đời của Lâm Thư Âm và Tùng Tùng đã xảy ra thay đổi. Nghỉ ngơi được một chốc, Lâm Thư Âm nói, Tùng Tùng, con đã hết đau chưa, nếu rồi thì chúng ta tiếp tục trận đấu nào. Người phụ trách trông coi cửa chính của bảo tàng lúc này là Dư Thiếu Bạch, lúc này đang rất thích thú trốn ở cầu thang bộ sử dụng di động để lướt xem video TikTok. Phương Tố Mai đi tới, một tay cướp lấy điện thoại nói, Dư Thiếu Bạch, anh thực sự bình tĩnh nhỉ, trong bầu không khí khẩn trương như thế này, mà anh còn có tâm trạng xem tiktok cơ à? sư thiếu bạch không phục nói, vợ à, em làm gì mà tức giận lên như thế? ở ngoài cửa cũng còn nhiều anh em đang nhìn chằm chằm giám sát cơ mà. anh thực sự rất chán rồi, em lại không cho anh hút thuốc, anh xem di rộng một lát cũng không được sao? vợ à, em yên tâm, anh cam đoan sẽ không tặng quà cho mấy cô trên tiktok ấy đâu. sư thiếu bạch cợt nhả nói, đột nhiên đội viên phụ trách bảo tàng dùng bộ đàm để báo cáo báo cáo đội trưởng dư ở bên ngoài bảo tàng đột nhiên xuất hiện rất nhiều lính cùng với vũ khí hạng nặng nói là đến đây theo chỉ thị của cấp trên đến để hỗ trợ cho chúng ta dư thiếu bạch mất hứng nói tôi đã dặn dò như thế nào mặc kệ người tới là ai nếu như không có thư mời của bảo tàng thì không thể cho vào đừng động vào bọn họ các anh cứ tiếp tục tuần tra đi qua vài phút bộ đàm lại tiếp tục vang lên vẫn là của bảo vệ ngoài cổng đội trưởng nhóm người này bọn họ nói rằng phải đi vào để chấp hành nhiệm vụ sư thiếu bạch tức giận nói có nói cũng vô ích thôi không có thư mời thì sẽ không được tiến vào cho dù có là vua thì cũng không được sư thiếu bạch nào đâu biết rằng nhóm người xuất hiện ở trước cửa của bảo tàng không phải là lực lượng cảnh sát vũ trang mà chính là đội lính đánh thuê ác ma của miệng quỷ diêm quân cầm đầu chính là sát thủ máu lạnh huyết lang Bậc thầy thuộc cấp cao thủ và bậc thầy của súng và dao. chương 143, Ác ma khát máu. Các binh lính đặc trùng xuất hiện dày đặc ở trước cửa bảo tàng ở thành phố Tam Giang, đó chính là đội quân lính đánh thuê ác ma do miệng quỷ diêm quân phái tới. Cầm đầu chính là sát thủ máu lạnh huyết lang, bậc thầy thuộc cấp cao thủ và bậc thầy của súng và dao. Huyết lang đã thay toàn bộ trang phục của lính đánh thuê ác ma thành trang phục của quân đội Trung Hoa, tính toán thời gian để tiến vào bảo tàng, vượt qua lớp cửa canh gác của bảo vệ, huyết lang tàn ác cười một chút, con trai à, anh thực sự làm việc rất ngay thẳng đấy, anh xem, hãy kêu người của cấp trên đến đây, tôi sẽ cùng anh ta nói chuyện một chút. Bảo vệ vừa quay đầu đi, bàn tay to của huyết lang vươn tới, hung hăng bóp lấy cổ của cảnh vệ, trực tiếp bẻ một cái rác. người bảo vệ này vừa chết, huyết lang liền vùng tay một cái, mười mấy tên thuộc hạ của nhóm lính đánh thuê ác ma liền chen trúc tiến vào cửa chính của bảo tàng. Mặt khác mấy người bảo vệ nhìn thấy có tình huống xấu ở trước cửa nhà bảo tàng, nhân lúc họ còn chưa kịp phản ứng. Thì đã bị huyết lan rút súng có gắn ống giảm thanh dành cho xả thủ, đùng đùng đùng. Một lúc đánh gục cả ba người bảo vệ, với một người đã có 6 năm đi lính cộng thêm 8 năm làm lính đánh thuê thì đích thực là sát thủ, có thể vượt qua thử thách và yếu tố tâm lý và kỹ thuật bắn súng cũng cực kỳ chính xác. Ngay tức khắc bốn người bảo vệ đều bị giết chết, lính đánh thuê ác ma thuận lợi chiếm được cửa chính của bảo tàng, Dư Thiếu Bạch ở phía sau, vẫn còn đang trốn ở cầu thang đi bộ để lướt điện thoại, đối với tất cả các chuyện xảy ra ở cửa chính đều hoàn toàn không biết gì cả. Huyết lang bình tĩnh nhìn ra cửa chính, liền cười nhau một cái, ra lệnh, các anh em ùa vào đi, cứ dựa theo kế hoạch mà làm, hãy nhanh chóng chiếm lấy tòa nhà. Ở lầu một có hai người cảnh sát phụ trách việc tuần tra, bọn họ nhìn thấy rất nhiều thành phần không rõ nguồn gốc trang bị vũ khí đang vọt vào, liền ý thức được đã xảy ra nguy hiểm, vừa quay đầu muốn chạy trốn, liền bị lính của lính đánh thuê ác mà xông lên giết chết tàn nhẫn. Nhím con, anh hãy dẫn theo vài người anh em, đổi quần áo của họ với quần áo của bảo vệ cửa chính đi. Vâng, thủ lĩnh, nhím con dắt vài tên lính đánh thuê nhanh chóng thay đồng phục của công ty bảo an Long Kiếm, hơn nữa còn lấy cả ba cái bộ đàm. Đứng ở cửa chính đi tuần tra. Shikazu Sato, một hacker về công nghệ điện tử và đã từng đi lính đến từ đất nước Nhật Bản, anh ta lấy từ trong cặp ra một dụng cụ đặc biệt chuyên dùng để che khuất máy quay giám sát ở sảnh chính, thi thể của người bảo vệ bị đánh chết trong vài phút ngắn ngủi, cũng đã được che giấu không lộ chút dấu vết. Còn về phần của Dư Trường Hải, mới vừa rồi ông và quản lý Trần cùng nhau đi tới sảnh chính của bảo tàng, sau khi hoàn thành công việc xong liền trở về, mỗi nơi ông đều kiểm tra qua một chút, cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường, sau đó thông qua bộ đàm hỏi Dư Thiếu Bạch, "Dư Thiếu Bạch, tình hình ở chỗ các con như thế nào rồi?" Sư Thiếu Bạch đang cùng vợ mình là Phương Tố Mai cãi nhau không bình tĩnh được mà nói, ở dưới này không có xảy ra chuyện gì hết, tất cả đều bình thường. Sau khi Dư Thiếu Bạch vừa báo cáo xong, liền lập tức cảm thấy được tình hình không ổn, bên trong đột nhiên xuất hiện hơn 10 người đều dùng súng trường chĩa vào mình. Dư Thiếu Bạch sắc mặt trắng bệch, Phương Tố Mai cũng đã ý thức được rằng tình huống xấu đã xảy ra, hai người nhìn nhau một cái, hai người tách nhau ra, bỏ chạy theo hai hướng của cầu thang đi bộ, huyết lang xài bước một cái, dùng một quyền liền nắm dư thiếu bạch quật ngã xuống đất, dùng một chân đạp lên người anh nói còn muốn chạy sao. Phương Tố Mai nhìn thấy chồng mình bị tóm lại, lại quay đầu trở lại, cắn răng một cái rồi bổ nhào về phía huyết lang, cùng huyết lang một phen sống chết. Nhưng mà rất tiếc anh ta lại là một người có cấp bậc cao thủ, rõ ràng là cô không phải đối thủ của huyết lang. Trong chốc lát, hai vợ chồng đều bị tóm đi làm tù binh. Hiện tại Dư Thiếu Bạch đang cực kỳ ủ rũ, không nghĩ rằng chuyện này sẽ thực sự xảy ra, hơn nữa cảnh báo về cửa chính cũng chưa được báo cáo. Ba mình ở trên lầu, căn bản là không biết đến sự tồn tại của tình huống phát sinh này. Tất cả đều là do chính bản thân mình quá sơ suất. Các người là ai, muốn làm gì, đến cướp bảo tàng, đây là tội phải bị xử chết. Bây giờ rút lui, nhanh chóng buôn vũ khí phải đến đồn công an tự thú còn kịp. Dư thiếu bà vừa dứt lời hai câu trên, liền bị huyết lang tát một cái thật mạnh. Ngưng đi, giờ này mày còn dám hù dọa tao hay sao? Huyết lang quay sang nói với hai gã đệ tử, đem hai người bọn họ kiếm một cái phòng rồi nhốt vào để bắt giữ con tin. Sau đó huyết lang liền vung tay lên, các anh em lập tức xông đến phòng cao nhất chiếm lãnh cả tòa nhà này. Huyết lang dẫn đầu một đám lính đánh thuê ác ma cực kỳ hùng ác mà xông lên lầu 2. Bảo vệ ở phiên trực lâu 2 không kịp phản kháng, đã bị nhóm lính đánh thuê ác ma này dùng súng bắn chết chỉ còn lại tiểu đội trưởng tống thành may mắn trốn thoát tống thành liền ý thức được đã xảy ra chuyện lớn một mà chạy năm tầng lầu ở trên đường anh dùng bộ đàm để thông báo cho tổng giám đốc điều khiển dư trường hải nhà bảo tàng bây giờ rất nhiều thành phần khủng bố đang tập kích dư trường hải kinh hãi làm sao có thể như thế được mới vừa rồi tôi còn hỏi dư thiếu bạch tình hình ở dưới như thế nào mà anh hải à thực sự là quân địch đều đã kéo sát lên đến đây rồi các anh em của chúng ta đều bị giết chết. Không còn thời gian để nói chuyện với anh nữa tôi phải đi phòng thủ ở thang máy. Dư Trường Hải liên lạc với bộ đàm của Dư Thiếu Bạch, nhưng lại không nghe được đối phương trả lời, ông lập tức biết được rằng Dư Thiếu Bạch đã xảy ra chuyện. Giờ phút này cũng không còn thời gian đã quan tâm đến đứa con của mình nữa. Ông nhanh chóng chạy đi báo cáo để cầu viện. Tống Thành cúp điện thoại, kêu tất cả các bảo vệ ở lầu năm tới, phân phó các anh em, tôi mới vừa nhận được tin tức, một nhóm người có vũ trang đã tiến vào bảo tàng. Chúng sẽ lập tức xông tới đây, cầm súng lên nhắm vào thang máy, nếu thấy được bất cứ người lính mang vũ khí lạ nào, linh nổ súng bắn chết cho tôi. Nhớ cho kỹ, nếu các anh không giết chúng, thì chúng sẽ giết chúng ta. Tuy rằng, Tống Thành là người dặn dò và giao công việc cho mọi người, nhưng trên đầu anh cũng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng cực kỳ khẩn trương, dù sao thì anh cũng chưa từng giết người. Mặt khác, mấy đồng chí cảnh sát, ngay cả súng còn không có, trong tay chỉ có gậy, trong lòng càng không yên. Ở thang máy, con số hiển thị tầng càng lúc càng đi lên trên, tâm tình của mấy đồng chí cảnh sát đều rất là khẩn trương. Cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra, thế nhưng, điều mà mọi người cảm thấy bất ngờ là, thanh máy rỗng tuếch. Căn bản là không có một ai. Tống Thành buồn bực dùng ánh mắt quan sát nhìn kỹ, nhưng quả thật là không có ai, thế là như thế nào. Đột nhiên, trên nóc của thân máy nhảy xuống một người, người này chính là huyết lang. Thật đúng là xảo quyệt, lợi dụng việc mình có công phu cao, liền áp sát thân mình ở trên nóc thang máy. Tống Thành và đám người kia chỉ có chăm chú xem ở phía dưới, cũng không ngờ được rằng trên nóc thang máy còn có người. Một viên đạn được bắn ra từ băng đạn, Tống Thành cùng với hai tiểu đội trưởng khác liền bị trúng đạn rồi ngã xuống. Chiến thuật thật là đơn giản, một buổi giết chóc đẫm máu, vài người bảo vệ canh giữ cho tầng 5, ngay tức khắc liền bị giết sạch sẽ. Huyết lang nhe răng cười một cái, thật là một đám vô dụng. Lần này, tư lệnh có chút quá mức cẩn thận rồi. Cũng không biết là, Diệp Vô Phong được giấu ở nơi nào nhỉ. Tao muốn giết Diệp Vô Phong, để báo thù cho thầy của tao. Huyết lang thông qua bộ đàm, liền thông báo cho mấy tên lính đánh thuê ác ma ở phía dưới. Quân địch ở trên này đã được mình dọn dẹp rồi, lập tức đi thang máy lên đây đi. Cùng với võ công tầm thường, mấy chục tên lính đánh thuê ác ma lục tục đi lên trên lầu. Huyết lang vung tay ra lệnh, cứ theo kế hoạch mà làm, trước tiên hãy chiếm sảnh chính đi đã. Sau đó hãy chiếm lấy phòng theo dõi. Còn về Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong, Diêm Quân có ra lệnh, nếu nhìn thấy Lâm Thư Âm thì bắt sống còn nếu gặp Diệp Vô Phong thì cứ việc bắn. Tuân lệnh, một người lính đánh thuê ác ma đi theo bên người huyết lang liền lao thẳng tới sảnh chính đang trưng bày triển lãm. Dư Trường Hải cũng lớn tiếng ra lệnh, bên ngoài có đạo trích, nhanh chóng đóng cửa chính của bảo tàng lại. Tập trung lại, chương 144, đuổi giết lâm thư âm. Dư trường hải lớn tiếng ra lệnh, bên ngoài có bọn cướp, mau đóng cửa chính lại. Đừng chen lấn, cửa kính của phòng triển lãm trang sức có khả năng chống đạn, nếu đóng lại kịp thời thì phải mất một thời gian bọn cướp mới lao vào được. Tuy nhiên các doanh nhân giàu có có mặt tại đây đều nhốn nháo khi nghe tiếng súng nổ. Mọi người tranh nhau chen lấn chạy ra bên ngoài, kết quả đều kẹt tại cửa chính của phòng triển lãm. Cửa kính chống đạn của bảo tàng không thể đóng lại được, phương thiên chính khí chỉ muốn nổ súng bắn chết hai tên doanh nhân giàu có ngu ngốc kia để duy trì trật tự. Đúng lúc này, Huyết Lang dẫn đầu một số lượng lớn đám người có trang bị vũ trang thuận lợi giết tới tầng cao nhất, có mấy tên doanh nhân giàu có bị dọa sợ tới mức hét toáng lên và chạy trở về. Kết quả, cửa chính nhanh chóng thất thủ. Huyết Lang không quan tâm đến điều này, nổ súng bắn chết hai tên lính gác, la lớn tất cả không được nhúc nhích ai lộn xộn sẽ lập tức bắn chết kẻ đó một cô gái nhà giàu không kìm chế được hoảng sợ nên muốn chạy trốn huyết lang giơ tay bắn một phát chúng ngay vào sau đầu của cô ta cô gái nhà giàu thiếu não bị mất mạng tại chỗ não văng tung té khắp sàn không ai được phép chạy cũng không được kêu nếu không thì số phận của các người cũng giống như cô ta huyết lang bắn liên tiếp vài viên cái lên trần nhà tiếng súng khiến cả hội trường đang hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại Huyết lang lạnh lùng nói, mệnh lệnh của tôi chưa từng lặp lại lần thứ hai, tất cả các ngươi, lập tức ngồi xổm xuống góc tường, ném hết điện thoại di động ra ngoài. Kẻ nào trái lệnh, bắn ngay tại chỗ, hai mươi mấy tên lính đánh thuê ác ma có vũ trang đầy đủ lập tức chia nhau ra để thực hiện nhiệm vụ. Một vài nhân viên bảo vệ cố gắng chống cự đều bị chế ngự tại chỗ và khống chế cục diện. Trước sự hống hách và tàn bạo của bọn ác ôn này, tất cả mọi người đều không dám chạy loạn hay kêu bừa hạ vô tình và bạn đồng nghiệp nam của cô đang tổ chức một buổi đấu giá nên cũng không có cơ hội trốn thoát ngay cả tả tiểu thanh cũng bị bắt làm tù binh bị những tên lính đánh thuê ác ma này uy hiếp tả tiểu thanh đành tìm một góc ngồi xổm xuống bà chưa từng đối mặt với tình huống nguy hiểm như thế này bị dọa đến sắc mặt tái nhợt thư âm vô phong các con ở đâu mau lại đây cứu mẹ huyết lang nắm quyền kiểm soát tại hội trường triển lãm liếc nhìn ba món bảo vật vô giá trong kết sắt rồi nói với tên chuyên viên điện tử Sato đến từ đảo quốc Đông Dương, những món đồ này nghe nói đáng giá không ít tiền. Sato, trông cậy vào cậu rồi. Ni Đặc Nương được biết đến là hacker số một ở Đông Dương, hôm nay nếu mở không không được mật mã của cái tủ trưng bày này, thì cậu nên tự sát để cảm ơn thiên hoàng là vừa rồi. Sời, không thành vấn đề, sĩ quan huyết lang trong ro đúng ra là chữ tuyết chứ không phải huyết, mình nghĩ có lẽ tác giả viết nhầm, phiền bạn beta trách lại giúp mình nhé thanh trung quốc có câu thái sơn không phải gò da bò không phải thổi bản lĩnh của tôi đợi lát nữa anh sẽ biết sato cười một cách kiêu ngạo sau đó mở vali sách tay của mình lấy ra công cụ chuyên dụng bắt đầu giải mật mã huyết lang lại ra lệnh quỷ ảnh cậu tịch thu hết tất cả điện thoại của mấy người này lại vâng quỷ ảnh vô thường dẫn theo hai tên lính đánh thuê bắt đầu đoạt lấy hết điện thoại của những doanh nhân giàu có có mặt tại đây buổi triển lãm trang sức vừa mới bắt đầu số lượng người tham gia triển lãm cũng không nhiều lắm nhưng những người này đều là những doanh nhân tỷ phú có tiếng trong vùng này hoặc từ nơi khác đến đây tính mạng của bản thân là quý giá hơn tất cả dưới sự đe dọa của bọn lính đánh thuê ác ma họ làm sao dám chống lại mệnh lệnh tất cả mọi người đều ngoan ngoãn vứt điện thoại đi dựa theo yêu cầu của huyết lang hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống một góc của khu triển lãm huyết lang đi đến chỗ nhóm con tin lần lượt kiểm tra từng người một không tìm thấy diệp vô phong cũng không có phát hiện ra lâm thư âm và bạch nhạn phỉ huyết lang móc ra từ trong túi một tấm ảnh của lâm thư âm mà gã vừa mới lấy được giọng lạnh băng nói với mọi người nói các người đừng sợ chỉ cần các người ngoan ngoãn phối hợp nghe lời tôi sẽ không giết các người có ai trong số các người từng nhìn thấy người phụ nữ này chưa hỏi liên tiếp mấy lần mà vẫn không thấy ai lên tiếng huyết lang có hơi tức giận Sách một con tin gần mình nhất lên, dí họng súng vào đầu người nọ rồi hỏi, "Mày, từng gặp cô ta chưa?" Con tin này sợ hãi dường như sắp tè ra quần, huyết lang uy hiếp nói, "Nếu mày nói dối, tao sẽ đánh chết mày." Con tin này bị dọa sợ, nói tôi từng nhìn thấy. Nửa tiếng trước, cô ta dắt theo một bé gái nhỏ, rời khỏi phòng triển lãm và đi xuống tầng. Huyết lang cau mày, lập tức thông báo qua máy bộ đàm, "Tất cả mọi người chú ý, Lâm Thư Âm có mang theo một bé gái." rất có thể đang trốn đâu đó ở những tầng khác, các người đi lục soát cho tôi. Hạ vô tình và tà tiểu thanh đều kinh hãi, nếu lâm thư âm bị bắt, nhất định không có kết cục tốt, không thể ngờ được rằng kiếp nạn của con gái tôi vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên, một người phụ nữ mập mạp trong bộ váy thời thượng đứng lên, báo cáo sĩ quan, tôi từng nhìn thấy cô gái trong tấm ảnh. Huyết lang hỏi, cô ta ở đâu? Người phụ nữ mập trợn tròn mắt, nói, nếu tôi nói cho anh biết, anh có thể thả tôi đi không? chúng ta không có thủ oán gì với nhau cả. Huyết lang gian manh cười một tiếng nói, nếu những gì cô nói là thật, tôi sẽ thả cô đi. Khuôn mặt của người phụ nữ mập mạp tràn đầy vẻ vui mừng, vừa rồi lúc tôi chạy ra ngoài, đúng lúc các người xông vào. Người phụ nữ trong tấm ảnh dẫn theo một bé gái nhỏ được mấy vệ sĩ bảo vệ, trốn trong phòng hội nghị thì phải. Tả tiểu thanh hung hăng trừng mắt với người đàn bà mập kia, trong lòng thầm mắng, cái con ả mập này, dám bán đứng con gái của tôi, cô sẽ chết không tử tế đâu. Phòng hội nghị, gã nhìn căn phòng giám sát tổng hợp nằm giữa phòng hội nghị và phòng triển lãm. Hình như có một nhân viên bảo vệ đang trốn trong đó, hơn nữa, nếu nhân viên bảo vệ mà còn sống sót thì nhất định đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ sớm vây quanh tòa cao ốc này, mình cần phải chiếm phòng giám sát trước tiên, sau đó sẽ tiếp tục tìm lâm thư âm. Thế là, huyết lang lặng lẽ nói với quỷ ảnh vô thường, quỷ ảnh vô thường, tôi đi bắt lâm thư âm, cậu trông chừng những con tin này. Quỷ ảnh vô thường nói, đã rõ. Hai người chia thành hai nhóm, huyết lang dẫn theo một đội lính đánh thuê đến phòng hội nghị bắt Lâm Thư Âm. Vừa rồi, Lâm Thư Âm mang theo Tùng Tùng đi ăn tối, lúc trở về hai người đua nhau leo cầu thang. Bởi vì Tùng Tùng bị ngã một phát, nên hai người bèn nghỉ ngơi một hồi, kết quả đúng lúc va nhẹ vào một tên lính đánh thuê ác ma. Lâm Thư Âm hoảng sợ không biết nên đi đường nào, đúng lúc gặp được Phương Thiên Chính chạy đến trợ giúp. Cô Lâm, đừng hốt hoảng, kẻ xấu nhiều lắm, cô đi theo tôi. Phương Thiên Chính mang theo Lâm Thư Âm và Tùng Tùng trốn vào phòng hội nghị. Nhưng cảm thấy nơi này cũng không an toàn, Phương Thiên Chính nhìn lên trần nhà, cậu nhanh trí khẽ động, nhảy lên cái bàn, gỡ bỏ một miếng la phông trên trần nhà, để Lâm Thư Âm và Tùng Tùng chui lên trần nhà, sau đó dặn dò hai cô cháu cô Lâm, cô bảo vệ con bé trốn ở chỗ này bất kể nghe thấy âm thanh gì, hai người cũng đừng lên tiếng nhé. Đội trưởng Phương, còn cậu làm sao bây giờ? Lâm Thư âm hỏi. Phương Thiên Chính nói, hai người không cần lo lắng cho tôi, đừng lên tiếng là được. Phương Thiên Chính che kín trần nhà, liếc nhìn hai người bảo vệ còn lại, hai người bảo vệ này đều là người mới, vẫn chưa được cấp phát súng ống, trong tay chỉ có hai cây rùi cui. Phương Thiên Chính biết ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, đã thể vũ khí còn tinh vi, anh dự định trốn ở chỗ này cố thủ chờ cứu Việt, không thể lấy trứng trọi đá được. Phương Thiên Chính suy nghĩ một chút rồi nói, hai người giúp tôi chuyển cái bàn này qua kia để chặn cửa lớn. Sau khi chặn cửa phòng hội nghị xong, Phương Thiên Chính nói thêm, hai người anh em, đừng sợ. Đợi lát nữa tùy cơ ứng biến. Đội trưởng Phương, bọn xấu hình như đều có súng. Không sao, chúng ta đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến trong vài phút nữa. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là canh giữ căn phòng này, bảo vệ cô Lâm và bé gái. chương 145, bảo vệ tôn nghiêm. Huyết lang dẫn lính đánh thuê ác ma đi vào từ cửa phòng họp, nhìn khóa cửa được khóa chắc chắn, đoán bên trong nhất định có người đang ẩn nấp. Anh ta chỉ súng vào cửa gỗ, quát to, lâm thư âm, tôi biết cô đang ở bên trong. Ngoan ngoãn ra đầu hàng, tôi cam đoan sẽ không giết các người, nếu không, đừng trách tôi phải xông vào. Phương Thiên Chính nhíu mày, bày trận sẵn sàng đón địch. Hai tên bảo an sợ tới mức sắc mặt xanh mét, Phương Thiên dùng ánh mắt nói với hai người bọn họ, không cần sợ, chú ý giữ cửa. Huyết lang nói xong cũng không thấy cửa mở ra, dùng sức đẩy cửa một chút, cửa lớn bằng gỗ này quả nhiên rất chắc chắn, nhưng cũng không ngăn cản được hành động của anh ta, huyết lang hất tay ra lệnh, người tới, cho nổ tung cánh cửa này. Lính đánh thuê ác ma không thiếu cao thủ, hai tên lính đánh thuê ác ma động tác thuần thục lấy ra một quả bom hẹn giờ từ trong túi, đặt ở trước cánh cửa gỗ. Huyết lang cười lạnh, nói vọng vào, người bên trong nghe đây, ngoan ngoãn đi ra đầu hàng, bằng không đừng trách bọn tao phá cửa xông vào. Trong phòng không hề có động tĩnh gì, huyết lang không định trực tiếp giết chết Lâm Thư Âm, anh ta hy vọng tốt nhất là có thể bắt sống Lâm Thư Âm. Sau đó dụ diệp vô phong tới, một mẻ bắt sạch. Cho nên đưa ra tối hậu thư, nếu các người không mở cửa, tao sẽ cho nổ tung chỗ này huyết lang dọa dẫm muốn bọn họ đầu hàng hai tên bảo an trong lòng run sợ bọn họ nhìn phương thiên chính nói đội trưởng hay là chúng ta đầu hàng đi phương thiên chính nổi nóng hai người các cậu là đồ ngu à đứng vững cho tôi đàn ông con trai sợ cái gì mà sợ cho dù có chết cũng phải chết khi làm nhiệm vụ nhìn phương thiên chính nổi giận lôi đình hai tên bảo an cũng không dám hé răng cắn răng giữ chặt cửa huyết lang thấy bên trong không có động tính gì, lập tức nhấn nút phát nổ. Oanh, cửa phòng hội nghị lập tức bị phá tan. Huyết lang đá văng cửa gỗ bị phá cho nát tươm ra, lộ ra vẻ ác độc cười cười đi vào. Đội trưởng Phương, cứu chúng tôi với. Hai tên bảo an bị bom nổ, trên người toàn là máu, đau khổ dẫy ruộng. Huyết lang dẫm lên người bọn họ mà bước qua, nhấn mạnh xuống, khiến hai tên bảo an vì mất máu quá nhiều mà hy sinh. Phương Thiên Chính mắng, thằng xuất sinh, không thù không oán, sao mày phải đối xử với bọn họ như thế? Huyết lang lạnh giọng hỏi, Lâm Thư âm đâu? Sao cô ta ra đây, tao tha cho mày một mạng. Phương Thiên Chính cười lạnh, ai là Lâm Thư âm, tao không quen cô ta. Bọn mày là côn đồ hay bọn phản loạn đấy hả? Muốn làm phản à, bố mày không sợ, tao nói cho bọn mày biết, cảnh sát sắp bao vây nơi này rồi. Bọn mày thức thời thì buông vũ khí đầu hàng đi, còn có thể được xử nhẹ hơn. Nói xong, Phương Thiên Chính bày ra tư thế bạch hạc dương cánh, sẵn sàng ứng chiến. Ánh mắt Huyết Lang nhìn qua phòng hội nghị, nơi này trừ bàn họp ra thì cũng chỉ có ghế, không có chỗ giấu người, liền chửi bới con mụ béo đấy thế mà dám lừa tao. Huyết Lang nhìn Phương Thiên Chính, chỉ có một mình anh ta, hỏi, mày có biết bọn tao là ai không? Có nói cho mày biết cũng chả sao, bọn tao là lính đánh thuê ác ma nổi danh thiên hạ, bọn cảnh sát hoa hạ chúng mày đến nhiều thì bọn tao giết nhiều, đến ít thì bọn tao giết ít ác ma, mẹ kiếp, khẩu khí không nhỏ, lại dám dở trò trước mặt chính phủ. Phương Thiên Chính nắm chặt tay, nếu mày thật sự có bản lĩnh, thì đánh thắng được ông đây rồi nói sau. Phương Thiên Chính cũng không phải dọa đối phương, anh ta quả thật có nền tảng võ nghệ không tệ, là cao thủ cấp đại sư, hơn nữa anh ta và Bạch Vân phong kẻ chắn đông người giết Tây hơn 20 năm, chiến trường gì mà chưa từng thấy qua. Phương Thiên Chính sở dĩ đưa ra khiêu chiến như thế, mục đích cũng chỉ là muốn chọc giận tên thủ thủ lĩnh, đối thủ rất kiêu ngạo, nhất định sẽ đáp ứng lời khiêu chiến của mình. Anh ta biết, đối phương nhiều người, mỗi người đều có súng, mình chắc chắn không thể thắng được. Nhưng nếu một mình anh ta đấu với tên thủ lĩnh, có thể còn có một đường sống. Vì thế, anh ta nắm chặt hai tay, bày ra tư thế chiến đấu, hai mắt nhìn chăm chú vào huyết lang, hy vọng có thể nhờ vào năng lực của mình, đánh chết hoặc đánh cho tên thủ lĩnh tàn phế là tốt nhất. Huyết lang cười đầy kiêu ngạo, có khí phách thế mà dám đánh tay đôi với tao, tao thành toàn cho mày. Phương Thiên Chính mở rộng hai chân, hai mắt nhìn chầm chầm vào huyết lang, nói, hưu chết vào tay ai, đợi đánh xong thì hãng nói. Phương Thiên Chính nói xong, đi về phía trước, bước một bước dài, nhắm ngay người của huyết lang hạ xuống một trường hổ hình phách, huyết lang cũng không trốn, lui về sau tiếp một quyền của Phương Thiên Chính. Phương Thiên Chính bị một trường này của huyết lang làm lui người về sau ba bốn bước, mà huyết lang không chút sức mẻ sau khi đẩy lui được phương thiên chính, huyết lang bước một bước lớn ép sát tới, nhảy lên đá một cước vào bên sườn của phương thiên chính. Phương thiên chính nhanh nhạy lách người tránh khỏi, nhưng huyết lang theo sát đánh thêm một đấm nữa, tốc độ quá nhanh, phương thiên chính bị một quyền này của anh ta đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa gãy mất mấy cái xương. Huyết lang cười lạnh, tiểu tử, đừng có giả vờ, đứng lên, chúng ta đánh tiếp. Phương thiên chính cắn răng đứng lên, nuốt ngụm máu xuống, lại xông về phía huyết lang. Huyết Lang lại nhảy lên đá, bị Phương Thiên Chính nghiêng người tránh khỏi, Huyết Lang lại ra thêm một một quyền, tốc độ nhanh như chớp, một quyền này căn bản không thể tránh, Phương Thiên Chính trong lòng lạnh lẽo, biết bản thân mình không sống nổi, cuối cùng dùng hết sức trực tiếp chống lại một quyền của đối phương. Nhưng cao thủ cấp bậc tông sư một khi sử dụng toàn lực cũng rất mạnh, cho dù Phương Thiên Chính có chuẩn bị tốt cũng không thể cản được. Bịch, sau khi Phương Thiên Chính chịu một quyền này, cả người như một con diều rách bị đánh bay vào tường nôn ra một búng máu phương thiên chính nhìn huyết lang cắn răng nói đồ xúc sinh diệp vô phong sớm muộn gì cũng báo thù cho tao nói xong liền hộp máu hy sinh huyết lang lắc đầu quá kém chả có ý nghĩa gì anh ta khoát tay chỉ huy đám lính đánh thuê ác ma tiếp tục tìm lâm thư âm ác chiến diễn ra trong phòng họp phương thiên chính hy sinh vì nhiệm vụ lâm thư âm trên xà nhà đều nghe được rõ ràng lúc phương thiên chính sắp hy sinh nói diệp vô phong sẽ báo thù cho tao lâm thư âm nhanh chóng tìm điện thoại cô không dám gọi sợ bị đám lính đánh thuê ác ma nghe được lặng lẽ gửi tin nhắn cho diệp vô phong nói cho diệp vô phong biết hoàn cảnh hiện tại của mình bảo diệp vô phong mau tới cứu mình sau khi gửi tin nhắn xong lâm thư âm chuyển sang chế độ máy bay sờ đầu tùng tùng lâm thư âm thấp giọng hỏi tùng tùng cháu có sợ không tùng tùng nói cháu không sợ gì ơi cháu sẽ không kêu lên đâu, nếu để kẻ xấu nghe thấy, sẽ tới bắt chúng ta mất. Nhưng mà cháu nhớ mẹ. Lâm Thư âm an ủi thằng bé, tùng tùng, bên ngoài đang có người xấu, chúng ta không thể đi tìm mẹ cháu được. Nhưng mà chú cảnh sát cũng sắp tới rồi, đám người xấu sơm muộn cũng bị bắt thôi. Chờ đến lúc người xấu bị bắt hết, chúng ta lại xuống dưới tìm mẹ cháu. Huyết lang dẫn theo đám lính đánh thuê ác mà nổi giận đùng đùng quay trở lại phòng triển lãm, hỏi quỷ ảnh vô thường có tìm được lâm thư âm không? Quỷ ảnh vô thường lắc đầu nói, không có, không phải là cậu đã đi tìm rồi à? Nhiệm vụ của tôi là trông coi con tin, vừa nãy hắc xa có đến phòng giám sát và điều khiển rồi. Huyết lang mắng, mẹ kiếp, đám đàn bà kia dám lừa tao. Anh ta hầm hầm xoay người tìm kiếm người phụ nữ béo vừa nãy. Người phụ nữ béo nghe ngóng thấy tình hình không ổn, vội vàng cúi đầu ẩn nấp. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, sau khi nhận được điện thoại báo cáo, cảnh sát ở gần nhất đã đến phía dưới tòa nhà. Mười cảnh sát dẫn đầu dàn trận, nhưng vì không có cảnh sát cấp cao tới, bọn họ không dám liều lĩnh làm việc. Audio điện tử võ tấn bền chương 146, kẻ ác tất có ác báo Cho dù người phụ nữ béo có cúi thấp đầu đi nữa, nhưng cơ thể của bà ta rất dễ nhận biết, huyết lang nhanh chóng tìm thấy bà ta huyết lang bước nhanh tới chỗ bà ta lôi bà ta từ trong đám người bị bắt làm con tin ra người phụ nữ béo cười nói đại ca có phải tìm thấy con bé kia là tôi được thả rồi đúng không huyết lang âm u nói đúng thế bà có thể đi người phụ nữ béo mừng rỡ thế thì tốt quá cảm ơn đại ca tôi bảo đảm sau khi đi ra ngoài sẽ không nói bất cứ cái gì hết người đàn ông bên người bà ta là người chồng trẻ của bà ta anh ta kéo tay bà ta vợ ơi em với vị đại ca này nói chuyện đi anh cũng không muốn ở trong này nữa đâu người phụ nữ béo lớn gan hỏi đại ca tôi có thể có thể thả cả chồng tôi có được không huyết lang lạnh đạm nói một mình bà đi người phụ nữ béo liên tục gật đầu một mình tôi một mình tôi đi bà ta xoay người nói với chồng bà ta chồng ơi em xin lỗi bọn họ nói chỉ một mình em đi thôi vậy em ở bên ngoài đợi anh người chồng trẻ của bà ta tức giận đến mức mặt cũng biến sắc mắng to đồ đàn bà thối tha uổng cho trước kia tôi đối xử với bà tốt đến như thế bà thế mà lại không thèm quan tâm đến sống chết của tôi tả tiểu thanh hận người phụ nữ béo đến ngứa cả răng đồ đàn bà thối tha đáng chết đám giặc mấy người các ngươi sao lại thả bà ta ra chứ quả nhiên người phụ nữ béo vừa xoay người muốn đi huyết lang lại nói bà đợi một chút người phụ nữ béo dừng bước quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của huyết lang, có chút sợ, đại. Đại ca, không phải có tôi thể đi ư. Huyết lang nói, tôi có thể thả bà đi, nhưng bà phải đi từ bên kia ra. Người phụ nữ béo ngạc nhiên, chỉ tay về phía cửa lớn, cửa lớn ở bên này mà, bên kia là cửa sổ. Huyết lang cười lạnh, bà ngu như thế, không xứng đi cửa lớn, tôi muốn bà phải đi cửa sổ. Đồ đần, người phụ nữ béo hoảng sợ, đại ca, anh đừng nói đùa, cửa sổ, tôi đi ra từ cửa sổ không phải sẽ ngã chết ư. Huyết lang bực mình nói, người đâu, ném bà ta xuống dưới. Người phụ nữ béo vừa nghe thì sợ xanh mặt, đại ca, tôi cầu xin anh, đừng giết tôi mà. Đám lính đánh thuê ác ma cũng không nghe lời cầu xin của bà ta, hai người mỗi người lôi một cánh tay của bà ta, kéo bà ta tới gần cửa sổ. Đám phú hào trong này đều thầm tỏ vẻ mừng rỡ, người đàn bà này chết là đúng. Trong lòng tả tiểu thanh mừng thầm, mụ già đáng chết, bán đứng con gái của ông đây, bà không chết thì ai chết chứ? Hai tên lính đánh thuê ác ma lôi người phụ nữ béo đến bên cửa sổ, huyết lang hỏi, tôi hỏi lại lần cuối cùng, ảnh chụp của người phụ nữ kia, đến cùng là ở đâu? Người phụ nữ béo bị dọa đến mức sợ đái ra quần, khóc dưng dứt nói, đại ca, tôi thật. Tôi đều đã nói cho anh rồi, những gì tôi vừa nói đều là nói thật. Tôi nhát gan lắm, các anh đừng dọa tôi. Bớt nói nhảm đi, ném ra ngoài. Theo mệnh lệnh của huyết lang, hai tên lính đánh thuê ác ma trực tiếp ném người phụ nữ béo từ cửa sổ ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết xé nát không chung, kẻ ác tất có ác báo, đúng là hả lòng hả dạ. Ngã chết à, xứng đáng, cục tức trong lòng tả tiểu thanh cuối cùng cũng có chỗ để xả. Người phụ nữ béo ngã chết, huyết lang cũng đỡ khó chịu, anh ta nói với quỷ ảnh vô thường, mấy người tiếp tục ở chỗ này xem chừng. Tôi đi tìm người phụ nữ kia, anh ta dẫn người xuống dưới cha xét. Tâm trạng dư trường hải vô cùng nặng nề, con trai và con dâu chắc là đã xảy ra chuyện, anh em tốt phương thiên chính cũng chịu tội chung, ánh mắt dư trường hải đỏ bừng, cố nén đau đớn ngập lòng, ông ta gọi hết tất cả vệ sĩ bên cạnh lên. Ba người Thạch Tiểu Sơn, Lý Biêu, Mạnh Ba đều đã đi theo ông ta rất nhiều năm, mỗi người đều là cao thủ cấp tinh anh. Các anh em, chúng ta gặp phải đối thủ mạnh, cảnh sát không trụ được bao lâu. Chúng ta phải bảo vệ phòng điều khiển và giám sát thật tốt mới có thể bảo vệ tính mạng tôi phân nhiệm vụ một chút, ba người mỗi người phòng thủ một cứ điểm. Ba người dưới tay ông ta này, tuy rằng đều có kinh nghiệm hai năm làm vệ sĩ, nhưng chưa bao giờ gặp phải trận chiến quy mô lớn như thế này. Trước mắt, ba người đều rất khẩn trương, tay nắm chặt súng, không nhịn được run rẩy. Dư Trường Hải nói, mọi người giữ bình tĩnh, đừng sợ. Đợi một lát nữa, nhất định phải ngắm đúng rồi bắn. Anh Hải, chúng em nhớ rồi. Ba người đồng thanh đáp lại lúc thủ lĩnh của lính đánh thuê ác ma là Hắc Sa dẫn một đội đi vào phòng giám sát và điều khiển. Hắc Sa là một gã lính đánh thuê da đen, thân thể vô cùng cường tráng, hơn nữa anh ta cũng là cấp tông sư. Mấy tên lính đánh thuê ác ma dưới trường anh ta cũng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, bọn họ dùng hỏa lực bảo vệ đầu, phía trước đã có hai tên vào được bên trong phòng giám sát và điều khiển. Dù sao Dư Trường Hải cũng cũng xuất thân từ bộ đội đặc trùng, nhìn thấy quân địch tiến vào, ông ta nhanh mắt nhanh tay, bắn hai phát vô cùng chuẩn xác hai kẻ ở trước bị bắn chúng liền ngã xuống còn lại năm tên thuận thế tản ra hai phía dựa vào tủ sắt gần người bắn về phía dư trường hải ba 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 tiếng súng vang lên đột ngột dư trường hải một người thân cô thấy cô không khỏi quát to mấy đứa chúng mày bị ngu à nổ súng đi chứ ba tên vệ sĩ như tỉnh mộng lập tức giơ súng bắn loạn xạ nhưng mà bọn họ bắn loạn xạ như thế đến cả một tên lính đánh thuê ác ma cũng không bắn chết được chỉ có dư trường hải bắn chuẩn nhất, lại bắn chết hai tên lính đánh thuê. Địa thế phòng giám sát vô cùng phức tạp, hơn nữa không có đèn, mấy người dư trường hải chiếm được lợi thế, bọn lính đánh thuê ác ma không được lợi, bị bắn chết mất ba bốn tên. Trong lúc đôi bên chiến đấu, Thạch Tiểu Sơn bởi vì không đủ kinh nghiệm, bắn xong toàn quên không đổi vị trí của mình, bị tên cáo giả hắc xa một phát bắn chết. Dư Trường Hải nhìn đội viên của mình vì này loại sai lầm cấp thấp như thế chết, trong lòng nén giận mấy tên này đến yếu tố huấn luyện cơ bản nhất cũng quên mất bắn loạn xạ cả lên một chút quy tắc cũng không có dư trường hải sốt ruột quát nhắm chuẩn thì hãng bắn đừng có bắn loạn lãng phí đạn nhưng nhìn thấy bạn tốt chết thảm vệ sĩ bên người thạch tiểu sơn lập tức mất đi lý trí tao liều mạng với chúng mày anh ta cầm khẩu súng lục một bên bắn một bên tấn công về phía đám lính đánh thuê ác ma mày giết anh em của tao mày phải chết anh ta bắn ba phát về phía Hát nhưng một phát cũng không bắn tới. Hát Sa nhìn cái tên không biết sống chết này, một người xông lên, Hát Sa cũng không khách khí, bắn một phát vào người vệ sĩ, phát súng này bắn trúng trái tim, Lý Bưu mất mạng. Dư Trường Hải tức đến mức muốn mắng chửi người, đồ vô dụng, đâm đầu vào chỗ chết như thế thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Hát Sa cười gần, dẫn mấy tên tay lính đánh thuê ác ma lại đi về phía trước hơn 10 mét nữa trận phòng ngự mà Dư Trường Hải bố trí ban đầu bị phá tan, nhìn vệ sĩ theo sát mình, Mạnh Tam coi như là bình tĩnh, Dư Trường Hải nói với anh ta, Tam Tam, không giữ nổi phòng giám sát và điều khiển nữa rồi, chúng ta bảo toàn lực lượng. Trước cứ lui về phòng chứa đổ đã, tha cho đám này. Tam Tam nói, chú Hải, cháu nghe lời chú sắp xếp. Đi, hai người nhanh chóng rút lui khỏi đó, bên cạnh phòng giám sát và điều khiển còn có một phòng dùng làm kho không dùng đến. Dư Trường Hải và Tam Tam lùi đến trong phòng này, mượn chỗ có địa hình tối tăm để ẩn nấp, Dư Trường Hải và Tam Tam một bên bắn tỉa ngăn đám bắt cóc ngoài cửa, một bên thay đổi vị trí phòng thủ của mình. Chương 147: Cuộc chiến đẫm máu trong phòng giám sát. Bởi vì Dư Trường Hải có tài thiện xạ siêu đỉnh, lại cộng thêm tiểu Tam phối hợp, lính đánh thuê ác ma rất khó tấn công cùng một lúc. Trong cuộc chiến khốc liệt, lại có thêm một lính đánh thuê ác ma bị hạ gục bởi vì không rõ tình huống bên trong như thế nào hai tên lính đánh thuê ác ma chưa kịp xông vào đã bị dư trường hải diệt gọn còn lại ba người không dám xông lên tấn công tùy tiện hắc sa thấy thủ hạ của mình từng người từng người gục xuống gã đành vung tay ra hiệu tạm dừng tấn công hắc sa bí mật nấp ngoài cửa kiểm tra địa hình tuy kho chứa đồ mà dư trường hải ẩn nấp không lớn nhưng địa hình bên trong lại phức tạp sẽ bất lợi nếu gã xông thẳng vào gã tự nghĩ kế sách trong lòng Bên trong kho để hàng, Dư Trường Hải cực kỳ lo lắng, báo động vang lên từ 10 phút trước rồi, sao cảnh sát vẫn chưa đến. Nếu không đến kịp, mình và Tiểu Tam sẽ lành ít giữ nhiều. Dư Trường Hải nhỏ giọng hỏi, Tiểu Tam, cháu còn bao nhiêu viên đạn? Tiểu Tam nói, bác Hải, cháu còn 4 viên. Tiểu Tam, chúng ta phải giữ được trận địa này, cảnh sát sắp tới rồi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một tên lính đánh thuê sông tới. Tiểu Tam giơ tay bắn chết tên lính đánh thuê. Tam, bắn tốt lắm. Tư Trường Hải khen ngợi. Tiểu Tam cười khổ. Bác Hải, đây là lần đầu cháu giết người. Hắc Sa thấy tên Tiểu Tốt xông lên đã toi mạng thì thúc giục hai tên lính đánh thuê ác ma cuối cùng, hai người cảnh giác một chút, tách ra hai hướng trái phải tiêu diệt bọn chúng. Hai tên lính đánh thuê hiểu ý, một người lăn người xông thẳng vào cửa lớn, tay cầm súng tiểu liên, nhắm thẳng vào chỗ Tiểu Tam đang ẩn nấp mà bắn tiểu tam dưới tình huống cấp bách liên tục nổ súng vào đối phương bằng 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 ba viên đạn còn lại bắn hết ra ngoài hai ngã lính đánh thuê đều bị tiêu diệt ba viên giết hai tên lính đánh thuê tài bắn súng này cũng không tệ tam cháu có tải bắn súng tốt đó lúc về tôi sẽ thông báo cho ngài bạch biết cháu nhất định sẽ được thăng lên trước đội trưởng tiểu tam nhìn súng ngắn trong tay bác hải cháu hết đạn rồi dư trường hải tháo một viên đạn ra khỏi súng của mình tam đây là viên đạn cuối cùng, chỉ được dùng trong thời khắc quan trọng nhất. Tiểu Tam gật đầu, cúi xuống nắp viên đạn vào súng của mình. Dư Trường Hải phân công một trái một phải, có xu thế phòng thủ ngay cửa ra vào. Dư Trường Hải nói, thằng mọi đen bên ngoài có bản lĩnh vào đây xem. Dư Trường Hải có ý đồ chọc giận Hắc Sa, để gã xông vào rồi diệt gọn đối phương. Hắc Sa biết đối phương có tài bắn súng không tồi, nên gã không dám lao vào đơn giản như thế gã quay đầu liền thấy chiếc thùng rác ngoài cửa, thứ này cao hơn 1 mét. Hắc Sa nảy ra một ý tưởng, hắn lặng lẽ mang thùng rác qua. Sau đó lấy một chiếc đèn pin mini rắt ở sau lưng rồi nấp phía sau cửa, xem xét tình hình bên trong, gã bật đèn pin lên, lấy tay che khuất ánh sáng, sau đó dùng lực ném thùng rác ra ngoài. Thùng rác trong bóng tối giống như bóng người đang lăn tới, Dư Trường Hải cùng Tiểu Tam ngắm bắn vào thùng rác, kết quả khi hai tiếng chen chen vang lên, hai người lập tức ý thức mình đã bị lừa. Dư Trường Hải biết mình đã bị lộ vị trí, anh tranh thủ thời gian lăn sang một bên, đồng thời hét lên tiểu tam, trốn đi. Thế nhưng mọi chuyện đã trễ. Hát xa là con người giảo hoạt, ném đèn pin trong tay tới chỗ tiểu tam. Mặc dù tiểu tam có tài bắn súng khá tốt, hôm nay cũng có biểu hiện khá ổn, nhưng cậu không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Dư Trường Hải, bị đèn pin chiếu vào mắt thì ngẩn người ra lúc muốn đổi vị trí nấp đã không kịp bóng dáng Hắc Sa nhoáng một cái trượt từ cửa chính vào trong tay cầm súng nhắm ngay tới chỗ Tiểu Tam viên đạn chính xác găm vào đầu cậu Tiểu Tam đáng thương chưa kịp nói câu nào đã mất mạng gã thay đổi tư thế Hắc Sa giơ tay lên hướng tới chỗ Dư Trường Hải bắn một phát súng cũng may Dư Trường Hải luôn luôn trong trạng thái cảnh giác đã di chuyển qua chỗ khác từ lâu viên đạn này của Hắc Sa không trúng mục tiêu dù không trúng Dư Trường Hải nhưng cũng khiến Dư Trường Hải bị dọa không nhẹ, đối thủ của anh mạnh mẽ như vậy. Anh giấu mình sau một loạt giá inox, nhìn xuống khẩu súng ngắn của mình, trong này chỉ còn dư một viên đạn. Phải trúng trong một phát bắn duy nhất, nếu không hôm nay chính là ngày dỗ của anh. Hắc Sa nhìn thấy Dư Trường Hải trốn không dám ló đầu thì nhe răng cười, trốn lui trốn lủi như thế còn gì là anh hùng. Đất nước bọn mày chẳng phải có câu thà chết chứ không chịu nhục sao? có ngon ra sâu lâu với tao. Dư Trường Hải không bị phép khích tướng này chọc giận, vẫn ẩn mình như cũ. Hắc Sa cười lạnh, không dám ra ngoài, đúng là thùng rỗng kêu to, súng của mày còn một viên đúng không, mày sợ đúng không? Dư Trường Hải sửng sốt, sao gã có thể đoán được súng của anh chỉ còn một viên? Gã đoán bừa hay sao? Anh điều chỉnh hô hấp, bình tâm suy nghĩ, không có kinh nghiệm cầm súng 5 năm trở nên, chắc chắn không để ý tới số lượng đạn trong súng của mình viên đạn lần này rất khó có thể giết chết gã ta. Sao mình lại hồ đồ vậy, mình còn ba con dao ném, thời khắc quan trọng này sao lại không cần cơ chứ? Dư trường hải sờ ba con dao trước ngực, trong lòng yên lặng chờ đợi cơ hội hành động tốt nhất. Nghiêng tai nghe thấy tiếng bước chân của đối phương càng ngày càng gần mình, dư trường hải hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất hiện, tay phải nắm súng nhắm ngay vào người hắc xa, đùng, tiếng súng vang lên. Chỉ có một viên đạn, xác suất cao là chúng mục tiêu. Dư Trường Hải có tài bắn súng cực cao, anh cực kỳ tin tưởng vào phát bắn này, vì đề phòng bất chắc, tay trái anh còn cầm thêm ba con dao. Nhưng Hắc Sa cũng là lính đánh thuê siêu cấp, giác quan của gã cực kỳ mẫn cảm, nghe thấy tiếng súng, cơ thể dịch sang một phía một cách vô thức, viên đạn sượt qua cổ gã. Viên đạn trượt qua khiến cổ Hắc Sa chảy máu, Hắc Sa lấy tay lau qua, liếm lên miệng, cười lạnh, đã hết đạn rồi, mày không đầu hàng chịu chết sao? Mọi đen, thằng đi tìm chết là mày mới đúng. Dư trường hải vung tay, ba con dao được phóng ra thành ba tia sáng bạc xếp thành hình tam giác nhắm thẳng tới ngực Hắc Sa. Hả, Hắc Sa dùng hết sức tránh né. Còn hai con dao, một cái sượt qua đầu gã, cái thứ ba lại đâm trúng vai gã. Mặc dù da dày thịt nhiều, nhưng Hắc Sa cũng đau tới nhe răng. Hắc Sa thẹn quá hóa giận, giơ tay nổ súng. Viên đạn trúng bụng Dư Trường Hải, Dư Trường Hải cắn răng nhịn đau sông lên, cùng hắc xa liều chết một phen. Hắc xa nhắm ngay một quyền tới Dư Trường Hải, một quyền này đánh trúng Dư Trường Hải, khiến Dư Trường Hải lập tức choáng váng, mắt nổ đom đóm, khó có thể chống chịu được nữa. Anh Bạch, lần này tôi đã phụ lòng tin của anh, nếu viện bảo tàng châu báu không bảo vệ được thì nhà họ Bạch xong rồi. Thực xin lỗi, Trường Hải không có năng lực. Trong lòng đầy bi ai, Dư Trường Hải không còn sức tì lên tường, muốn tiếp tục chiến đấu thằng nhóc ngoan cố, chống đỡ làm gì nữa. Đi chết đi, hắc Sa đá một cú tới, dư trường hải không thể chịu nổi, hộp máu, bỏ mình. Không biết lượng sức mình, dám đấu với anh đây, kiếp sau học hành cho tốt rồi quay lại nhé. Hắc Sa đắc ý nhìn dư trường hải đã chết, mươi 148, Mạc Đông Lôi bị bắt. Viện bảo tàng xảy ra chuyện lớn như vậy, lính đánh thuê ác ma đã chiếm được phòng giám sát, khống chế cả tòa nhà. Diệp vô phong nếu ở đây, thì sẽ không có bi kịch nào xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác, cuộc điện thoại của Bạch Tinh Đồng kéo Diệp Vô Phong cùng Bạch Nhạn phỉ rời đi. Hai người tới đội cảnh sát hình sự thấy Bạch Tinh Đồng, Diệp Vô Phong hỏi, đội trưởng Bạch có chuyện gì à? Sao phải tìm tôi gấp như thế? Bạch Tinh Đồng nói, lính trinh sát của tôi vừa gửi tới một tin tức. Mạc Đông lôi mua số lượng lớn thuốc nổ và giấu trong xe anh ta. Diệp Vô Phong, tôi lo anh ta muốn đối phó với anh. Diệp Vô Phong giật mình, mặc dù mạc đông lôi rất yếu dù cầm thuốc nổ cũng không làm gì được anh nhưng diệp vô phong lại lo lắng mạc đông lôi dùng thuốc nổ đối phó người nhà anh giờ mạc đông lôi đang ở đâu bạch tinh đồng nói một điều tra viên đã tiếp tục theo dõi anh ta xe của anh ta vừa rồi vẫn còn trong nhà anh ta còn giờ chiếc xe đó đang chạy tới phía núi nhạn tê diệp vô phong sửng sốt không tốt rồi tên khốn đó muốn tới nhà tôi sao phải ngăn anh ta diệp vô phong nói bạch tinh đồng nói được rồi tôi đi cùng anh chứng cứ tham nhũng cũng lấy được rồi có thể bắt mạc đông lôi ba người nhanh chóng tụ họp lại với điều tra viên đang theo dõi mạc đông lôi diệp vô phong phát hiện xe riêng của mạc đông lôi sau khi tới phía sau núi nhạn tê cũng không tới nhà tổ của lâm thư âm mà đổi hướng chạy thẳng tới nhà máy hóa chất bạch tinh đồng cao mày nhà máy hóa chất là tài sản riêng của mạc đông lôi anh ta còn mang theo thuốc nổ bên mình làm gì chẳng nhẽ định cho nổ nhà máy của mình ngay lúc ba người vẫn chưa hiểu Mạc Đông Lôi đang tính làm gì, thì một tiếng nổ mạnh phát ra từ nhà máy hóa chất, theo sau đó là một vụ hỏa hoạn lớn, Bạch Nhạn phỉ nói, thằng nhóc kia không biết đang làm trò quái quỷ gì nữa. Diệp Vô Phong cau mày thật chặt, bình tĩnh suy nghĩ, sắc mặt đột một thay đổi, chẳng lẽ gã đang dùng kế dương đông kích tây. Thời điểm xe của Mạc Đông Lôi đi ra từ cổng sau nhà máy hóa chất, Bạch Tinh Đồng lập tức quyết định cứ bắt gã trước đã. Ba chiếc xe đi phía trước chặn đường lại, mạc đông lôi buộc phải dừng xe khi mạc đông lôi nhìn thấy bạch tinh đồng cùng diệp vô phong xuất hiện thì ngạc nhiên lắp bắp nói mấy người muốn làm gì bạch tinh đồng lạnh lùng nói chúng tôi nghi ngờ anh có quan hệ với vụ án nổ bom phóng hỏa vừa rồi anh đã bị bắt mạc đông lôi kích động cảnh sát bạch cô nói đùa sao nhà máy hóa chất của tôi vừa mới xảy ra hỏa hoạn tôi mới sai người báo cảnh sát xong vậy mà cô lại nói tôi là người làm tôi muốn kiện cô tội vụ oan cho người khác. Bạch Tinh Đồng cười lạnh, anh cứ tự nhiên, đừng để tôi tìm thấy chứng cứ gì trong xe anh. Cô lấy còng số 8 ra còng tay Mạc Đông lôi lại. Sau đó sai các trinh sát khác lên xe kiểm tra, kết quả phát hiện trên xe Mạc Đông lôi có sót lại chút bột phấn thuốc nổ cùng dụng cụ kích nổ. Mạc Đông lôi, anh còn lời nào chối cãi không? Bạch Tinh Đồng hỏi. Mạc Đông Lôi vẫn còn lươn lẹo, chuyện này không liên quan tới tôi. Tôi có điên, có ngu mới tự làm nổ nhà máy của mình à. Trên xe của tôi có thuốc nổ, không có vấn đề gì. Gia đình tôi có một công ty, cũng có quặng mỏ, thuốc nổ là vật thiết yếu để dùng cho công tác. Đúng lúc này, Diệp Vô Phong lại nhận được điện thoại cầu cứu của Dư Trường Hải từ bảo tàng. Đồng thời Bạch Tinh Đồng cũng nhận được điện thoại báo động từ cục đội trưởng Bạch, viện bảo tàng xảy ra chuyện. Có rất nhiều lính đánh thuê vũ trang đầy đủ đã chiếm giữ bảo tàng. Diệp vô phong nói, quả nhiên là chiến thuật dương đông kích tây. Chúng ta quay về nhanh đi. Bạch Tinh Đồng cũng ý thức được tình hình khẩn cấp, để điều tra viên mang mạc đông lôi về đội cảnh sát hình sự. Ba người bọn họ chạy tới viện bảo tàng. Lúc cả ba tới được viện bảo tàng, cảnh sát đã bao vây cả tòa nhà. Chính Văn Đông cũng đã chạy đến, anh nói với Bạch Nhạn Phỉ, cô cả, bác nghe nói bảo tàng xảy ra chuyện nên sốt ruột. Phái tôi tới đây để xem xét tình hình một chút. Tôi vừa mới biết có một nhóm có vũ trang chiếm lĩnh cả viện bảo tàng. Anh em của chúng ta có thương vong vô cùng nghiêm trọng. Bạch Nhạn phỉ gật đầu, tôi biết rồi. Báo cáo đội trưởng, một số lượng lớn trang bị vũ trang thành công chiếm đóng bảo tàng, tôi đang chuẩn bị tấn công. Chu Khải, người vừa được chuyển đến đội cảnh sát hình sự đang chuẩn bị tấn công. Thấy Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng đều đến, Chu Khải báo cáo lại với Bạch Tinh Đồng tình huống đang xảy ra ở đây. Diệp vô phong nghe thấy có thương vong nghiêm trọng trong bảo tàng thì không khỏi lo lắng, biết bao nhiêu người không. Chu Khải nói, Tổng giám đống Diệp, tôi cũng mới đến, không rõ tình hình bên trong cho lắm. Bạch Tinh đồng hỏi, ai tới sớm nhất? Báo cáo đội trưởng Bạch, tổ trưởng tổ tuần tra Dương Lợi. Báo cáo, căn cứ vào tình hình chúng tôi đã tìm hiểu, ước chừng có 40 tên cướp võ trang đầy đủ xông vào viện bảo tàng. Bọn chúng có sử dụng vũ khí hạng nặng. Bạch Tinh Đồng suy nghĩ một chút, nói với mọi người không rõ tình hình quân địch chúng ta không thể tấn công một cách mù quáng chờ lệnh tại chỗ tôi lập tức liên lạc với cục trưởng thạch vụ án viện bảo tàng bị côn đồ tập kích không những khiến cục trưởng thạch phải chạy tới khi nghe tin mà còn có bí thư quách của thành phố thị trưởng trần cùng mấy vị phó thị trưởng cũng chạy đến bí thư quách sắc mặt xám xịt vừa xuống xe liền hỏi đội trưởng bạch tình huống hiện tại như thế nào bạch tinh đồng báo cáo lại chi tiết bí thư quách Căn cứ vào tình báo mới nhất mà cảnh sát chúng tôi có thì viện bảo tàng triển lãm châu báu bị đánh cướp, bên trong có 40 tên vũ trang đầy đủ. Hiện giờ cả tòa nhà đã bị bọn chúng khống chế, bởi vì bên trong có con tin, hơn nữa chúng còn trang bị vũ khí hiện đại, chúng tôi không dám tùy tiện xông vào. Bí thư Quách nói, thế kẻ bắt cóc không ra điều kiện gì sao? Bạch Tinh Đồng lắc đầu, hiện giờ không có yêu cầu gì, chẳng qua vừa rồi có một thi thể nữ bị ném từ trên tầng xuống. Cục trưởng Thạch lo lắng nói, vì đề phòng bất chắc, hôm qua chúng tôi đã phái ra 1.000 cảnh sát để thiết lập các trạm bảo vệ trên tất cả các con đường trong và ngoài thành phố, vì sao lại xuất hiện nhiều kẻ bắt cóc như thế? Thậm chí còn võ trang một cách đầy đủ là sao? Cảnh giới trên tuyến đầu mù hết rồi à? Bạch Tinh Đồng báo cáo, Cục trưởng Thạch, có một vụ án xảy ra cùng thời điểm với vụ này, tôi phải báo cáo với ngài. 10 phút trước, nhà máy hóa chất của thành phố ta đột nhiên phát nổ, không có thương vong, tội phạm hiềm nghi là Mạc Đông Lôi đã bị bắt. Tôi nghi ngờ Mạc Đông Lôi phối hợp với nhóm cướp này Dương Đông Kích Tây, cố ý rời sự chú ý của cảnh sát. Mục tiêu trung tâm chính là Châu Báu. Cục trưởng Thạch nói, bản án của Mạc Đông Lôi thẩm vấn sau đi. Hiện tại chúng ta phải giải quyết tình hình trong viện bảo tàng. Tận lực không thể để con tin tử vong, ba kiện Châu Báu kia cũng không thể mất đi. Bạch Tinh Đồng nói, không còn chiến lược nào khác, tôi sẽ dẫn người xông vào, tiêu diệt kẻ bắt cóc. Diệp Vô Phong nói: "Tôi đi chung với cô, cho tôi một bộ quần áo tác chiến." Bạch Tinh Đồng lại nói: "Diệp Vô Phong, hiện giờ không được. Tình hình bây giờ cực kỳ đặc biệt, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố, có quan hệ tới quyền chỉ huy. Cảnh sát hình sự cùng đặc công ai biết anh, một khi không có chỉ huy, người bị thương chính là chúng ta." Chương 149: Tổ chức đội đột kích. Diệp Vô Phong cũng hiểu ý của Bạch Tinh Đồng, dù sao anh cũng là người ngoài chuyện viện bảo tàng lớn như thế, bí thư, thị trường, cục trưởng, mọi lãnh đạo đều tại hiện trường. Làm sao có thể giao quyền chỉ huy cho mình? Diệp vô phong dặn dò nói, đội trường bạch, lính đánh thuê ác ma từ trước tới nay không phải người hiền lành, nổi tiếng tàn nhẫn, mấy người đi vào đó cần phải nắm rõ nhiệm vụ là thăm dò rõ ràng hỏa lực của kẻ địch. Nếu đối thủ quá mạnh mẽ, đừng nên tấn công, cố giảm bất thương vong tới mức thấp nhất. Bạch Tinh Đồng gật đầu, tôi rõ điều này trong lòng. 30 cảnh sát đặc nhiệm của lực lượng xung kích đều được trang bị mũ bảo hiểm cùng áo giáp chống đạn, vũ khí trên tay là súng trường tự động kiểu 95, súng ngắn là loại 12 viên. Hơn nữa mỗi người đều mang theo dụng cụ nổ siêu nhỏ và bộ sơ cứu. Bạch Tinh Đồng dẫn đầu đội đột kích đi vào phụ cận viện bảo tàng, cô đưa ra mệnh lệnh, "Mọi người chờ mệnh lệnh tấn công của tôi, người đánh bom, phóng hơi cay vào trong." Người đánh bom lập tức ném hai quả bom cay vào viện bảo tàng đại sảnh viện bảo tàng lập tức có làn khói đặc cuồn cuộn, 30 cảnh sát đặc nhiệm mượn hơi cay yểm hộ trấn áp hỏa lực bọn côn đồ ở tầng 1 bằng hỏa lực cực mạnh, luân phiên nhau xông vào cửa chính. Lính đánh thuê ác mà được huấn luyện bài bản và có chiến lược rõ ràng. Nhìn thấy đội đặc nhiệm xông vào, chúng cũng không liều mạng với cảnh sát, mà thay vào đó họ dựa theo kế hoạch vừa đánh vừa lui trước đó, nhanh chóng rút quân lên tầng 2. Lúc này có một lính biệt kích báo cáo với Bạch Tinh Đồng, đội trưởng, toàn bộ tầng 1 đã bị cắt điện, Thang máy không thể sử dụng. Bạch Tinh Đồng quyết định thật nhanh, chúng ta đi bằng cầu thang bộ lên tấn công. Cô dẫn đầu lao lên, đội biệt kích và lính đánh thuê ác ma giao tranh kịch liệt dưới chân cầu thang. Lính đánh thuê ác ma thủ vững trong chốc lát, sau đó từ bỏ trận địa, toàn bộ rút lui lên tầng 2. Bạch Tinh Đồng chỉ huy, tấn công, lên trên tầng 2. Đội biệt kích tay cầm súng trường, nấp chéo từ từ tiến lên, tốc độ tiến lên rất nhanh. Vừa đi được vài bước, bỗng có một thành viên nói, đội trưởng Bạch, có mìn. Nằm xuống, Bạch Tinh Đồng vội vàng ra lệnh cho cả đội đột kích nằm ngược lại, Bạch Tinh Đồng vừa gục xuống, chợt nghe thấy tiếng rầm, đội viên dẫm lên địa lôi bị nổ mất xác. Hai chiến hữu bên cạnh người này cũng bị thương không nhẹ. Bạch Tinh Đồng nhắc nhở mọi người, đề cao cảnh giác, chú ý dưới chân có bãi mìn. Mặc dù cẩn thận hơn, nhưng bọn lính đánh thuê ác ma vẫn nhân cơ hội lao xuống, tiếng súng nổ ầm ầm đội đột kích bị đánh liên tiếp phải lùi lại về phía sau trong quá trình đó lại có một đội viên dẫm phải điện lôi bị nổ tung lên trời bạch tinh đồng thấy tình hình chiến đấu bất lợi vội vàng hô tạm dừng tấn công luân phiên yểm hộ rút lui chu khải cậu dẫn đội ra ngoài trước tôi ở đằng sau yểm hộ cho cậu chu khải gật đầu dẫn đầu đội đột kích chật vật không chịu nổi rút khỏi viện bảo tàng bạch tinh đồng là người cuối cùng ra ngoài sau khi kiểm kê nhân số, 30 chiến sĩ đột kích kết thúc cuộc tấn công với cái giá là 6 người chết và 16 người bị thương. Nhìn thấy thương vong nặng nề phía cảnh sát, Diệp Vô Phong thở dài. Cảnh sát vội vàng sơ cứu cho những người bị thương, Diệp Vô Phong nghiêng người nói với Bạch Tinh Đồng, "Đội trưởng Bạch, các cô đối diện với một nhóm lính đánh thuê ác ma đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, chứ không phải kẻ bắt cóc bình thường. Cái giá phải trả cho cuộc tấn công này là quá lớn." Bạch Tinh Đồng gật đầu nói, đối thủ đúng là rất mạnh, thật không ngờ đó. Diệp Vô Phong, anh nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Diệp Vô Phong nói, công kích chính diện đương nhiên sẽ không có tác dụng. Hiện giờ chỉ có cách tấn công bí mật thôi. Bạch Tinh Đồng không hiểu, hỏi lại, ý của anh là sao? Diệp Vô Phong chỉ mái nhà, không thể tấn công từ tầng 1, như thế chúng ta chỉ có thể dùng trực thăng, trực tiếp tấn công từ trên cao xuống. Bạch Tinh Đồng gật đầu, phương án của anh coi bộ cũng có tính khả thi, tôi bàn bạc lại với cục trưởng Thạch một lúc. Cuộc tấn công của cảnh sát ở tầng 1 thất bại, sau khi hắc xa xem trận chiến qua máy giám sát, anh ta cười đắc ý, hừ, đám cảnh sát rác rưởi muốn đấu với chúng ta. Cứ ở đó mà mơ đi. Huyết lang mệnh lệnh, hắc xa, tìm người chết ném xuống. Đồng thời cảnh cáo với đám cảnh sát đó, muốn chiến với chúng ta là tìm đường chết rồi. Hắc xa cười ha hả, đám vô dụng đó, nhiều người như thế mà không xông nổi được vào đây, chẳng bằng về nhà ôm con cho rồi. Gã cầm xác dư trường hải lên, đứng trước cửa sổ. Huyết lang quay đầu hỏi Shikazu Sato, Shikazu Sato mày có làm được hay không vậy? Mày chẳng phải hacker số 1 Tokyo hay sao, thành thạo công nghệ điện tử mà, đã hơn nửa tiếng rồi đó. Sao vẫn chưa làm xong, muốn để bọn tao đợi đến khi nào nữa? Shikazu Sato nói, ngài huyết lang đừng gấp, bọn họ thiết lập chương trình mật mã rất phức tạp, tôi đã làm hơn phân nửa. Tối đa 10 phút nữa có thể mở qua kết sắt thủy tinh. Shikazu Sato cúi đầu tiếp tục giải mật mã. Hắc Sa trở về phòng quan sát, vác xác dư trường hải lên, sau đó quay lại phòng triển lãm rồi ném xuống từ cửa sổ, gã kiêu ngạo dùng loa phát thanh cảnh sát thành phố Tam Giang nghe rõ đây. Mau ngừng lại hành động tấn công vô ích của mấy người, đổi ít lính tinh nhuệ tác chiến với chúng tôi thì hơn thi thể của Dư Trường Hải rơi từ trên tầng xuống, rớt lên nóc một chiếc xe hơi, xác chết không toàn vẹn. Bạch Nhạn Phỉ đau đớn khóc dòng nói, bác Hải, bác chết thật thảm. Cháu nhất định sẽ báo thù cho bác. Bạch Nhạn Phỉ muốn liều mạng xông vào viện bảo tàng, Diệp Vô Phong giữ chặt cô lại, Nhạn Phỉ, đừng xúc động. Người chết không thể sống lại, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp tập kích bất ngờ. Bị kẻ bắt cóc chọc giận, mù quáng sông vào chỉ có thể chịu chết mà thôi. Diệp vô phong quay đầu hỏi Bạch Tinh Đồng đội trưởng Bạch tình hình trong viện bảo tàng hiện tại như thế nào? Bạch Tinh Đồng nói tầng một mất điện điện lôi giải rác số lượng lính đánh thuê ác ma không ít hỏa lực cũng rất mạnh thậm chí có súng hạng nặng nhìn thấy kẻ bắt cóc vứt xác dư trường hải xuống bí thư quách và thị trưởng Trần Kinh Hãi khiếp sợ bí thư quách sợ đối phương giết chết con tin nói với Bạch Tinh Đồng đội trưởng Bạch có thể đàm phán được với họ hay không ngôn tình ngược Diệp Vô Phong chen vào nói, bọn họ không muốn đàm phán với chúng tôi, lần này bọn họ muốn báo thù, chính là muốn giết người, chỉ có thể diệt sạch đám ác ma này. Bí thư Quách nhìn Diệp Vô Phong, hỏi Bạch Tinh Đồng, anh ta là ai? Bạch Tinh Đồng nói, anh ấy là Diệp Vô Phong, trong thời gian gần đây có tham gia hỗ trợ cảnh sát chúng ta giải án và cũng là vị anh hùng làm việc hăng hái trong vụ án lớn đợt trước. Bí thư Quách gật đầu, bắt tay với Diệp Vô Phong, cục trưởng Thạch Bổ Sung, bí thư Quách những kẻ lính đánh thuê này cực kỳ hung ác. Đúng là thành phố Tam Giang chúng ta liên tục phá án và bắt giam phá hủy lò hầm của bọn họ, còn giết chết sát thủ mà bọn HOH phái tới. Vì thế mới chọc giận bọn họ, lần này, bọn họ muốn thừa dịp bảo tàng thịnh thế triển lãm châu báu, muốn tử chiến với cảnh sát thành phố Tam Giang chúng ta. Đàm phán là chuyện không có hiệu quả. Bí thư Quách nói, ông Thạch, trong viện bảo tàng giải rác địa lôi mà lính đánh thuê ác ma mai phục, nếu tấn công lần nữa, thương vong sẽ rất lớn. Theo tôi, vẫn chúng ta nên đợi các chuyên gia xử lý bom tới thì hơn." Diệp Vô Phong nói, "Không được, đợi chuyên gia xử lý bom tới nơi thì tình hình trong viện bảo tàng đã thay đổi rất nhiều." Chương 150: Không đồng ý đàm phán. Diệp Vô Phong nhận được tin nhắn mà Lâm Thư Âm gửi tới, Lâm Thư Âm nói mình và Tùng Tùng đang trốn trên trần phòng họp, hy vọng Diệp Vô Phong nhanh tới cứu hai người. Biết Lâm Thư Âm bình yên vô sự, Diệp vô phong như được uống một viên thuốc an thần, nhắn lại cho Lâm Thư Âm, Thư Âm, đừng sợ, ở yên vị trí của em, anh sẽ đến cứu em. Anh nói với Bí Thư Quách, Bí Thư Quách, tôi là chuyên gia gỡ bom, để tôi hành động chung với Bạch Tinh Đồng lần này. Trừ cách này ra thì không còn lựa chọn nào khác. Bí Thư Quách nhìn Diệp vô phong, rồi lại nhìn Bạch Tinh Đồng, có hơi do dự. Bạch Tinh Đồng nói, Bí Thư Quách, năng lực tác chiến cá nhân của Diệp vô phong tôi và Cục trưởng Thạch đều biết tình hình hiện tại đang rất nguy cấp, chúng tôi không thể chờ đợi. Xin ngài đưa ra mệnh lệnh, chúng tôi có thể thử lại một lần nữa. Diệp Vô Phong nói, tôi có thể làm chuyên gia gỡ bom để phối hợp với hành động của đội trưởng Bạch. Bí thư Quách nói, được rồi, tôi đồng ý với hành động của mọi người. Bạch Tinh Đồng một lần nữa tập hợp đội tập kích, thay thế những chiến sĩ bị thương thành những đội viên có tài giỏi khác, vẫn là quân số 30 người, lần này còn mang theo thiết bị dò mìn mặc bộ đồ chống nổ tiến vào trong tòa nhà một lần nữa. Diệp vô phong cùng Bạch Tinh Đồng đứng cạnh nhau, di chuyển chính giữa đội ngũ, cảnh sát đặc công đầu tiên xông vào báo cáo với Bạch Tinh Đồng, báo cáo đội trưởng Bạch, chốt bật điện phòng khách tầng 1 không mở được, kẻ bắt cóc đã ngắt nguồn điện tầng 1, xin chỉ thị bật pháo sáng. Bạch Tinh Đồng hỏi Diệp vô phong, Diệp vô phong, anh thấy thế nào? Diệp vô phong tỉnh táo nói, lính đánh thuê cố tình ngắt nguồn điện, nhưng chúng ta không thể bật đèn, nếu không sẽ bị kẻ địch tấn công điên cuồng bạch tinh đồng lập tức truyền lệnh toàn thể đội viên chú ý không cho phép bật đèn để ý bãi mìn dưới chân tất cả thành viên trong đội đột kích làm theo mệnh lệnh được đưa ra phân tán đi lên diệp vô phong dẫn đầu đi đằng trước liên tục tháo rỡ hai quả bom hẹn giờ cùng một bom điện lôi dấu ở góc rẽ với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm đã giúp anh làm những chuyện vặt này vô cùng thuận tay diệp vô phong anh không khoác lác thật Đúng là chuyên gia phá bom, tôi còn tưởng anh nói cho có thôi đó." Diệp Vô Phong nghiêm túc nói, "Chuyện quan trọng như thế sao tôi có thể nói giỡn với mọi người. Anh biết trận chiến này cực kỳ khó khăn, nhưng khó khăn vẫn còn đằng sau." Diệp Vô Phong đi đầu, băng qua bãi mìn, đi qua tiền sảnh tầng 1, tới gần cầu thang dẫn lên tầng 2, đột nhiên Bạch Tinh Đồng đi bên anh hô một câu, ngừng lại. Diệp Vô Phong thấy sắc mặt Bạch Tinh Đồng không đúng, vội vàng hỏi, "Sao thế?" Bạch tinh đồng u ám nói, tôi dẫm phải mìn rồi. Diệp vô phong cho toàn bộ đội viên nằm ngược lại, sau đó an ủi nói, đừng sợ, tôi xem tình hình một chút. Diệp vô phong cúi đầu quan sát cẩn thận, dưới đế giày cảnh sát của bạch tinh đồng chính là địa lôi hình đĩa sắt. Diệp vô phong dán mặt xuống sát mặt đất, nhìn kỹ địa lôi dưới mặt đất nói, đội trưởng bạch, cô đừng cử động, để tôi xem gỡ nó như nào. Diệp vô phong, nhờ vào anh đó. Tuy bên ngoài bạch tinh đồng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại căng thẳng muốn chết, nhìn Diệp vô phong nghiêm túc gỡ mìn cho mình, lập tức cảm thấy trong tim có một nguồn nước ấm chảy qua. Cô hâm mộ lâm thư âm muốn chết, tìm được một người chồng tốt như thế, nếu Diệp vô phong là chồng cô, thì tốt biết bao, nhưng đáng tiếc, giờ cô cũng không rõ trong lòng anh có cô hay không. Mặc dù anh sẽ không bao giờ chia tay với lâm thư âm, chỉ cần cho cô, nghĩ tới đó, không hiểu vì sao Bạch Tinh Đồng lại thấy xấu hổ. Diệp vô phong quan sát một lượt rồi nói, địa lôi này có tên là tử thần, cũng gọi là mìn nhảy. Khi cô dẫm lên quả mìn này, một khi nhấc chân lên, quả mìn sẽ phát nổ. Điều quan trọng là quả mìn này không thể gỡ bỏ. Bạch Tinh Đồng cảm thấy ớn lạnh, hỏi, không thể gỡ. Nói như thế tôi xác định phải chết sao? Diệp vô phong nói, tuy không thể gỡ, nhưng tôi có thể đánh nó ra chỗ khác, giống như đánh bóng chảy đó, đợi một lát nữa, cô nghe khẩu lệnh của tôi, Tôi hô 1, 2, 3, cô nhấc chân tôi đánh bóng. Diệp vô phong dùng súng trường đánh tới, giống như tư thế đánh bóng chảy. Bạch tinh đồng chấn định tinh thần, đánh không được thì hai chúng ta đều xong. Diệp vô phong, anh cứ mặc kệ tôi, để tôi tự đánh. Anh dẫn đội lên đi. Diệp vô phong nói, cô ngốc à, tự mình đánh thì chúng sao được. Diệp vô phong tự tin nhìn bạch tinh đồng, cổ vũ cô tin tôi, tôi sẽ không để cô thất vọng. Bạch Tinh Đồng cảm thấy đau khổ, lắc đầu nói, Diệp Vô Phong, cảm ơn lòng tốt của anh. Không cần lo cho tôi, tôi không muốn liên lụy tới anh. Diệp Vô Phong cười nói, tôi chưa bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình. Tôi bắt đầu đếm nhé, các đồng chí khác chú ý núp đi. Bạch Tinh Đồng cảm thấy lòng mình xúc động lạ thường, nhìn Diệp Vô Phong, đúng lúc bắt gặp ánh mắt rực lửa của anh, Diệp Vô Phong bắt đầu hô, một, hai, ba. Lời Diệp Vô Phong vừa rời khỏi miệng, Trần Bạch Tinh Đồng buông lỏng, một viên bi màu đỏ như tia chớp bắn ra trong khoảnh khắc đó. Diệp Vô Phong đã dự đoán đường đi của bom cẩn thận, anh vung tay, báng súng như gậy đánh chảy, bốp tương đương một tiếng, vừa vặn đánh chúng địa lôi nhảy lên. Địa lôi bị Diệp Vô Phong đánh bật một cách chính xác, nó phát nổ cách đó tầm 10 mét, quá mạo hiểm. Những người ở đây đều đổ mồ hôi lạnh, ngay cả Bạch Tinh Đồng cũng cảm thấy quần áo mình ướt đẫm mồ hôi, nguy hiểm thật. Diệp Vô Phong lại bình tĩnh tới lạ thường, anh ghim súng cảnh giác ngắm lên tầng 2, đội trưởng Bạch, trên tầng có bất thường, chúng ta tấn công. Bạch Tinh Đồng phất tay, đội tập kích, song lên. Bạch Tinh Đồng dẫn đội tập kích lên tầng 2 thì không thấy lính đánh thuê ác ma nào ở đây. Bạch Tinh Đồng lập tức thông báo qua bộ đàm, nói với cục trưởng thạch tầng 2 đã bị chiếm lính, để cục trưởng thạch nhanh chóng phái cảnh sát tới hỗ trợ. Bí thư khoách cùng cục trưởng thạch biết được đội tập kích đã lên tầng 2 thì yên tâm trong lòng, lập tức phái đội biệt kích thứ 3 đang chờ lệnh tiến vào tòa nhà bảo tàng. Lính đánh thuê ác ma từ bỏ tầng 1 để cảnh sát đi lên chính là mệnh lệnh của huyết lang. Bọn họ muốn dựa vào địa hình thuận lợi, đấu với cảnh sát tại hành lang tầng 3. Quá trình giải mã kết sắt của viện bảo tàng Châu Báu cũng sắp kết thúc, cảnh sát cũng bao vây bảo tàng. Người nên đến đã đến, để nhóm diệp vô phong. Bạch Tinh Đồng đi vào mới có cơ hội giết Diệp Vô Phong. Quỷ ảnh vô thường dẫn đầu 10 lính đánh thuê ác ma, dựa vào lợi thế địa hình, bắt đầu triển khai cuộc chiến với cảnh sát. Phía bên lính đánh thuê có hai súng máy hạng nhẹ, hỏa lực cực kỳ mạnh. Phía bên cảnh sát lại chỉ có súng trường, đã thiệt hại rất nhiều. Diệp Vô Phong quan sát hỏa lực của đối phương, một cái súng máy hạng nặng được đặt tại cuối hành lang, hỏa lực cực mạnh chặn đứng mọi đường tấn công của đội biệt kích. Diệp Vô Phong nói với Bạch Tinh Đồng, khẩu súng máy hạng nặng ở cuối hành lang quá mạnh. "Cô yểm hộ cho tôi, tôi đi liên hủy nó." Bạch Tinh Đồng nói, "Cẩn thận một chút." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 151, một đòn tuyệt cú mèo Bạch Tinh Đồng quát bắn yểm trợ. Cảnh sát tập trung toàn bộ hỏa lực chèn ép tay súng của đối phương. Vào lúc tay súng của đối phương rụt đầu lại, Diệp Vô Phong từ trong mặt trận lao đến một mình mạnh mẽ xông về phía trước, chỉ 7-8 mét đã ra ngoài mặt trận. Đến lúc tay súng của đối phương phát hiện Diệp Vô Phong, muốn bắn ép anh lui lại anh thì chẳng còn kịp nữa. Diệp Vô Phong giơ tay lên, bắn một phát súng lục giết chết tay súng, không đợi lính đánh thuê ác mà kịp thay một tay súng khác, Diệp Vô Phong đã nổ súng liên tục, xông lên giành mặt trận. Bạch Tinh Đồng thấy Diệp Vô Phong giết chết tay súng thì phất tay, lên. Thành viên đội đột kích đồng loạt xông lên, chiếm đóng cầu thang lầu 3 mất đi một tay súng giỏi, quỷ ảnh vô thường vô cùng tức giận, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì người của gã cũng bị giết hết. Gã không còn cách nào khác ngoài việc bỏ lầu 3, lui về giữ lầu 4. Trên đường lên lầu 4, nhóm của gã đã gài rất nhiều chướng ngại vật. Thành viên đội đột kích không thể dễ dàng lên đó được. Diệp vô phong nói với Bạch Tinh Đồng, cô thấy chưa đội trưởng Bạch. Lính đánh thuê ác mà cố tình dụ chúng ta đánh từng tầng của tòa cao ốc này bạch tinh đồng hỏi bọn chúng muốn làm gì diệp vô phong đáp tôi nghĩ chúng muốn tiêu diệt chúng ta ngay tại tòa nhà này theo tôi thấy không thể cứ đánh như thế được dựa theo kế hoạch của tôi phái một nhóm ở lại đây giữ chân kẻ địch hai chúng ta lên nóc tòa nhà phá cửa sổ xông vào cô hỏi thử xem trực thăng đã đến chưa bạch tinh đồng đi hỏi biết được trực thăng vũ trang đã đến đang ở bên ngoài chờ lệnh bạch tinh đồng lập tức ra lệnh cho chu khải thay mình ở lại đây tiếp tục giữ chân kẻ địch sau đó theo Diệp Vô Phong xuống tầng dưới. Thư ký Quách nhanh chân đi đến, "Đội trưởng Bạch, tình huống bên trong thế nào?" Bạch Tinh Đồng nói, "Bọn cướp cố thủ ở lầu 4. Thành viên đội đột kích của chúng ta đánh một lúc lâu vẫn không lên được. Tôi lo là dù có lên được thì kẻ bắt cóc sẽ đưa con tin lên đầu, ép chúng ta rút về, chúng ta sẽ phải lùi về. Đánh như vậy chỉ tốn công vô ích, nhưng chúng ta có thể giả vờ tiến công." Tôi và Diệp Vô Phong ngồi trực thăng, đi từ trên nóc nhà xuống. Chuyện đến nước này, thư ký Quách chỉ có thể đồng ý với cách làm của bọn họ, được rồi, hai người nhớ cẩn thận. Bạch Nhan Phi đến gần, Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng, tôi cũng đi, tôi muốn cùng hai người kề vai chiến đấu. Diệp Vô Phong nói, tạm thời thì không cần, nhiều người sẽ làm tăng số mục tiêu, tôi và Bạch Tinh Đồng đi là đủ rồi. Cô ở tầng dưới, lúc cần thì lên chi viện. Sau đó, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng cùng leo lên trực thăng, trực thăng cất cánh ầm ầm vào lúc trực thăng bay đến nóc nhà, huyết lang cũng chú ý đến nó. Gã cười nhạt một tiếng, dùng bộ đàm thông báo cho toàn bộ cấp dưới, toàn bộ thành viên đang ở phòng triển lãm tầng cao nhất chú ý. Cảnh sát đã lên đến nóc tòa nhà, lập tức làm tốt công tác cảnh giới, để phòng nghiêm ngặt kẻ địch đi từ tầng cao nhất xuống. Huyết lang là tên lính già nhiều năm kiếm sống bằng nghề lính đánh thuê, cảnh sát thành phố Tam Giang dùng chiêu dương đông kích Tây, kế hoạch này cũng bị gã nhìn ra được gã tự mình dẫn một nhóm người tuần tra hành lang ngoài sảnh triển lãm. Chỉ cần trực thăng thả người xuống sẽ bắn chết ngay. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng ngồi trực thăng đến nóc của tòa nhà. Diệp Vô Phong phất tay bảo trực thăng vũ trang bay đi, anh và Bạch Tinh Đồng cũng chưa hành động ngay. Chúng ta kiên nhẫn chờ thêm lát nữa, lính đánh thuê ác ma không phải lũ ngốc, bọn chúng chắc chắn sẽ đoán được chúng ta ngồi máy bay lên mái nhà. Diệp Vô Phong nói, vậy lúc nào hành động? Bạch Tinh Đồng hỏi. Diệp vô phong đáp, chờ bọn chúng hết kiêng nhẫn chúng ta sẽ hành động, giờ tôi sẽ nói sơ cho cô biết về địa hình bên trong tòa nhà này. Nghe Diệp vô phong miêu tả xong, Bạch Tinh Đồng nói, sao anh rành vậy? Tôi đến bảo tàng này cũng phải hai lần rồi, nhưng cũng không nhớ rõ được như anh. Diệp vô phong cười, tôi đoán được sẽ có kẻ đến quấy rối nên chuẩn bị kỹ từ trước thôi. Lần này, kẻ chúng ta chạm chán là mười mấy tên lính đánh thuê số một thế giới có vũ khí trong tay. Diệp Vô Phong nhìn thời gian, nghĩ chắc cũng đến lúc rồi, đội trưởng Bạch, chúng ta hành động thôi. Chú ý an toàn. Không thành vấn đề, anh đừng lo cho tôi. Bạch Tinh Đồng nói. Được, đội trưởng Bạch, chúng ta tự ai người đó đánh, nếu người nào có cơ hội thì lập tức đến phòng triển lãm cứu người. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng dựa theo kế hoạch đu dây cắt xuống. Diệp Vô Phong là cao thủ cấp thần, đội trưởng Bạch, tôi đi trước. Chút chuyện như phá cửa sổ leo vào đối với Diệp Vô Phong không hề khó. Tuy Bạch Tinh Đồng là cao thủ cấp đại sư, nhưng khả năng dùng chân của cô ta cũng không tệ. Đạp một cú phá vỡ tấm thủy tinh này cũng không thành vấn đề. Hai bóng người nhanh chóng trượt xuống, dồn lực vào chân, đạp một phát vỡ kính cửa sổ, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng gần như phá cửa sổ vào cùng lúc. Không ổn, có kẻ xông vào. Mau báo trưởng quan. Lính đánh thuê ác ma la lớn. Huyết lang nghe lính đánh thuê dưới quyền hô có kẻ xâm nhập lập tức chạy đến, gã lao đến cửa phòng nhìn dây cáp đang đong đưa bên ngoài cửa sổ, nhất định đã có kẻ xông vào. Gã lập tức dẫn người chạy ào qua phía phòng bên phải, trong phòng trống trơn, không một bóng người. Mẹ kiếp, là kế nghi binh tấn công giả, mau qua phòng bên trái. Huyết lang vung tay lên, dẫn cấp dưới rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, chợt nghe có tiếng súng từ căn phòng kia chuyển đến, một tên lính đánh thuê ác ma đang tuần tra bị giết chết huyết lang giơ súng lên định bắn bóng người ở trước cửa kia vụt một tiếng đã quay về phòng bắt lấy nó huyết lang đưa người đến bao vây căn phòng bên trái lại không biết diệp vô phong lúc này đang trốn trên trần nhà ở căn phòng bên phải hóa ra khi diệp vô phong phá cửa vào lại đúng lúc lâm thư âm và tùng tùng đang mở nắp trần nhà hai người chuẩn bị nhảy xuống nhưng trần nhà cách mặt đất quá cao hai người họ không dám xuống diệp vô phong không ngờ lâm thư âm và tùng tùng trốn ở đây vì kẻ địch sẽ nhanh chóng xông vào đây nên Diệp Vô Phong cũng leo lên trần nhà, ra hiệu cho hai cô đừng lên tiếng. Huyết Lang dẫn người đi vào không kiểm tra kỹ, cộng thêm Bạch Tinh Đồng ở sát vách nổ súng bắn chết một gã lính đánh thuê ác ma, Huyết Lang lập tức dẫn người qua phòng bên trái. Lâm Thư Âm ngạc nhiên nói, "Vô Phong, cuối cùng anh cũng đến rồi." Tùng Tùng cũng nói, "Chú ơi, chú là lính nhà trời hạ phàm ạ." À. "Cháu thấy chú từ trên trời lao xuống." Diệp Vô Phong cười xoa đầu Tùng Tùng, Chú là lính nhà trời thiên binh thiên tướng, đến để trừng phạt đám người xấu kia. Đến để tiêu diệt đám khốn nạn kia, tôi nghĩ câu trước nói với trẻ con thì nhẹ nhàng hơn. Đơn giản hỏi thăm Lâm Thư âm vài câu, Diệp Vô Phong nói, Thư âm, em và Tùng Tùng tạm thời cứ trốn đi. Anh phải sang phòng khách cứu con tin. Lâm Thư âm sốt ruột nói, Vô Phong, mẹ và Hạ vô tình bị những tên khốn đó bắt rồi, anh mau đi cứu họ đi. Lúc này, phòng cách vách nổ súng. Bạch Tinh Đồng bắn chết lính đánh thuê ác ma đang canh gác, kết quả bị phát hiện. Diệp vô phong nhân cơ hội dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào sảnh phòng trưng bày. Shikazu Sato, chuyên gia mật mã đến từ Nhật Bản của lính đánh thuê ác ma lau mồ hôi trên chán, 5 phút nữa là xong rồi. Ông ta tiếp tục cúi đầu giải mật mã, không hề chú ý đến Diệp vô phong. Tả tiểu phong nháy mắt đã thấy Diệp vô phong xông vào, bà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vô phong, vậy mà lại là cậu cậu đến cứu bọn ta, bọn tôi sao? Diệp vô phong thở dài một hơi, sau đó nói với hạ vô tình ở bên cạnh, thư âm và tùng tùng đều an toàn. Tôi đã giấu các em ấy ở phòng khác rồi, mươi 152, tập trung tiêu diệt bọn cướp. Hạ vô tình nghe thấy tùng tùng không sao, cuối cùng cũng yên tâm, tạ ơn trời đất, tùng tùng không sao là được rồi. Tả tiểu thanh lo lắng hỏi, vô phong, nhiều kẻ xấu như vậy, cậu định cứu bọn tôi kiểu gì? diệp vô phong cẩn thận quan sát thử tình trạng phân bố của lính đánh thuê ác ma trong phòng khách tính cả shikazu sato thì có cả thảy 5 tên lính đánh thuê ác ma nhưng năm kẻ này lại khá giải rác diệp vô phong nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói phải giết chết những tên lính đánh thuê trong phòng này sau đó dùng kính chống đạn chặn cửa phòng khách lại con tin sẽ được an toàn cảnh sát tấn công vào bên trong cũng không cần phải kiêng rè gì nữa nhưng trong một khoảng thời gian ngắn giết hết đám lính đánh thuê này cũng không dễ gì làm sao có thể giết bọn chúng mà không gây ra tiếng động. Diệp vô phong đảo mắt, nghĩ ra được một cách. Diệp vô phong nhẹ nhàng nói với tả tiểu thanh, mẹ, mẹ phải giúp con giết những tên bắt cóc này. Tả tiểu thanh giật mình hỏi, tôi giúp gì được cậu chứ? Diệp vô phong nói nhỏ vào tai tà tiểu thanh, như vậy con sẽ giả bộ sao sao mẹ. Tả tiểu thanh tức giận nói, Diệp vô phong, tôi là mẹ vợ cậu. Cậu không còn biết người trên kẻ dưới nữa à? trong mắt cậu không còn bậc cha chú nữa à? Diệp vô phong cười, mẹ à, mẹ đừng giận, chỉ là giả vờ thôi mà, con nào dám sao sao mẹ thật. Tả tiểu thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi. Cậu làm đi, chỉ cần tiêu diệt được mấy tên khốn này là được. Diệp vô phong cũng chẳng thèm khách sáo, lập tức sờ đùi tả tiểu thanh. Diệp vô phong nói thầm trong lòng, lúc trước ở nhà, vì bà mà tôi chịu không ít uất ức. Vì thư âm, tôi nhịn, hôm nay có cơ hội, Tôi phải trả thù mới được. Bàn tay của Diệp Vô Phong nhéo mạnh lên đùi tả tiểu thanh, bà ta bị đau lập tức la lên, á. À. Tiếng la của tả tiểu thanh bị nhóm lính đánh thuê ác ma nghe được, ngay cả những con tin có mặt ở đó cũng bất ngờ, ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Bọn họ thấy một tay của Diệp Vô Phong vói vào trong váy tả tiểu thanh. Tuy tả tiểu thanh đã có tuổi nhưng bộ dáng vẫn thùy mị thước tha, hãy còn đa tình lắm. Một gã nhà giàu nói nhỏ với Diệp Vô Phong người anh em à, cậu thích kiểu già dặn hả? Diệp vô phong không trả lời gã, nhưng hai tên lính đánh thuê ác ma đang tuần tra đã nghe thấy tiếng hét của tả tiểu thanh, lập tức đi lại, bà la cái gì mà la? Chán sống rồi à? Tả tiểu thanh oan ước chỉ chỉ diệp vô phong, nó, nó sao sao tôi? Lính đánh thuê ác ma cúi đầu, nhìn thấy tay diệp vô phong đang vói vào trong váy của tả tiểu thanh, giận tím mặt nói, khá lắm nhóc, giờ phút này mà mày còn cố sao sao phụ nữ, gan cũng lớn đấy, trong lúc nói, tên lính đánh thuê ác ma còn dùng báng súng gõ gõ đầu diệp vô phong. Nhưng súng của gã còn chưa kịp đụng đến đầu diệp vô phong thì đã bị anh nắm ngang lưng, cùng lúc đó, diệp vô phong thụi một đấm vào bụng dưới của gã. Tên lính đánh thuê ác ma này chỉ là một tên bình thường, cao lắm chỉ là cao thủ sơ cấp, một đấm này của Diệp Vô Phong dùng đến 80% sức mạnh, dù là cao thủ cấp bậc thầy cũng không chịu nổi. Một đấm này đã trực tiếp đấm nát trái tim của gã trong nháy mắt khi cái xác chưa kịp rơi xuống đất diệp vô phong nhanh tay rút dao găm ra đâm vào tim gã lính đánh thuê thêm một tên lính đánh thuê ác ma chết ngay tại chỗ không chỉ giết liên tục hai người trong thời gian ngắn mà trong suốt quá trình hai tên lính đánh thuê cũng chẳng kêu được tiếng nào gã nhà giàu cuối cùng cũng hiểu cậu ta là cảnh sát cảnh sát đến cứu chúng ta rồi tả tiểu thanh tự hào nói thằng bé là con rể tôi là anh hùng siêu cấp đấy mọi người đừng la lớn phối hợp với đồng chí cảnh sát chút đi. Diệp vô phong giữ cái xác của tên lính đánh thuê ác ma thứ hai lại không cho nó ngã, sau đó, anh khom người xuống, trở thành một người đang bị tên lính đánh thuê ác ma nắm tóc đánh, mở miệng van xin, đừng đánh tôi. Tha cho tôi đi mà. Shikazu Sato nghe thấy tiếng tranh cãi ẩm ý thì ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn qua, nói, đừng có để thằng vô dụng đó la là nữa, làm phiền công việc của tao. Hiển nhiên ông ta không phát hiện có gì kỳ lạ xảy ra. Trong lòng gã nhà giàu không ngừng tán thưởng sự linh hoạt của Diệp Vô Phong, nghĩ cậu cảnh sát này trâu bò quá, nếu không phải cậu ta đang làm cảnh sát mình đã bắt cậu ta là vệ sĩ riêng rồi. Chả bao nhiêu cũng thấy đáng. Diệp Vô Phong nhanh chóng kéo cái xác tên lính đánh thuê đến gần phòng điều khiển giám sát, trong phòng có hai tên lính đánh thuê đang nhìn màn hình giám sát chằm chằm, không hề nhận ra trò giả dạng của Diệp Vô Phong. Nhưng ngay lúc Diệp Vô Phong đã đi đến gần cửa phòng điều khiển giám sát, một tên trong nhóm lính đánh thuê ác ma đã phát hiện ra vấn đề. Hóa ra hắn định giúp bạn mình dậy dỗ Diệp vô phong một trận, nào ngờ nhìn kỹ mới thấy đầu bạn mình cúi xuống, con đường đi qua cũng kéo theo một vệt máu dài. Không ổn, có chuyện rồi, tên lính đánh thuê ác ma đó nạp đạn, nòng súng chĩa về phía Diệp vô phong, hét lớn, không được nhúc nhích. Diệp vô phong rút dao găm ném về phía tên lính đánh thuê ác ma đang kêu gọi đầu hàng quát tháo phụt phi đao cắm thẳng vào tim tên lính đánh thuê cái xác ngã phịch xuống đất gã lính đánh thuê còn lại nghe được quay đầu nhìn thử thấy bạn mình bị dao găm bay đến đâm chúng xác nằm trên mặt đất gã chỉ mới cầm súng còn chưa kịp nhắm thì diệp vô phong đã nắm đầu gã đập mạnh vào cửa tiếng loảng xoảng vang lên sọ gã lính đánh thuê bị đập nát lập tức mất mạng xác rơi phịch xuống bản giám sát tuy rằng bốn tên lính đánh thuê đã bị giết hết nhưng tiếng hét của gã lính đánh thuê vừa rồi đã quấy dày Shikazu Sato, chỉ còn một phút nữa là đã có thể mở được két chứa ba báu vật trang bị quý giá. Hết lần này đến lần khác đều có chuyện xảy ra, Shikazu Sato thẹn quá hóa giận, chỉ có thể dừng lại chuyện trong tay, vọt lên muốn bắt Diệp vô phong. Shikazu Sato chưa đến cửa phòng giám sát điều khiển đã thấy một bóng người xông vào từ bên ngoài phòng triển lãm, còn chưa kể đến việc tên đó vừa vào đã đóng cửa điện tử cảm ứng. Người vừa đến là Bạch Tinh Đồng, hơn nữa cô ta cũng biết cửa phòng này là thủy tinh chống đạn chỉ cần đóng lại thì lính đánh thuê bên ngoài rất khó tiến vào bạch tinh đồng và diệp vô phong phá cửa sổ vào cùng lúc nhưng kết quả cô ta bị phát hiện huyết lang dẫn người qua bao vây bạch tinh đồng còn ném một quả lựu đang vào phòng của cô ta cũng may bạch tinh đồng phản ứng mau lẹ trong tình huống cấp bách đã lập tức lộn ngược ra ngoài cửa sổ cô dựa vào năng lực cực mạnh của cánh tay trốn bên dưới máy điều hòa bên ngoài của sổ sau khi huyết lang chạy vào trong phòng thì không tìm thấy bạch tinh đồng, chắc là bị nổ văng ra ngoài rồi, chúng ta xuống tầng dưới chi viện quỷ ảnh vô thường. Huyết lang dẫn theo người rời khỏi phòng, bạch tinh đồng lại bay từ trong phòng ra, lao về phía phòng triển lãm nhanh như chớp. Huyết lang nghe tiếng, lại thấy có một cảnh sát nữ vừa lao ra khỏi phòng, chạy một mạch vào phòng triển lãm thì tức giận la lớn chờ đến khi huyết lang dẫn nhóm lính đánh thuê ác ma trở lại thì bạch tinh đồng đã vào được phòng triển lãm đóng cửa chống đạn lại huyết lang cách tấm cửa kính thấy được cảnh diệp vô phòng giết chết lính đánh thuê bên trong đồng thời còn tụ họp với bạch tinh đồng hai trọi một với shikazu sato huyết lang chán nản nói báu vật không lấy được bỏ đi mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải báu vật các anh em lập tức lắp đặt bom hẹn giờ khắp tòa nhà sau đó rút lui Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một Tình yêu hữu danh vô thực hai Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng 3 Khóa văn hệ thống Nam chủ thỉnh tự trọng 4 ngôn hoan Bằng 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 Diệp vô phong thấy Bạch Tinh Đồng còn sống Tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều Đại đa số những người giàu ở đây đều biết Bạch Tinh Đồng Đội trưởng Bạch đến rồi chúng ta hoàn toàn được cứu rồi. Tất cả mọi người đồng loạt hò reo. Chương 153, đấu tay đôi trên sân thượng. Chỉ mỗi Shikazu Sato tức đến nỗi thay đổi sắc mặt, đồ ngu. Phá hư chuyện tốt của ta. Mấy người muốn chết sao, Shikazu Sato dùng một chiêu hổ vồ nhào tới, đưa chân đá vào mặt bạch tinh đồng. Bạch tinh đồng vội vàng dùng tay trái cản lại. Shikazu Sato dồn cực nhiều lực vào chân, một đòn uy mãnh đá vào cánh tay của bạch tinh đồng buộc Bạch Tinh Đồng phải lùi lại mấy bước, bày ra tư thế dùng hết sức để chống đỡ. Diệp Vô Phong vừa muốn giúp đỡ, Bạch Tinh Đồng đã nói, Diệp Vô Phong, anh cứ làm chuyện của anh đi, tên Nhật Bản nho nhỏ này giao cho tôi. Shikazu Sato đang nổi giận đánh nhau với Bạch Tinh Đồng, trình độ võ thuật của hai người tương đương nhau, trong chốc lát không thể phân rõ thắng thua, Diệp Vô Phong nhìn thấy Bạch Tinh Đồng đủ sức ứng phó, liền quay trở về phòng giám sát, sau đó liên hệ với Cục trưởng Thạch, báo cho ông ta biết tình hình bên trong cao ốc. Cục trưởng Thạch biết được Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng đã chiếm giữ được phòng giám sát và sảnh ra vào, phần lớn con tin đều đã được cứu ra, trong lòng không biết vui vẻ bao nhiêu. Cục trưởng Thạch lập tức ra lệnh cho cảnh sát ở lầu 3 đẩy nhanh tốc độ tiến đánh. Tranh thủ tập hợp lại với Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng đánh với Shikazu Sato một lúc lâu, cũng dò ra được cách đánh cơ bản của đối phương, cô nắm chắc thời cơ, đá một đòn vào đùi của Shikazu Sato. Agh Shikazu Sato hét thảm một tiếng, bạch tinh đồng lại đá thêm một chân chúng ngay ngực ông ta, cơ thể Shikazu Sato tựa như bị xe tông chúng, nặng nề đập thẳng vào vách tường, sau đó y như cọng bún thiêu nằm tê liệt trên mặt đất. Bạch tinh đồng xông đến, đạp thêm một cú các đồng chí, tìm giúp tôi sợi dây trói hắn lại có mấy người lớn gan giúp đỡ bạch tinh đồng tìm được một sợi dây thường trói chặt shikazu sato hạ vô tình có chút lo lắng hỏi đội trưởng bạch cô có nhìn thấy lâm thư em m và con gái của tôi không bạch tinh đồng đáp không có thấy diệp vô phong đi tới nói bọn họ đang ở trên trần la phong trong phòng hội nghị giờ tôi đi cứu các cô ấy tiểu đông tôi vừa rồi có liên hệ với cục trưởng thạch rồi chu khải đã chỉ huy một đội đánh vào lầu năm có điều bọn lính đánh thuê ác ma đã cài rất nhiều bom hẹn giờ và mìn. Hơn phân nửa là họ sẽ không đánh lên được, tôi đang lo là bọn lính đánh thuê ác ma sẽ cho nổ cả tòa cao ốc này. Bạch Tinh Đồng nói, vậy chúng ta đi tiếp ứng Chu Khải, mau chóng gỡ bom. Diệp vô phong mở cửa điện tử của sảnh ra vào, dặn dò tà tiểu thanh, sau khi hai tụi con rời khỏi, mọi người lập tức đóng cửa lại. Ngoài ra phải trông chừng kỹ tên tù binh kia. Tả tiểu thanh gật đầu, vô phong, con nhanh đi tìm thư em mở đi. Diệp vô phong và Bạch Tinh Đồng cùng nhau rời khỏi sảnh ra vào, rẽ vào phòng hội nghị, lại không nhìn thấy bóng dáng của của Lâm Thư Em Mờ và Tùng Tùng. Tấm la phong trên trần đã bị dỡ ra, hai người thì không biết đi đâu mất. Diệp vô phong cuống lên. Chỉ mới ban nãy, Hắc Sa dẫn theo vài tên lính đánh thuê đi tới phòng hội nghị này. Cái tên Hắc Sa này vô cùng nham hiểm, gã cùng với mấy tên dưới quyền đều đổi quần áo thành đồng phục bảo vệ của công ty vệ sĩ Long Kiếm. Mục đích là chờ đến lúc tình hình trận chiến khốc liệt thì thuận lợi thoát thân. Kết quả, từ khe hở của Trần La Phong Lâm Thư M và Tùng Tùng nhìn thấy bảo vệ mặc trên người đồng phục của công ty vệ sĩ Long Kiếm đi đến, tưởng là người mình. Lâm Thư M liền mở tấm La Phong, các người là bảo vệ của công ty vệ sĩ Long Kiếm phải không? Tôi là Lâm Thư M, mấy người diệp vô phong sao rồi? Hắc xa nhìn Lâm Thư M, cười ha ha nói, anh ta đang ở bên ngoài hành lang chờ hai người kia. Nào, tôi dỡ hai người xuống. Lâm Thư M và Tùng Tùng vừa bước xuống, liền bị Hắc Sa bắt giữ. Lâm Thư M mới biết mình bị lừa, thế nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi. Hắc Sa áp giải Lâm Thư M và Tùng Tùng đến tụ họp với Huyết Lang. Huyết Lang cười ha ha, thật quá hay. Hắc Sa thật có bản lãnh, vậy mà bắt được vợ của Diệp Vô Phong. Hừ, con rùa rút đầu Diệp Vô Phong này, không dám bước ra đấu với chúng ta vậy thì để cho vợ cậu ta nếm thử uy lực của bom do chính tay tôi chế tạo đi. Huyết lang nói rồi, bắt đầu lấy bom D4 từ trong ba lô ra, lắp lên trên người của Lâm Thư M. Huyết lang cài xong bom lên trên người Lâm Thư M, lập tức nói qua bộ đàm, trong tòa cao ốc này chứa đầy bom, các người lập tức phái một chiếc trực thăng đến sân thượng, nếu không, chúng tôi sẽ chết chung với tòa cao ốc này, còn có tất cả những con tin ở bên trong. Thư ký Quách và Cục trưởng Thạch khiếp sợ, Huyết lang lại cho hai người nghe giọng của Lâm Thư M, sau đó nói tôi chỉ cho các người thời gian 10 phút. Sau 10 phút, mà không nhìn thấy trực thăng, tôi sẽ để ngọc đá cùng nát. Cục trưởng Thạch vội vang liên hệ với Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, hỏng việc rồi. Lâm Thư M bị phần tử khủng bố bắt đi rồi. Diệp Vô Phong biết chuyện Lâm Thư M và Tùng Tùng bị bắt đi, còn bị mang lên sân thượng. Bọn khủng bố dùng bom có lực nổ mạnh để uy hiếp, anh lập tức đưa ra quyết định, phải đánh nhanh thắng nhanh diệp vô phong xung phong ở phía trước súng bắn không trượt phát nào từng tên lính đánh thuê ác ma liên tiếp ngã xuống bạch tinh đồng cầm súng đi theo phía sau phối hợp với diệp vô phong nếu diệp vô phong bắn chưa chết cô liền tặng thêm một phát giết ra một con đường máu cuối cùng cũng đi đến trước cầu thang bộ dẫn lên sân thượng diệp vô phong nhìn lên cửa sân thượng khép hờ nói thưa em m và tùng tùng ở trên sân thượng bạch tinh đồng nói chúng ta yểm trợ cho nhau cùng lên trên sân thượng, Lâm Thư M và Tùng Tùng bị kẹp chính giữa hai tên huyết lang cùng hắc xa, sắc mặt Lâm Thư M trắng bệch, trên người còn mang một quả bom hẹn giờ, tình hình vô cùng khẩn cấp. Lâm Thư M nhìn thấy Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng lên, Vô Phong, mau đến cứu em. Tùng Tùng cũng kêu lớn lên, chú cảnh sát, cứu cháu với. Tùng Tùng, đừng có sợ, chú cứu cháu ngay đây. Diệp Vô Phong ra hiệu bảo Bạch Tinh Đồng đừng nổ súng, anh bước lên trước vài bước, nhìn kỹ huyết lang và hát xa một hồi, lạnh lùng nói các ông đều là lính đánh thuê ác ma của đảo Diêm Vương phải không? Huyết lang cười gần, Diệp vô phong, cậu giết chết huấn luyện viên của chúng tôi, còn giết chết nhiều anh em của chúng tôi như thế, ngày hôm nay chúng tôi đến chính là để tìm cậu báo thù. Diệp vô phong cười nhạo nói, tìm tôi để báo thù. Vậy thì cứ đến đây đi, lấy phụ nữ ra uy hiếp, cả đám các người đều CMN vô tích sự, Huyết Lang tức giận nói: "Diệp Vô Phong, cậu mẹ nó khỏi cần phí lời. Không làm như vậy, cậu chịu chui ra đánh với chúng tôi sao?" "Diệp Vô Phong, nếu muốn cứu vợ của cậu thì đánh bại tôi trong vòng 10 phút, sau đó đi phá bom. Bằng không, chúng ta cùng nhau đi Tây Thiên." Huyết Lang hờ hờ bộ điều khiển từ xa trong tay, "Chúng ta không chơi súng. Tôi nghe nói võ thuật của thằng nhóc cậu rất lợi hại. Tôi hy vọng có thể đánh với cậu một trận." Sứt lời huyết lang liền bước lên hai bước, bày ra tư thế đánh nhau. Diệp vô phong cười nhạt, đánh tay đôi. Được thôi, đủ đàn ông. Chỉ dựa lời này của ông, không đánh bại ông trong vòng 50 chiêu, tự tôi sẽ nhảy từ trên sân thượng xuống. Bạch tinh đồng cũng cất súng vào, lại duỗi ngón tay ra, ngoác ngoác hắc xa, hỏi, hắc đại cá, ông có phải là đàn ông không? Hắc xa tức giận nói, nói nhảm, có cần ông đây cởi quần xuống cho cô xem không? Bạch tinh đồng mắng, không biết liêm sỉ. Nếu ông là đàn ông, thì hai chúng ta cũng đánh tay đôi, nếu thua ông, tôi cũng nhảy lầu. Hắc xa vốn khát máu thành tính, bạch tinh đồng càng làm khơi dậy dục vọng chiến đấu của gã. Được thôi, cô nhóc, tôi chơi đùa với cô một lát. Để cho cô biết ông đây lợi hại, chương 154, bom hẹn giờ. Trình độ võ thuật của Hắc Sa cũng đã là giai đoạn đầu của cấp bậc võ sư, theo lý thuyết thì Bạch Tinh Đồng không phải là đối thủ của gã, nhưng mà, trước đó hắc xa đã trúng một nhát phi đao, đao đâm rất sâu vào da thịt, vết thương tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lúc đánh nhau, sẽ làm sức chiến đấu của gã giảm đi rất nhiều, vậy nên, gã muốn đánh thắng được bạch tinh đồng trong một khoảng thời gian ngắn là chuyện không dễ dàng. Huyết lang đi tới cửa cầu thang bộ của sân thượng, rắc một tiếng, cửa lên sân thượng đã bị khóa lại. Gã xoay người lại nói, Diệp vô phong, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Đánh bại tôi, gỡ bỏ bom hẹn giờ, cứu lấy vợ của cậu. Không thắng được tôi, thì cùng nhau chịu chết. Diệp vô phong cười lạnh một tiếng, vậy thì tôi tiến ông lên đường trước vậy. Bốn người, chia thành hai nhóm đánh nhau kịch liệt. Hắc xa dự tính nhanh chóng kết thúc tính mạng của Bạch Tinh Đồng, rồi đến phụ đánh Diệp vô phong. Gã sử dụng toàn bộ sức lực, hận không thể dùng một đấm đánh bay Bạch Tinh Đồng Rất xuống dưới lầu. Bạch Tinh Đồng thấy thế tới của gã hung mãnh, không dám liều đánh trực tiếp với gã, trơn tuột như cá lách người né sang một bên. Hắc Sa mắng, trốn cái gì mà trốn? Có gan thì cứng đối cứng, sớm phân định thắng thua. Trong lòng Hắc Sa tức giận tiếp tục ra sức đánh mạnh. Bạch Tinh Đồng thấy hắn nóng lòng mong thắng, càng thêm vững vàng, làm Hắc Sa càng khó lòng thắng nhanh. Hắc Sa tức giận lao oang oang, thế nhưng tên này lại hết sức gian xảo, thấy đánh mười mấy chiêu mà không bắt được Bạch Tinh Đồng, bèn nhanh trí, sau khi giả bộ đánh hụt một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm, cơ thể Hắc Sa bổ nhào về phía trước một cái, hai tay vây lại lập tức chặn ngang ôm lấy Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng hoảng hốt, khốn nạn, đây là chiến thuật gì? Bạch Tinh Đồng không cẩn thận bị Hắc Sa chặn ngang ôm chặt, dưới tình thế cấp bách dẫm mạnh một cú lên chân Hắc Sa, nhưng mà Hắc Sa thả chịu đau để cho cô đạp chúng một cú, cũng không chịu buông tay. Cô gái, tôi muốn ghim cô chết tươi, cánh tay Hắc Sa càng lúc càng dùng sức. Bạch Tinh Đồng có chút không chịu nổi nữa, có điều, hai tay của cô lại được tự do, trong tình huống cấp bách cô duỗi ra hai ngón tay, đâm vào mắt Hắc Sa. Hắc Sa bị Bạch Tinh Đồng móc mắt máu tươi chảy ra giàn rủa. Mắt Hắc Sa bị đau, tên này mới đành buông lỏng, cũng buông lỏng hai tay đang ôm eo Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng xoay người một cái, vòng ra phía sau Hắc Sa, cùng lúc đó rút con dao găm sắt bén giấu trong giày lính ra, phốc một cái, đâm vào sau lưng Hắc Sa. Hắc Sa bị đau tới hết thảm một tiếng. Con nhóc thúi, cô chơi xấu, dám đánh lén tôi vẻ mặt hắc xa hung ác, liều chút sức lực cuối cùng, nhào về phía bạch tinh đồng. Bạch tinh đồng nghiêng người né tránh, sau đó dồn hết sức mạnh, hét lên một tiếng, giơ chân đá ra, đạp mạnh vào mông của hắc xa. Hắc xa dùng sức quá nhiều, không kịp thắng lại, thêm vào một cú đá này của bạch tinh đồng, trực tiếp bị đá bay ra khỏi tòa nhà, tức thì bị té tới máu thịt be bét, tắt thở bỏ mình. Bạch tinh đồng xoay người lại xem Diệp vô phong và huyết lang đánh nhau, Diệp vô phong, có muốn tôi giúp anh một tay không? Huyết Lang cũng là một tên cao thủ cấp bậc võ sư, Diệp Vô Phong đánh với hắn mười mấy chiêu, tuy là chiếm ưu thế, thế nhưng tên này cũng rất khó đối phó. Diệp Vô Phong trong một lúc không thể đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ nói với Bạch Tinh Đồng, không cần lo cho tôi, đi xem thử có cách nào gỡ bom ra không. Huyết Lang ác độc cười nói, Diệp Vô Phong, không cần phí sức. Không lấy được điều khiển từ xa trên người tôi thì không ai có thể gỡ bom ra được. Diệp vô phong mắng, khốn nạn, vậy tôi lấy mạng chó của ông trước. Bạch tinh đồng chạy tới xem xét lâm thư em mờ, sắc mặt lâm thư em mờ trắng bệch, trên người bị cài bom hẹn giờ vẫn đang đếm ngược. Nhìn quanh cũng không biết phải tháo ra bằng cách nào, bạch tinh đồng vội kêu lớn, Diệp vô phong, tôi không biết gỡ. Chỉ còn lại 4 phút thôi. Diệp vô phong vừa đánh vừa hỏi, quả bom hẹn giờ đó hình dáng ra sao? Bạch tinh đồng trả lời, được gắn vào rất nhiều đường dây, vô cùng phức tạp, có điều ở chỗ trung tâm có ba sợi dây mỗi dây một màu lần lượt đỏ xanh vàng huyết lang cười như điên nói diệp vô phong cậu đừng có nằm mơ muốn gỡ bỏ bom thì phải giết tôi trước nói rồi tăng cường tiến đánh diệp vô phong tránh khỏi công kích của huyết lang nói bạch tinh đồng nhất định phải cắt đứt một trong ba dây màu chờ tôi suy nghĩ đã trong lúc diệp vô phong đang do dự huyết lang đột ngột xoay người bật người nhảy lên đánh về phía bạch tinh đồng Diệp vô phong quát lên, xúc vật, đừng hòng được sống. Diệp vô phong sử dụng kỹ năng sở trường long tường hợp kích. Lực đánh của một đòn này quá lớn, vốn là huyết lang có thể tránh thoát, thế nhưng ngay tại lúc gã đang tránh thoát lại chúng một đá của bạch tinh đồng, cơ thể mất đi trọng tâm. Kết quả, bị một đòn của Diệp vô phong đánh vào giữa lưng. Cơ thể như diều đứt dây, rớt xuống dưới lầu. Giết chết huyết lang, Diệp vô phong vội vàng đến xem xét quả bom, tùng tùng không rõ nguy hiểm vỗ tay khen ngợi chú cảnh sát chú thật lợi hại đánh chết bọn xấu con yêu chú diệp vô phong nói với bạch tinh đồng bạch tinh đồng cô đưa tùng tùng đi trước đi bạch tinh đồng nói nhưng mà lâm thư em mờ còn chưa được gỡ bom mà diệp vô phong nói tiếp chuyện này không liên quan tới cô đi nhanh đi lúc này tả tiểu thanh và hạ vô tình từ trong phòng triển lãm chạy ra chu khải cũng dẫn người xông đến chu khải cậy khóa cửa lớn đang định đi lên sân thượng, nghe Bạch Tinh đồng hô, Chu Khải, không được mở cửa, anh dẫn đứa bé này đi trước đi. Bạch Tinh đồng đưa Tùng Tùng ra ngoài qua khe hở của hàng rào sắt. Hạ vô tình ôm lấy Tùng Tùng, rơi nước mắt Tùng Tùng, con gái ngoan của mẹ, con không có chuyện gì thì tốt rồi. Tả Tiểu Thanh lo lắng gọi, vô phong, thưa em mờ, các con thế nào rồi? Bạch Tinh Đồng uy nghiêm ra lệnh, Chu Khải, trên sân thượng còn có một quả bom hẹn giờ không gỡ được anh lập tức dẫn người rời đi, còn lại 3 phút, quả bom có khả năng sẽ phát nổ. Đội trưởng Bạch, nhưng còn cô. Đi nhanh lên, đây là mệnh lệnh. Chu Khải gật đầu, nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới, cưỡng ép đưa tả Tiểu Thanh và Hạ Vũ Tình rời đi. Những kẻ nhà giàu bên trong cao ốc, còn có công nhân viên của Viện Bảo tàng, nhờ sự che chở của lực lượng cảnh sát, lần lượt rời khỏi tòa cao ốc. Sau khi ra lệnh, Bạch Tinh Đồng xoay người quay trở lại, nhìn thấy Bạch Tinh Đồng lại quay về, Diệp Vô Phong bực mình nói, bây giờ tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần, có một phần ba cơ hội sống sót, nếu cắt sai, tất cả chúng ta đều phải chết. Cô tội gì phải xông vào cửa chết cùng vợ chồng chúng tôi? Bạch Tinh Đồng buồn bã nói, Diệp Vô Phong, thư em à, là bạn học của tôi, anh là đồng đội tốt của tôi, tôi đạp chúng bom. Nếu như không có anh cứu tôi, tôi đã chết rồi. Bây giờ làm sao tôi có thể bỏ lại hai người rồi sống một mình chứ? Anh đừng khuyên tôi, còn khuyên nữa, tôi bắn cho anh một phát, tự mình đến gỡ bom. Bạch Tinh Đồng bị chạm vào chỗ nóng này, chương 155, cùng vào quỷ môn quan. Bạch Tinh Đồng buồn bã nói, Diệp Vô Phong, thưa em là bạn học của tôi, anh là đồng đội tốt của tôi, tôi đạp trúng bom. Nếu như không có anh cứu tôi, tôi đã chết rồi. Bây giờ làm sao tôi có thể bỏ lại hai người rồi sống một mình chứ? anh đừng khuyên tôi, còn khuyên nữa, tôi bắn cho anh một phát, tự mình đến gỡ bom. Bạch Tinh Đồng bị chạm vào chỗ nóng này. Diệp Vô Phong giận nói, cô thật quá hồ đồ, cô lập tức đi ngay đi. Nếu còn không đi, tôi ném cô xuống dưới. Lâm Thư Em Mờ vội nói, Diệp Vô Phong, Tiểu Đồng, hai người một người là bạn tốt của tôi, một người là bạn đời của tôi. Tôi không muốn hai người phải mạo hiểm cùng tôi, hai người đi đi, tôi tự cắt dây điện là được lòng diệp vô phong chua xót nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ướt nhòe nước của lâm thư em mờ anh cầm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô nói thư em mờ anh là chồng của em làm sao anh có thể bỏ mặc em không lo được chứ cho dù là chết cũng phải chết cùng nhau bạch tinh đồng cũng nắm chặt lấy một bàn tay còn lại của lâm thư em mờ, nói thư em mờ, đầu tiên không nói đến việc chúng ta là bạn học tôi còn là một cảnh sát là đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát thành phố tam giang nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ an toàn cho mỗi một cư dân của thành phố tam giang bỏ mặc cô là tôi cực kỳ thiếu trách nhiệm diệp vô phong thấy bạch tinh đồng quyết tâm không đi cũng không nói gì thêm nữa lại xem xét quả bom này diệp vô phong cầm dao găm có chút do dự bạch tinh đồng hỏi diệp vô phong quả bom này phải gỡ như thế nào diệp vô phong đáp trong ba sợi dây điện màu chỉ cần cắt đi sợi dây dẫn kíp nổ là chúng ta sẽ thắng nhưng mà tỷ lệ thành công rất thấp. Lâm thư em mờ nói vô phong, mặc kệ anh lựa chọn thế nào, em cũng sẽ không trách anh. sống thì sống, chết thì chết, chỉ cần được ở bên anh, em đã là người thắng trong cuộc đời này. Diệp vô phong hít sâu một hơi, nói vậy thì anh đành dựa vào may mắn vậy. cắt dây màu xanh lam. Diệp vô phong thầm phỏng đoán, lá cờ của đoàn lính đánh thuê ác ma là màu xanh lam, Diêm Vương lệnh của bọn họ cũng mang màu xanh lam. thời gian gấp rút chỉ đành phải đánh cược một lần. Còn lại 5 giây cuối cùng, Diệp Vô Phong không do dự nữa, dứt khoát cắt đứt sợi dây sợi dây dẫn màu xanh lam, Lâm Thư M và Bạch Tinh Đồng đều sợ đến nhắm chặt mắt lại. Tít tít, sau khi hai tiếng cảnh báo cuối cùng vang lên, Diệp Vô Phong nhìn thấy đèn tín hiệu đã bị tắt, bây giờ anh mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng. Lâm Thư M mở mắt ra, nhìn thấy bom không phát nổ, cô vui muốn điên kích động ôm trầm lấy Diệp vô phong, vô phong, chúng ta thắng rồi. Sau khi nói xong, không kìm lòng được ôm Diệp vô phong càng chặt, chủ động dâng lên đôi môi, Diệp vô phong cũng ôm chặt lấy cô, hai người hưởng thụ nụ hôn chiến thắng. Bạch tinh đồng cũng như đã chút được gánh nặng, Diệp vô phong, chúng ta đã cược thắng, đúng là màu xanh lam. Bạch tinh đồng nói xong, không nghe thấy Diệp vô phong đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên, Bây giờ mới phát hiện Diệp Vô Phong và Lâm Thư Em M ở bên cạnh mình đang hôn nhau kịch liệt. Mặt cô đỏ mặt, sau đó lại cảm thấy có chút mất mát, nếu như ngay tại lúc này Lâm Thư Em M bị bao quanh trong ngọn lửa nóng bỏng, thì bạch tinh đồng lại như bị nhốt vào hầm băng. Nam thần trong lòng cô, lại là chồng của bạn thân cô, trên đời này há còn có chuyện gì bi hài hơn thế nữa chứ? Lúc xuống lầu, Diệp Vô Phong phát hiện trên cánh tay trái của Lâm Thư Em M có một vết thương đang dỉ máu ra ngoài, Thư Em M em bị thương sao? Lâm Thư em mờ gật đầu nói, lúc bọn xấu bắt được em, em giấy ruộng muốn chạy trốn, bị chúng rạch một nhát. Diệp vô phong nói, vết thương không nghiêm trọng, đợi lát nữa nhờ bác sĩ trên xe cứu thương băng bó lại giúp em. Xuống tới dưới lầu, thư ký quách và cục trưởng thạch đến đón, Diệp vô phong, bạch tinh đồng, hai người quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cả hai đều là anh hùng của nhân dân, 8 triệu người dân ở thành phố Tam Giang, nhất định sẽ ghi nhớ công lao to lớn của hai người. Diệp Vô Phong cười nói, thư ký Quách, anh nói quá rồi. Bạch Tinh Đồng cũng nói, phục vụ cho nhân dân là nguyên tắc của chúng ta. Cục trưởng Thạch Chỉ huy cảnh sát thu dọn khắc phục hậu quả, các nhân viên cảnh sát bận rộn ra ra vào vào, mọi người đều cho rằng chuyện lớn xảy ra vào ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Châu báu không bị mất, con số tử vong cũng nằm trong phạm vi có thể khống chế lực lượng cảnh sát tuy rằng cũng xuất hiện số lượng thương vong không nhỏ, thế nhưng, tất cả phần tử khủng bố vũ trang đều bị tiêu diệt toàn bộ, đặc biệt còn bắt sống được một người là Shikazu Sato. Khi về chỉ cần cậy miệng của Shikazu Sato để hắn khai ra chủ mưu đứng phía sau vụ khủng bố này, là có thể một lưới bắt hết. Tả Tiểu Thanh nhìn thấy cánh tay của Lâm Thư mờ bị thương, đau lòng hỏi, Thư M, có nghiêm trọng lắm không? Lâm Thư M nói, mẹ, chỉ là chút vết thương nhỏ, không sao đâu. Diệp Vô Phong giơ tay chỉ, trên xe cứu thương có bác sĩ cấp cứu, mẹ, mẹ đưa thư em M sang đó băng bó vết thương đi. Bác sĩ nghiêng đầu nhìn Lâm thư em M bên ngoài cửa xe, mỉm cười nói, "Được, cô lên xe trước đi." Lâm thư em M vừa mới lên xe, tên bác sĩ đột nhiên vỗ vào gáy của Lâm thư em M một cái. Lâm thư em M hôn mê tức thì, Tả Tiểu Thanh hoảng sợ cậu, cậu muốn làm gì? Tên bác sĩ cười gần một tiếng cũng kéo luôn tả tiểu thanh lên xe ngoan ngoãn một chút không được la lớn bằng không tôi sẽ giết chết bà gã ngồi vào vị trí ghế lái khởi động xe cứu thương đồng thời ra lệnh qua điện thoại nhiệm vụ của huyết lang thất bại lập tức thực hiện phương án thứ hai thần thương cao đăng thương vương lạc đăng xử hết bọn chúng cho tôi trong mắt tên ra lệnh tràn đầy hung ác gã ta không phải ai khác chính là tư lệnh của quân đoàn ác mà miệng quỷ diêm quân cảnh sát đều cho rằng đợt khủng bố lần này đã kết thúc nên vội vàng thu dọn chiến trường cứu chữa cho những người bị thương bỗng nhiên một viên pháo hiệu màu xanh lam bay lên giữa không trung thư ký quách nhìn pháo hiệu từ từ bay lên trong lòng buồn bực hỏi cục trưởng thạch ở bên cạnh cục trưởng thạch là ai làm ra vậy tính cảnh giác của cục trưởng thạch tương đối cao thư ký quách có lẽ có lẽ trận chiến vẫn chưa kết thúc cục trưởng thạch vừa dứt lời từ hai bên đầu đường của viện bảo tàng Xuất hiện hai nhóm lính đánh thuê ác ma. Càng đáng sợ hơn là vũ khí trong tay của những tên lính đánh thuê này, không phải súng ống, mà là trong tay mỗi người cầm một khẩu bazooka. Loại súng này uy lực cực lớn, nếu những tên lính đánh thuê kia phóng ra cùng một lúc thì toàn bộ mấy trăm cảnh sát nơi đây sẽ lập tức bỏ mạng. Chẳng qua, những tên lính đánh thuê này còn cách đội ngũ cảnh sát một khoảng khá xa, chưa lọt vào trong tầm bắn sát thương cao nhất của súng. Bạch Tinh Đồng phát giác đầu tiên có chuyện, tay súng bắn tỉa nhanh chóng tiêu diệt hết pháo binh của địch. Mấy tay cảnh sát bắn tỉa vừa mới cất súng vào, lập tức luống cuống tay chân điều chỉnh súng ngắm tầm xa, chuẩn bị ám sát pháo binh. Ngay lúc này, tám tên lính đánh thuê ác ma từ hai hướng bao vây lại, một người trong đó đã không còn đủ kiên nhẫn, bắn ra một phát pháo về phía lực lượng cảnh sát. Âm ầm, hai chiếc xe cảnh sát bị bắn nổ bay lên không trung, cũng may là phía cảnh sát không có thương vong. Các anh em, tiến lên, giết chết những tên cảnh sát này. Báo thù cho những anh em đã chết của chúng ta. Pháo binh gieo hò tiến tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 156, pháo binh nguy hiểm. Mấy trăm cảnh sát đứng dưới viện bảo tàng bị uy lực của làn lửa đạn dọa sợ chết khiếp, dồn dập nép sang hai bên lề đường né tránh. Nếu mà những phần tử khủng bố kia tiến tới thêm 50 bước nữa, thì mấy trăm nhân viên cảnh sát ở hiên trường sợ là sẽ chết không có chỗ chôn Bạch tinh đồng vội la lên, súng bắn tỉa, súng bắn tỉa, mau nổ súng, không được để bọn họ tới gần. Dưới sự chỉ huy của bạch tinh đồng, bốn tay súng bắn tỉa lần nữa điều chỉnh lại súng ngắm tầm xa, chuẩn bị ám sát bọn pháo binh đang vây công từ hai phía. Đột nhiên, bằng 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 bằng. Tay súng bắn tỉa của đoàn lính đánh thuê ác ma đang phục kích ở trên tòa nhà đối diện đã ra tay trước tay súng bắn tỉa bên phía cảnh sát lần lượt bị bắn chết, máu của chiến sĩ vẩy lên chiến trường. Cục trưởng Thạch và các vị lãnh đạo thành phố ở hiện trường đều bị dọa sợ ngây người. Mọi người ẩn nấp cẩn thận, trên tòa nhà đối diện có tay súng bắn tỉa. Sau khi Diệp vô phong hô lên, liền kéo bạch tinh đồng bên cạnh ấn xuống mặt đất. Cùng lúc đó, một phát súng đánh lén bắn vào thân cây phía sau bạch tinh đồng. Bạch tinh đồng chảy mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật nếu không nhờ có Diệp vô phong cứu hiểm, đầu của cô đã nở hoa rồi. Không thể ngờ được bên địch lại còn có cả tay súng bắn tỉa mai phục ở chỗ cao. Sắc mặt Diệp vô phong u ám nói, bạch tinh đồng, trận chiến của chúng ta có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Ban nãy, tôi có chút sợ ý rồi. Diệp vô phong nói xong, cầm lấy khẩu súng ngắm tầm xa từ trong tay của một tay súng bắn tỉa vừa hy sinh, nòng súng nhắm ngay tòa nhà đối diện, chỉ cần đối phương ló đầu ra lần nữa, là anh có thể bảo đảm hạ gục tay súng bắn tỉa của đối phương." Bạch Tinh Đồng có chút mơ hồ, mấy trăm cảnh sát ở hiện trường có chút loạn, Diệp Vô Phong bình tĩnh nói, "Không cần lo về tay súng bắn tỉa, nếu hắn dám ló đầu, tôi bảo đảm dùng một phát bắn chết hắn." Cô lập tức chỉ huy hiện trường, ổn định mặt trận, đánh bại pháo binh. "Được, để tự tôi ra trận." Bạch Tinh Đồng cũng nhặt một khẩu súng ngắm tầm xa lên, nhắm vào những tên pháo binh đang vây đến rồi nổ súng. Kỹ thuật bắn súng của Bạch Tinh Đồng thực sự rất chuẩn, ba lần nổ súng liền bắn chết ba tên pháo binh, lại bắn thêm một phát, xử hết mấy tên pháo binh vây tới từ phía tây. "Diệp Vô Phong, yểm trợ cho tôi." Bạch Tinh Đồng cầm khẩu súng ngắm tầm xa trong tay, xoay người đổi hướng, nhắm vào bốn tên pháo binh còn lại đang xông tới từ phía đông. Thần Thương Cao đang ẩn nấp trong tòa nhà thương mại đối diện viện bảo tàng không nén nổi tức giận, thông qua bộ đàm, gã mới biết được phe mình đã bị tiêu diệt hết bốn tên pháo binh không có tay súng bắn tỉa yểm trợ bốn tên pháo binh còn lại cũng sẽ bị tiêu diệt rất nhanh nếu kết quả là thế này cho dù bản thân gã có thể sống sót diêm quân cũng sẽ giết chết gã gã nhất định phải bắn hạ tay súng bắn tỉa cuối cùng của đối phương có như thế mới có thể bảo đảm đường tấn công của những tên pháo binh còn lại thế nhưng ban nãy gã đã để lộ ra vị trí của bản thân nếu như lại ló đầu ra nổ súng có khả năng rất cao là sẽ bị bắn chết thần thương cao đăng mơ hồ cảm nhận được dường như có một họng súng đang trực tiếp ngắm vào khung cửa sổ của gã ta bạch tinh đồng dưới sự hiểm hộ của diệp vô phong bằng bằng bắn thêm hai phát lại có hai tên pháo binh ngã xuống mình cần phải mau chóng giết chết đối thủ thần thương cao đăng là tên cáo già gian xảo tuyệt đối sẽ không lỗ mãng xuất hiện gã nấp mình sau khung cửa sổ dùng súng móc lấy cái mũ nổi của mình nhanh chóng lóe nó ra ngoài cửa sổ chiêu này gọi là dụ rắn ra khỏi hang. Nếu như đối phương bị lừa nổ súng bắn vào cái mũ của mình, thì thần thương cao đăng có niềm tin sẽ bắn chết đối thủ ngay một giây sau đó. Đáng tiếc, đối thủ lần này của gã vua của vua súng, Diệp vô phong mãi nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ, thấy cái mũ nổi hiện ra, anh lập tức đoán được sự giảo hoạt của đối thủ, có thể là đang muốn thử mình một chút. Muốn giả bộ để gạt tôi sao? Hừ, chơi với tôi là phải trả một cái giá cực đắt là người có kỹ thuật bắn súng đứng top 3 thế giới, Diệp Vô Phong cực kỳ hiểu rõ phân tích tâm lý của bọn lính đánh thuê nước ngoài này. Để cho mi nhớ kỹ, cái gì là trả giá. Diệp Vô Phong nổ súng. Vị trí Diệp Vô Phong ngắm bắn, không phải là cái nón của thần thương cao đăng, mà là hung hăng bắn xuyên qua bức tường xi măng phía bên phải cái nón, một phát súng này vừa vặn bắn vào tay của thần thương cao đăng. Chuyện này.sao có thể xảy ra được chứ? Chết tiệt vậy mà lại xuyên qua bức tường bắn chúng mình. Thần thương cao đăng ý thức được chuyện không ổn, vừa muốn rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Phát súng thứ hai của Diệp Vô Phong lại vang lên. Diệp Vô Phong tuy là không nhìn thấy thần thương cao đăng, thế nhưng gã lại để lộ ra vấn đề chí mạng. Viên đạn thứ hai lạnh lẽo vô tình, lập tức xuyên thủng bức tường dày hơn 20cm, sau đó bắn trúng bụng của thần thương cao đăng, máu tươi phun ra như suối. Chết tiệt, lại bị bắn trúng, cơ thể thần thương cao đăng run lên, mở miệng mắng một tiếng dùng hết sức lực cuối cùng nghiêng mình xuất hiện súng ngắm khóa chặt mục tiêu gã biết mình bị thương nặng muốn bình an chạy thoát là không thể nào bây giờ chuyện duy nhất có thể làm chính là nổ súng bắn chết đối thủ báo thù cho mình thế nhưng động tác của diệp vô phong lại càng nhanh hơn thần thương cao đăng vừa mới ló đầu phát súng thứ ba của diệp vô phong lại vang lên một phát súng này trực tiếp kết thúc mạng sống của thần thương cao đăng Cao đăng tay súng át chủ bài của đoàn lính đánh thuê ác ma, đã chết. Bầu không khí ở hiện trường bấy giờ mới bình tĩnh lại, đội ngũ cảnh sát cũng đã khôi phục lại trật tự ổn định. Thư ký quách lau đi mồ hôi lạnh trên chán, nói với cục trưởng thạch, tình huống ngày hôm nay, quả thật quá nguy hiểm. Nếu không có diệp vô phong, cảnh sát chúng ta thật sự rất khó thu thập cục diện. Bạch Tinh Đồng thở vào một hơi hỏi Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, tình hình ở tòa nhà đối diện sao rồi? Diệp vô phong đáp, tôi bắn chết một tay súng bắn tỉa, hoặc là còn có thêm một đoàn lính khác. Cô lập tức phái người đi tra xét cả tòa nhà. Bạch Nhạn Phi và Bạch Văn Đông cũng bước sang, đội trưởng Bạch, cho chúng tôi đi cùng với đội trưởng Chu đi. Tối hôm nay Bạch Nhạn Phi không có đất dụng võ, cô bức thiết muốn báo thù cho đội viên đã hy sinh của Bảo An Long Kiếm. Bạch Tinh Đồng đồng ý, mọi người chú ý an toàn. Bạch Văn Đông đáp lời, tôi cũng đi. Bạch Tinh Đồng gật đầu, rút ra một đội cảnh sát, lệnh Chu Khải dẫn đội lao thẳng đến tòa nhà thương mại đối diện viện bảo tàng. Diệp vô phong, cậu đúng là lợi hại. Nguyện quỷ Diêm quân vẫn ngồi yên bên trong chiếc xe cứu thương, xem hết trận quyết đấu bắn tỉa đặc sắc vừa rồi, âm thầm thở dài một tiếng tên thần thương cao đăng ngu xuẩn này. Trình độ như vậy mà cũng dám tự xưng là vua súng. Làm tôi quá thất vọng rồi, vẫn là tự mình ra trận thôi. Diệp vô phong, tôi muốn cùng cậu đánh tay đôi quyết đấu sinh tử nghiện quỷ diêm quân đưa chân dẫm chân ga, khởi động xe, cùng lúc đó, gã lại ném tả tiểu thanh từ trên xe xuống. Tả tiểu thanh bị ném xuống, cũng không kịp hô đau, bò dậy la lớn lên, diệp vô phong, không xong rồi, thưa em mờ bị bắt cóc. Diệp vô phong ở phía xa nghe thấy tiếng la của tả tiểu thanh, lập tức lo sợ đến biến sắc, lại nhìn thấy chiếc xe cứu thương đang hối hả chạy trốn, lòng diệp vô phong đột nhiên lại thấy nặng nề, hỏng bét, lần này quá sơ suất rồi. Lẽ nào, là miệng quỷ diêm quân tự mình đến sao. Mau chặn chiếc xe kia lại, Diệp vô phong hô lên. Nhưng mà, chiếc xe kia chạy quá nhanh, cảnh sát ở gần đó còn chưa kịp ngăn cản, chiếc xe kia đã xông ra khỏi vòng vây, dưới bầu trời đêm miệng quỷ diêm quân chỉ để lại một câu nói hung hăng càn quấy, Diệp vô phong, nếu cậu có gan, thì đuổi theo tôi đi. chương 157, diêm quân xuất hiện. Tuy nhiên chiếc xe đó chạy quá nhanh, cảnh sát ở gần đó không kịp ngăn cản, chiếc xe kia đã xông ra khỏi vòng vây chỉ để lại một chuỗi lời nói ngông cuồng của diêm quân trên bầu trời đêm diệp vô phong nếu mày có can đảm thì hãy đuổi theo tao miệng quỷ diêm quân mày đừng có mà ngang ngược diệp vô phong giơ súng bắn tỉa lên ngắm chuẩn vào chiếc xe kia nhưng anh lại không dám nổ súng nhớ đâu không may làm lâm thư em mờ bị thương thì hỏng bét mất bạch tinh đồng lái một chiếc xe cảnh sát đuổi theo chiếc xe khẩn cấp dừng trước mặt diệp vô phong cô ta hét lên diệp vô phong mau lên xe. Diệp vô phong lập tức bay người lên xe, Bạch Tinh Đồng dẫm chân ga, xe tăng tốc đuổi theo chiếc xe cứu thương kia. Bạch Tinh Đồng thấy tâm trạng Diệp vô phong hỗn loạn cho nên đạp chân ga đến tốc độ cực hạn, đột nhiên, máy bộ đàm của cô ta vang lên, báo cáo đội trưởng Bạch, bệnh viên bị một nhóm tội phạm khủng bố tập kích, mục tiêu là Bạch Vân Phong. Trong lòng Bạch Tinh Đồng run lên, cô ta kinh ngạc nói, lính đánh thuê ác ma là một ván cờ lớn. Đám khốn nạn kia, Đầu bạch tinh đồng có chút mơ hồ, nhưng Diệp vô phong lão tỉnh táo nói, cứ để cảnh sát canh giữ ở bệnh viện xử lý, giới nghiêm toàn thành phố, truy tìm đám lính đánh thuê ác ma, còn chúng ta tiếp tục đuổi theo, trước tiên phải nghĩ cách cứu lâm thư em mờ đã. Bạch tinh đồng vừa lái xe vừa thông báo với cục trưởng thạch, để cục trưởng thạch tiếp viện cho bệnh viện, đồng thời điều động toàn bộ cảnh sát của thành phố Tam Giang lập tức giới nghiêm toàn thành phố, toàn lực đuổi giết đám lính đánh thuê ác ma. Ở trên tầng 5 đối diện với bảo tàng, thần thương cao đăng đã bị Diệp Vô Phong đánh chết, nhưng thực sự vẫn còn một tên lính đánh thuê ác ma ở trong tòa nhà này, đó chính là Thương Vương Lạc Đăng. Thương Vương Lạc Đăng không biết bắn tỉa, nhưng rất giỏi dùng súng ngắn, nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ tay súng bắn tỉa. Bây giờ tay súng bắn tỉa đã chết, có thể cảnh sát sẽ ngay lập tức bao vây tòa nhà này, Thương Vương Lạc Đăng quyết định tranh thủ thời gian chuồn trước, lúc gã ta đi xuống tầng, Chu Khải đã dẫn người bao quanh tòa nhà, phía sau anh ấy là 6 người cảnh sát hình sự, tất cả đều là người của đội cảnh sát hình sự cầu thành phố, Chu Khải dặn bọn họ cẩn thận đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí đi lên tầng. Lúc đi lên tầng 5, bọn họ đụng mặt Thương Vương Lạc Đăng, song phương chiến đấu kịch liệt. Kỹ năng dùng súng ngắn của Thương Vương Lạc Đăng quả nhiên vô cùng lợi hại, bắn chết một cảnh sát, làm bị thương hai người. Bởi vì thần thương cao đăng đã bị đánh chết cho nên gã ta không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, sau khi gã ta ném một quả lựu đạn lại thì thì gã ta nhảy xuống lỗ thông cống từ tầng 5 để trốn, nhưng khi gã ta vừa ra khỏi lỗ cống thì đã bị chặn lại bởi một người phụ nữ. Cô gái này chính là Bạch Nhạn Phi, đồ khó nạn, mày còn muốn chạy trốn sao? Mau để mạng ở lại đây, Bạch Nhạn Phi lao tới, sử dụng cầm nã thủ muốn bắt người. Thương vương lạc đăng tức giận gầm lên rồi lao về phía Bạch Nhạn Phi, gã ta muốn dùng ba đấm hai đá để đánh lùi đối phương rồi tranh thủ chạy trốn bạch nhạn phi là cao thủ cảnh giới tông sư cao hơn gã ta tận một cảnh giới huống chi thương vương lạc đăng còn không có ham muốn chiến đấu chẳng mấy chốc thương vương lạc đăng đã bị đánh lùi về phía sau trên mặt gã ta bị ăn một cú đấm nửa mặt bên sưng u lên thấy đối thủ lợi hại gã ta biết mình không thể dây dưa kéo dài lâu nữa bây giờ gã ta không thể để tốn thời gian nữa cảnh sát càng lúc càng nhiều nếu để lâu hơn nữa thì gã ta sẽ không thể đi được anh ta lấy ở bên hông ra một quả lựu đạn muốn liều mạng Chu Khải vừa từ trên tầng đuổi theo xuống thì nhìn thấy cảnh này, anh ấy nhanh chóng giơ súng ngắm bắn thẳng vào ngực Thương Vương Lạc Đăng, Thương Vương Lạc Đăng bị trúng đạn, quả lưu đạn trong tay cũng phát nổ, bùm, một yếng, gã ta bị nổ tan nát. Lúc này cục trưởng Thạch đã gọi điện thông báo với Bạch Nhạn Phi, cô Bạch có lính đánh thuê ác ma xuất hiện ở bệnh viện, bố cô gặp công kích, chúng ta sẽ lập tức đi cứu viện. Bạch Nhạn Phi kinh hãi, lập tức chạy tới bệnh viện diệp vô phong và bạch tinh đồng cùng đuổi theo miệng quỷ diêm quân hai chiếc xe một trước một sau lao vun vút trên đường vành đai ngoài thành phố tam giang cna sát tuần tra trên đường vành đai bên ngoài thành phố tam giang đã nhận được thông báo phong tỏa mọi con đường ra vào thành phố ở trên con đường này cũng bị đặt thẻ đường thẻ đường tạm thời do hai xe cảnh sát cùng nhau tạo thành ai ngờ xe cứ thương của miệng quỷ diêm quân không những không dừng mà còn tăng tốc lao lên bạch tinh đồng lái xe theo sát phía sau Nhìn thấy xe cảnh sát đang đuổi theo xe cấp cứu, cảnh sát thiết lập trạm cũng hiểu rõ, lập tức lái xe đuổi theo, thế nhưng bởi vì tài lái xe không tốt cho nên nhanh chóng bị văng ra ngoài. Bạch Tinh Đồng cũng biết không thể trông cậy vào bọn họ sẽ được đuổi theo người kia được. Bạch Tinh Đồng nhấn chân ga, tăng tốc đuổi theo Miện Quỷ Diêm Quân, xe của miệng Quỷ Diêm Quân lái về phía tây, sau khi ra khỏi thành phố đi lượn quanh vài vòng rồi đi về phía nam, sau khi đi tiếp một đoạn đường nữa, Miện Quỷ Diêm Quân bỏ xe lại dẫn theo Lâm Thư em mờ chạy trốn bằng đường bộ. Chúng ta xuống xe đuổi theo, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng cùng xuống xe đi bộ đuổi theo. Cho dù miệng quỷ Diêm Quân dẫn theo một người nhưng hắn ta vẫn đi như bay, vô cùng nhanh. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng ở phía sau đuổi theo không bỏ, sau khi đi qua một khu vực nhà ở nông thôn rộng lớn, người ở phía trước thưa thất dần, căn cứ theo tốc độ truy đuổi, miệng quỷ Diêm Quân phát hiện Bạch Tinh Đồng không đáng sợ, đối thủ chân chính chỉ có một mình Diệp Vô Phong, hắn ta cười nhạt một cái, Diệp vô phong, hôm nay tao nhất định phỉa giết chết mày. Bạch tinh đồng đuổi theo một lúc, thể lực có chút không theo kịp, dù sao cảnh giới của cô ta với bọn họ tranh lệch quá lớn, hơn nữa trận chiến hôm nay quá dài, tiêu hao rất nhiều thể lực, cô ta khẽ hỏi, Diệp vô phong, người kia là ai, tại sao lại chạy nhanh như vậy? Diệp vô phong nói, chắc chắn là miệng quỷ diêm quân, một cao thủ siêu cấp đã tiến vào cảnh giới chiến thần từ lai. Cẩn thận một chút, phía trước có nguy hiểm. Giác quan thứ sáu nói cho Diệp vô phong biết phía trước có nguy hiểm, hai người thả chậm bước chân, từ từ tiến lên. Trăng trên trời là trăng khuyết, ánh trăng mờ ảo, ở vùng ngoại ô không có đèn đường, bốn phía đều là mọt mảnh đen nghịt, phía trước là một nhà máy bị vứt bỏ. Diệp vô phong khẽ nói, miệng quỷ diêm quân rất là gian xảo, cố tình dẫn chúng ta đến mọt môi trường phức tạp như vậy. Bạch Tinh Đồng hỏi, chúng ta nên làm gì? vẻ mặt diệp vô phong nghiêm trọng giơ cây súng bắn tỉa lên quan sát hoàn cảnh trước mặt những tòa nhà bỏ trống những bãi đát hoang trống trải rừng cây rậm rạp địa hình như vậy mà dùng để đánh trận tiêu diệt thì quá là hoàn hảo xem ra miệng quỷ diêm quân muốn cùng anh chơi một trò chơi giải cứu con tin đội trưởng bạch miệng quỷ diêm quân muốn chơi trò chơi giải cứu con tin với chúng ta vậy chúng ta hãy chơi với hắn ta tinh thần chiến đấu của diệp vô phong bùng cháy diệp vô phong Tôi nghe theo sự chỉ huy của anh. Bạch tinh đồng cầm súng nói. Diệp vô phong nói. Nghĩa như cô tham chiến thì nhất định phải vô cùng cẩn thận. Kỹ thuật bắn súng của miệng quỷ diêm quân đứng trong top 10 thế giới. Tên này hung ác, tàn nhẫn, nhạy bén. Có thể quyết đấu sinh tử một lần với hắn ta. Đây chính là một cơ hội rèn luyện tốt với cô. Bạch tinh đồng trả lời. Được, tôi hiểu rồi. Nhìn thấy Diệp vô phong cẩn thận như vậy. Bạch tinh đồng không dám qua loa nắm thật chặt cây súng đi theo phía sau lưng Diệp Vô Phong. Vẻ mặt Diệp Vô Phong âm trầm, khẽ nhắc nhở, khi tiến lên, cô nhớ giữ một khoảng cách với tôi. Ừm, tôi hiểu rồi. Bạch Tinh Đồng thả chậm bước chân, hai người cách nhau 4, 5 mét. Trường 158, giả vờ cao thủ. Phía trước là một rừng cây, Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong chập rãi đi vào trong rừng cây. Vì không để cho miệng quỷ Diêm Quân phát hiện ra hành tung của mình cho nên Diệp Vô Phong đi rất là chậm sau khi đi ra khỏi rừng cây này, phía trước chính là một nhà máy bị bỏ hoang, muốn đi tới đó thì phải đi qua một khoảng đất trúng. Thông qua ông nhòm của súng bắn tỉa, anh thấy rõ 300 mét phía trước chỗ chúng, trên tầng trên cùng của một tòa nhà có một bóng người thân trên khẽ rung động. Cẩn thận, có biến, họng súng của Diệp vô phong chỉ vào bên trên tầng kia. Bạch tinh đồng phát hiện ở tầng trên cùng kia có bóng người khẽ lay động, cô ta lập tức rút súng muốn bắn diệp vô phong đè súng của cô ta xuống khẽ nói đừng vội nổ súng chưa róc chân tướng cứ yên lặng theo dõi thay đổi diệp vô phong cẩn thận quan sát quần áo cạo bóng người trên tầng trên cùng kia nhìn một lúc anh đã thay đổi cách nhìn của mình nói miệng quỷ diêm quân không hổ danh là bậc thầy bắn tỉa ngụy trang không tệ suýt chút nữa là lừa gạt luôn được cả tôi bạch tinh đồng vội vàng hỏi diệp vô phong tại sao lại không thể đánh Diệp vô phong cười lạnh nói: Miện quỷ diêm quân vô cùng gian xảo, hắn ta nguy trang để đánh lừa chúng ta. Thứ chúng ta nhìn thấy ở trên tầng kia chỉ là một chiếc áo khoác y tế màu trắng. Nếu như chúng ta nổ súng, miện quỷ diêm quân nấp ở trong bóng tối sẽ lập tức khóa chặt vị trí cậu chúng ta. Bạch tinh đồng hít sâu vào một hơi. Lúc trước khi cô ta chỉ chú ý đến độ chính xác của bắn súng, tự phụ cho là kỹ năng bắn súng của mình rất lợi hại, nhưng cô ta không ngờ lại có nhiều thứ mình không biết như vậy. Hôm nay cô ta vừa học được một chiêu, đó chính là ngụy trang. Diệp Vô Phong, anh quả nhiên là cao thủ cấp thần, đi cùng anh tôi có thể học được không ít thứ. Đừng gấp gáp, chúng ta đợi thêm một lúc nữa, đối với loại kẻ địch cao thủ như vậy thì nhất định phải có kiên nhẫn. Diệp Vô Phong tỉnh táo đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào lớp ngụy trang trên nóc nhà kia. Bạch Tinh Đồng lại hỏi, nếu đó chỉ là lớp ngụy trang thì chúng ta cứ mặc kệ đi, giờ chúng ta đi lên tiếp à? Chờ đã. Diệp vô phong lắc đầu, lại ngăn cản Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng không hiểu, nếu đã là ngụy trang thì quan tâm làm gì nữa. Anh không muốn cưu thư âm sao? Đại não Diệp vô phong nhanh chóng chuyển động, anh đang suy nghĩ, tối hôm nay không có gió, hơn nữa còn là gió lớn, tại sao một cao thủ như miệng quỷ Diêm quân lại phạm một sai lầm như vậy, để cho anh phát hiện ra lớp ngụy trang của hắn ta? Đột nhiên, có một cái ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Diệp Vô Phong nói, kỹ thuật bắn súng của miệng quỷ Diêm Quân đứng trong top 10 thế giới, tại sao hắn ta có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này được? Chẳng lẽ trong đây còn có âm mưu gì khác sao? Chúng ta đừng nên hành động lỗ máng. Là một tay súng bắn tỉa, có rất nhiều thời điểm cô chỉ có cơ hội nổ súng một lần. Bạch Tinh Đồng thở dài nói, quá phải anh quá mức cẩn thận hay không? Tôi thật sự không nhìn ra mơ mối gì. Diệp Vô Phong nghiêm túc nói, trong binh pháp có nói, binh yếm bất trá, Chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Nghĩ tới đây, hai mắt Diệp Vô Phong lóe lên, anh lại nâng họng súng nhắm vào mục tiêu. Sau khi quan sát cẩn thận, trong lòng anh đột nhiên hiểu ra. Miện Quỷ Diêm Quân quả nhiên là một bậc thầy nụy trang, cái bẫy này quá mức cao sâu. Bạch Tinh Đồng hỏi, anh phát hiện ra cái gì sao? Diệp Vô Phong nói, nếu như miệng Quỷ Diêm Quân đang trốn ở phía sau bên cạnh chiếc áo khoác trắng kia thì cho dù chúng ta có nổ súng hay không thì cũng bị bại lộ nếu như tôi nổ súng bắn hắn ta có mái tường nhà xi măng cản trở chắc chắn không bắn được đến chỗ hắn ta nếu như chúng ta không để ý mà cứ xông lên trước chắc chắn sẽ thành bia sống bạch tinh đồng nghe diệp vô phong phân tích xong thì mồ hôi lạnh chảy ướt xuống hết cả người quá cao sâu nếu không phải đi với anh đổi lại là tôi thì đã bị hắn ta chơi đùa chết từ lâu rồi bây giờ bạch tinh đồng mới cảm nhận sâu sắc được về sự lợi hại của một bậc thầy bắn tỉa cô ta vẫn còn kém xa lắm diệp vô phong dùng súng bắn tỉa nhắm ngay vào chiếc áo khoác đang tung bay kia sau đó anh điều chỉnh lại chỗ nấp để đảm bảo bên kia không thể bắn chúng anh miệng quỷ diêm quân nếu như bị tao đoán đúng chắc chắn mày sẽ phải trả giá đắt sau khi diệp vô phong tính toán cẩn thận xong thì bóp cò một viên đạn bắn tỉa lao về phía mục tiêu với tốc độ cao đúng như diệp vô phong dự đoán miệng quỷ diêm quân đang trốn ở phía sau cái áo khoác trắng kia nhờ tường xi măng ở phía trước yểm hộ hắn ta cầm súng bắn tỉa khóa chặt mục tiêu là diệp vô phong đang ở bên trong rừng cây hắn ta chỉ cần đợi diệp vô phong và bạch tinh đồng nổ súng hoặc đi ra khỏi rừng cây là hắn ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ám sát diệp vô phong. rốt cuộc mày là ai liên tục giết chết các sát thủ cấp cao của đảo diêm vương tao trận chiến này khiến cho tao tổn thất rất nhiều các thành viên ưu tú hôm nay tao nhất định phải giết mày để báo thù cho các anh em của tao ngọn lửa báo thù của miệng quỷ diêm quân đang bùng cháy đúng lúc này tiếng súng của Diệp vô phong vang lên, đạn từ phía dưới bay tới xuyên qua bức tường xi măng, bắn vào cánh tay trái của miệng quỷ Diêm Quân. Mặc dù một phát súng này không chí mạng nhưng kỹ thuật bắn súng qua slap kinh khủng. Thế mà nó lại đoán được mình trốn ở chỗ này, may mắn mà tường xi măng dày, nếu không thì viên đạn này chắc chắn sẽ giết chết mình. Diệp vô phong thật là lợi hại, miện quỷ Diêm Quân tức đến nghiến răng nghiến lợi, cánh tay trái của hắn ta đã bị thương. Hắn ta không thể sử dụng súng được nữa. Nghiện quỷ diêm quân từ từ trượt từ mái nhà xuống, kỹ năng bắn súng lợi hại như thế, chẳng lẽ Diệp vô phong chính là long môn tư lệnh đã rút lui về ở ẩn khỏi giang hồ vào ngoái. Không thể này, tuyệt đối không thể nào, long môn tư lệnh làm sao có thể tới ở rể ở một gia tộc bé xíu ở thành phố Tam Giang được. Diệp vô phong, mày đừng đắc ý, cuộc đọ sức của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nguyện quỷ Diêm Quân quyết định bắt đầu cuộc đọ sư xê sơ vào Diệp Vô Phong ở trong tòa nhà tràn đầy cạm bẫy này một phát súng vừa nãy của diệp vô phong hoàn toàn là dựa vào cảm giác còn rốt cuộc có bắn chúng nguyện quỷ diêm quân hay không thì anh không biết nhưng mà khi nhìn thấy một bóng dáng đang nhảy xuống tầng hơi lóe lên anh biết mình đã đoán đúng rồi bạch tinh đồng sốt ruột hỏi diệp vô phong có bắn chúng tên kia không diệp vô phong nói có lẽ là không đánh chúng tôi vừa mới thấy tên kia bỏ trốn xong chúng ta đi đền s đó xem đi diệp vô phong đi ở phía trước bạch tinh đồng đi ở phía sau sau khi bọn họ đi lên đỉnh của hòa nhà thì không thấy miệng quỷ diêm quân đâu, chiếc áo khoác trắng đó là của nhân viên y tế bị miệng quỷ diêm quân bắt cóc trên xe cứu thương. Diệp vô phong cứu đầu nhìn xuống mặt đất, phát hiện trên mặt đất có ít máu, không phải rất nhiều nhưng khi nhìn kỹ thì bên trên chiếc áo trắng kia cũng dính một ít. Diệp vô phong chắc chắn nói, xem ra phát súng vừa nãy của tôi đã bắn trúng hắn ta. Mặc dù vết thương không nặng nhưng cũng khiến ông ta không thể nào bắn tỉa được nữa. Bạch Tinh Đồng hỏi, vậy không phải chúng ta phải nên thừa thắng sông lên sao? Diệp vô phong nhìn tòa ký túc xá ở phía đối diện kia, tất nhiên là phải đuổi theo rồi. Có khả năng thư âm đang bị nhốt ở bên trong tòa nhà kia. Nếu miện quỷ diêm quân định cùng chúng ta chơi trò giai cứu con tin ở trong nhà thì tôi sẽ chơi với ông ta tới cùng. Khoảng cách từ đây tới tòa nhà kia khoảng 4, 50 mét, Diệp vô phong dừng lại, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trong tòa nhà kia, sau khi nghe một lúc nhưng không phát hiện ra cái gì bất thường cả. Diệp vô phong làm một cái ký hiệu, bạch tinh đồng theo sát phía sau. Hai người yểm trợ lẫn nhua, từ từ tiến vào tòa nhà vô cùng âm trầm kia. chương 159, quyết đấu. Anh chỉ vào cửa sổ, cô lên trước, tôi yểm trợ. Bạch tinh đồng gật đầu, dẫn đầu nhảy qua cửa sổ, bên trong phòng tối om, hai người cầm chặt súng đi về phía trước. Diệp vô phong khẽ nói, lúc này là thời điểm thích thích hợp nhất để trèn luyện ý thức cảnh giác của cô. Bạch tinh đồng nghiêm túc lắng nghe lời nói của Diệp vô phong, ghim chặt súng đi theo sau lưng Diệp vô phong, hai người một trước một sau đi về phía trước. Tòa nhà này là một ký túc xá nhà máy bị bỏ hoang, nhà máy đã ngừng sản xuất từ lâu, bên trong trống ri khắp nói toàn là rác rưởi. Bắc Thiên Vương vô cùng cẩn thận, hai người bọn họ lúc xoát từ tầng một đến tầng một lượt, không phát hiện tình huống gì bất thường, hiển nhiên là miệng quỷ diêm quân đang ở tầng 4. Hắn ta đang ở tầng cuối cùng, đi lên, diệp vô phong đi ở phía trước, bạch tinh đồng theo sát phía sau, giữa hai người giữ khoảng cách không quá 5 mét, sau khi đi hết thang bộ, diệp vô phong bỗng nhiên ra hiệu dừng lại, phía trước có biến. Bạch tinh đồng lập tức nâng cao cảnh giác, họng súng chỉ vào phía trước. Bên cuối hành lang, có một bóng người đang ngồi sổng bên dưới bệ cửa sổ. Trong một tòa bỏ hoang lâu năm như vậy, có người chắc chắn là có kẻ địch, suýt chút hứa bạch tinh đồng không kiềm chế nỏ mà nổ súng. Đinh vĩ chân thì càng thêm tỉnh táo, anh ghim súng chậm rãi đi tới chỗ người đang ngồi sổng kia. Bạch tinh đồng cũng theo sát phía sau anh, sau khi đến gần hia người mới nhìn thấy rõ đó chỉ là một cái hình mẫu nhựa plastic, sau lưng người mẫu nựa này có treo một cái rẻ lau nhà, từ xa nhìn lại giống như là mai stock dài của người phụ nữ đang tung bay. Bạch tinh đồng gần như phát điên, cái trò ngụy trang này quá là lợi hại. Suýt chút nữa thì tôi đã bị lừa, nếu vừa nãy tôi mà nổ súng thì chúng ta đã bị bại lộ rồi, lúc đó hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp vô phong buông lỏng cảnh giác, cẩn thận quan sát cái người mẫu nhựa giả này, cuối cùng phát hiện ra được tình huống, bên dưới người mẫu nhựa này có giấu một sợi dây điện, đặc biệt ở dây nào còn được nối với móc của nột quả lựu đạn. Nếu như không cẩn thận khiến cho quả lựu đạn này phát nổ, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Diệp vô phong cẩn thận tháo sợi dây điện này ra và phá hủy thiết bị nổ của lựu đạn. Bạch tinh đồng úa mồ hôi lạnh. Đối thủ quá mạnh mẽ. Đổi lại là tôi. Nếu phát hiện ra người giả thì chắc chắn sẽ đi lên đá cho hai phát, nhất định sẽ khiến lựu đạn phát nổ. Bạch tinh đồng hỏi Diệp vô phong. Miện quỷ diêm quân đã gầy sẵn nhiều bẫy ẩn như vậy nhưng vẫn không thể qua nổi mắt anh. Hắn ta chắc chắn phải thua rồi. Bạch tinh đồng vừa dứt lời thì thấy cơ thể Diệp vô phong run lên. Diệp vô phong đột nhiên phát hiện phía sau cái đống rác hơi nhúc nhích, sau đó có một bóng người lóe lên từ trong đống rác. Vãi cả lìn, thế mà miệng quỷ diêm quân lại trôn sở bên trong đống rác. Khi Diệp vô phong phát hiện ra miệng quỷ diêm quân thì đã quá muộn, sau đó một luồng ánh sáng màu bạc đâm về phía trái tim của Diệp vô phong. Đó là một con dao chuyên dụng dài 40cm đang được miệng quỷ diêm quân cầm trong tay, vô cùng uy lực. Khoảng cách quá gần, quả thực diệp vô phong không ngờ rằng đối phương lại dùng chiêu che mắt cực mạnh như vậy cuối cùng miệng quỷ diêm quân gian xảo kia cũng lừa được diệp vô phong diệp vô phong có nam mâu cũng không nghĩ tới miệng quỷ diêm quân sẽ trốn ở bên dưới chỗ mình ngụy trang bom bố cục của bậc thầy đúng là vượt qua lẽ thường cạm bẫy trong cạm bẫy khiến đối thủ trở tay không kịp thực lực siêu cấp của miệng quỷ diêm quân cũng đã được hiện ra đây chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng nếu như đối thủ của miệng quỷ diêm quân không phải diệp vô phong mà là một tân binh, như vậy tân binh đó chắc chắn sẽ khiến cho quả lựu đạn phát nổ, miệng quỷ diêm quân sẽ chết trong cạm bẫy của chính mình. Hắn ta đoán chắc rằng diệp vô phong sẽ phát hiện ra cạm bẫy của mình, cho nên mới đi đóp bản thân mình vào chỗ nguy hiểm để tập kích. Cho dù bị trúng kế nhưng diệp vô phong vẫn không loạn, nếu như trong lòng mà loạn thì chắc chắn sẽ không thốt khỏi đòn đánh lén chí mạng của miệng quỷ diêm quân. Anh vô thức nở nát khẩu súng bắn tỉa lên để chắn đòn, khả năng đỡ đòn thành công chỉ có 10%. Từ góc độ ám sát của miện quỷ Diêm Quân có 90% là có thể đâm trúng cơ thể của Diệp Vô Phong. Với một con dao như vậy, cao thủ như vậy, một đòn đánh lén như vậy, cho dù sau khu đâm trúng không chết nhưng Diệp Vô Phong cũng khó thoát nổi một kiếp, còn lại Bạch Tinh Đồng thì có thể bỏ qua không tính tiền. Cho dù Bạch Tinh Đồng là cao thủ cảnh giới đại sư nhưng mà nếu miện quỷ Diêm Quân muốn giết cô ta thì chỉ là chuyện dễ như trẻ lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Diệp vô phong cũng phản kích lại, anh không dùng súng chắn ở vị trí trái tim mà dùng súng chắn ở phía bụng dưới, đây cũng chính là một lựa chọn liều mạng trong một tình huống khẩn cấp. Diệp vô phong đang đánh cược chiến thuật tâm lý vào thời điểm nguy hiểm nhất, anh cho rằng miệng quỷ Diêm quân sẽ đoán được anh sẽ toàn lực bảo vệ trái tim, bởi vậy cái tên đối thủ gian xảo kia sẽ dốc hết sức tấn công vào bụng dưới của anh, cho nên Diệp vô phong đã đánh cược không thèm quan tâm đến trái tim mà dùng súng bảo vệ bụng dưới. Lần anh, thần may mắn đã đứng về phía của Diệp Vô Phong, một dao kia của miệng quỷ Diêm Quân quả thực là tấn công vào bụng dưới của Diệp Vô Phong. Người có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu như miện quỷ Diêm Quân biết bản năng bảo vệ của con người bình thường thường bảo vệ vị trí trái tim trước, nhưng hắn ta không ngờ là tư duy của Diệp Vô Phong lại trái với lẽ thường như vậy, tránh được mọt đòn chí mạng của hắn ta. Vãi lìn, như vậy mà còn không thể giết chết nó. Miện quỷ Diêm Quân vô cùng ảo não, phải biết ông ta chính là một cao thủ cấp thần, một khi hắn ta đã tung ra đòn đánh lén chí mạng thì rất ít người có thể né tránh được mặc dù diệp vô phong tránh được đòn đánh lén của miệng quỷ diêm quân nhưng bàn tay anh vẫn bị thương máu tươi lập tức chảy ra một dao kia của miệng quỷ diêm quân vô cùng mạnh mẽ bởi vì diệp vô phong chuẩn bị không đầy đủ cho nên khẩu súng bắn tỉa trong tay bị tượt xuống đất ở thời khắc này thì thời gian đâu mà cúi xuống nhặt súng anh quay người dùng ngọt cú đấm đấm vào mặt miệng quỷ diêm quân Nguyện quỷ diêm quân né tránh đòn tấn công của Diệp vô phong, thuận tiện vung dao lên chém về phía bạch tinh đồng đang đứng một bên. Vừa nãy, chỉ trong một cái chớp mắt đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bạch tinh đồng chỉ mới ngây người một cái đã nhìn thấy nguyện quỷ diêm quân cầm dao lao về phía mình. Không ổn, bạch tinh đồng biết nguyện quỷ diêm quân lợi hại, nhưng hành lang này lại rất chật hẹp, cô ta không thể trốn được, cô ta cắn răng, bạch tinh đồng vung một cú đấm về phía nguyện quỷ diêm quân. Nếu miệng quỷ diêm quân mà cho Bạch Tinh Đồng một nhát dao chí mạng thì chắc chắn có thể xử lý được cô cảnh sát nữ này. Thế nhưng mà cú đấm của cô ta cũng sẽ đánh trúng hắn ta. Cho dù nó không khiến hắn ta bị trọng thương nhưng mà sau khi bị hứng một quyền nặng nề sẽ tạo cơ hội cho Diệp Vô Phong cho hắn ta một kích chí mạng. Nếu như đối thủ là Diệp Vô Phong thì một mạng đổi lấy một mạng rất là đáng giá. Nhưng mà đồng quy vô tận với một cảnh sát không tiếng tăm gì. Có chút không đáng. Thế là miệng quỷ diêm quân hơi lắc người, từ bỏ việc công kích Bạch Tinh Đồng đồng thời cũng tránh được một đòn của Bạch Tinh Đồng. Sau khi Bạch Tinh Đồng đánh hụt thì phản ứng cũng rất nhanh, cô quạt chân một phát khiến hắn ta ngã lên mặt đất, đồng thời nổ súng về phía mặt của miệng quỷ Diêm Quân. Một viên đan bắn về phía miệng quỷ Diêm Quân, chương 160. Tút tút tút, một chuỗi đạn lao vào đêm đen tạo ra những tia lửa kinh hoàng. Thế nhưng năng lực phán đoán của miệng quỷ Diêm Quân rất mạnh, cơ thể hắn ta khẽ lóe lên trốn vào bên trong một cái phòng trống, cũng vì vậy mà đạn của Bạch Tinh Đồng không đánh chúng ông ta. Bạch Tinh Đồng đứng lên, ghim súng muốn xông vào căn phòng kia. Diệp Vô Phong nhanh chóng túm Bạch Tinh Đồng lại đè xuống đất, cẩn thận có bẫy. Băng, một tiếng, có hai viên đạn bay qua trên đỉnh đầu của hai người. Sau khi bắn xong, miệng quỷ diêm quân lại lách mình trốn đi. Diệp Vô Phong đo diêu vào vách tường bên ngoài, hét vào bên trong, miệng quỷ diêm quân thân là phó tư lệnh của lính đánh thuê ác ma chỉ biết trốn tránh đánh du kích thôi sao? Tao thấy mày còn không bằng hai người thuộc hạ của mày, ít nhất hai người bọn họ còn dám đơn độc chiến đấu với tao trong trận chiến sống chết cuối cùng, dù cho có chết cũng chết như là một người đàn ông. Còn mày thì sao, đáng tiếc là mày không có cái lá gan ấy. Bạch Tinh Đồng cũng mắng vào trong phòng, lính đánh thuê ác ma chỉ là lũ nhát gan. Nhất là cái phó tổng tư lệnh này của bọn chúng, không đáng là đàn ông, không dám đơn thương độc mã chiến đấu, đây thì còn gọi là cái tư lệnh gì. Chính là do sợ chết mà thôi. Bạch Tinh Đồng vừa nói xong thì thấy một vật thể không rõ màu đen lăn ra khỏi phòng. Diệp vô phong nhanh tay lẹ mắt túm lất Bạch Tinh Đồng trốn ra phía sau thang bộ, bùm, một tiếng, toàn bộ hành lang bị nổ tung. Bạch Tinh Đồng vẫn chưa hết nguôi giận, mắng tiếc, miệng quỷ diêm quân, mày chính là con chuột không đam xui ra ngoài ánh sáng, mày có bản lĩnh âm hiểm gì nữa thì xuất hết ra đây đi sau khi bạch tinh đồng mắng xong thì gian phòng đột nhiên sáng lên giọng nói của miệng quỷ diêm quân truyền tới diệp vô phong mày thật sự muốn đơn độc đấu với tao diệp vô phong nói miệng quỷ diêm quân tao khiêu chiến với mày chúng ta một đấu một nếu mày thắng ba người chúng tao sẽ cho mày tùy ý xử lý nếu mày thua thì thả vợ tao ra miệng quỷ diêm quân nói được tao chấp nhận khiêu chiến của mày mày vào đi diệp vô phong nói với bạch tinh đồng cô ở lại đây đi tôi đi vào bên trong cứu người. Bạch Tinh Đồng ưỡn ngực nói, anh nói cái gì vậy? Tôi là cảnh sát, tại sao có thể để cho anh đi cứu người được? Thái độ của Bạch Tinh Đồng rất kiên quyết, xài bước đi theo sau lưng Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong cũng không ngăn cản cô ta. Phòng này chia làm hai gian, miệng quỷ Diêm Quân đứng ở trước cửa phòng, Lâm Thư Âm chắc là đang bị nhốt ở bên trong căn phòng nhỏ kia. Diệp Vô Phong, tao muốn hỏi một chút, mày có biết Long Môn Tư lệnh không? Diệp vô phong mỉm cười, chính là tao. Nguyện quỷ Diêm quân cười khổ một tiếng, thật ra tao cũng đã đoán ra được, chỉ là tao không thể tin được, mày đường đường là long môn tư lệnh, thế mà lại chạy đến một thành phố hạng ba ở rể nhà người ta. Mày không thấy mất mặt sao? Diệp vô phong nhún vai, tao không cảm thấy mất mặt gì cả, tình cảm của tao với vợ vô cùng tốt, tao rất là thỏa mãn rồi, ngược lại do đám Diêm vương khốn nạn các người không có việc gì cứ đến làm phiền tao, Miện Quỷ Diêm Quân, hôm nào chúng ta sẽ quyết chiến sinh tử. Trong lòng Miện Quỷ Diêm Quân âm thầm mắng, Mạc Tam gia, Mạc Đông Lôi, hai cái tên ngu đần không biết sống chết nhà các người, chẳng lẽ các người không biết là không được phép động vào Long Môn hay sao? Mỹ đế có bản lĩnh lớn như vậy còn không dám xung đột chính diện với Long Môn, một cái gia tộc bé xíu như các người lại dám khiêu khích Long Môn, đã thế còn kéo tôi xuống nước, Đảo Diêm Vương của chúng tôi bị các người hịa thảm rồi. Chuyện đã tới nước này, Miện quỷ diêm quân cũng không còn cách nào cứu vớt lại tình hình nữa. Hắn ta đã mất rất nhiều thành viên ưu tú. Hôm nay cho dù có liều mạng cũng phải đấu một trận với Diệp vô phong. Hắn ta là cao thủ cấp thần, Diệp vô phong cũng là cao thủ cấp thần. Hai thần tướng gặp nhau, hưu chết vào tay ai khó nói trước được. Nếu đơn độc chiến đấu, chưa chắc hắn ta đã thua Diệp vô phong. Miện quỷ diêm quân chắp hai tay lạnh lùng nói: Diệp vô phong, nếu biết đó là mày thì có lẽ tao sẽ không phía người đến đáng tiếc là tao không biết rõ tình hình, bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Anh em thuộc hạ của tao đã bị mày giết quá nhiều, thì này của chúng ta có cách nào có thể hóa giải được? Chúng ta chỉ có thể quyết đấu sống chết một trận. Diệp vô phong nói, Diêm Quân, tao hiểu mày, cho nên hôm nay chúng ta xét phân thắng bại, cũng quyết định sống chết luôn. Diệp vô phong dùng ánh mắt ra hiệu cho bạch tinh đồng, chỉ cần có thời cơ thích hợp, bạch tinh đồng sẽ lao vào trong căn phòng kia cứu người. Bạch Tinh Đồng khẽ gật đầu đồng ý, cơ thể khẽ dịch về phía cái cửa kia, Miện Quỷ Diêm Quân cũng thấy rõ hành động kia của Bạch Tinh Đồng, hắn ta cười lạnh chặn cửa phòng, Bạch Tinh Đồng muốn cứu người thì nhất định phải vượt qua hắn ta, với thực lực của Bạch Tinh Đồng, cho dù có DP bảo vệ thì cũng khó lòng xông qua được Miện Quỷ Diêm Quân. Diệp Vô Phong và Miện Quỷ Diêm Quân bắt đầu quyết đấu, đây là lần đầu tiên hai người giao đấu với nhau cho nên không ai dám chủ quan, không ai giảm dùng hết sức lực ngay từ đầu. Diệp Vô Phong sử dụng long tượng bát quái trưởng, dùng tuyệt chuyên cả công lẫn thủ này để đối phó với miện quỷ diêm quân là ổn nhất. Diệp Vô Phong vỗ một trường về phía miện quỷ diêm quân, con dao trong tay miện quỷ diêm quân vung về phía cổ tay Diệp Vô Phong, cổ ta Diệp Vô Phong rơi rung lên rồi chuyển hướng sang nắm lấy cổ tay miện quỷ diêm quân. Phó công của hai người tương đương nhau, Diệp Vô Phong chiếm thế thượng phong, nhưng mà Diệp Vô Phong đã ba, năm lần muốn xử lý miện quỷ diêm quân nhưng lại không đủ khả năng. Đỗ Vân Khang không cướp được giao cho nên cho nên đổi hướng định tấn công chỗ hiểm của miện quỷ Diêm Quân. Miện quỷ Diêm Quân cẩn thận ứng chiêu, hai người khó phân ta núp bại. Hai mắt bạch tinh đồng nhìn chằm chằm vào miện quỷ Diêm Quân. Cuối cùng miện quỷ Diêm Quân cũng bị một trưởng của Diệp vô phong đánh lùi bảy tám bước. Bạch tinh đồng lợi dụng cơ hội này chạy vào trong căn phòng kia. Cô ta vừa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Lâm Thư Âm đang bị trói trên một cái ghế, miệng bị dán băng dính. Thư Âm, tôi tới cứu cô bạch tinh đồng bước tới đang định cởi trói cho lâm thư âm thì từ đằng sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên không dược nhúc nhích nếu cô dám cử động tôi sẽ đánh chết cô không được phép quay đầu giơ hai tay lên bạch tinh đồng giật mình trong lòng căm hận đậu xanh rau muống tại sao mình lại không cẩn thận như vậy mẹ nó sao lại có mai phục cơ chứ cô ta biết phía sau mình có súng cho nên đành phải ném súng của mình đi giơ hai tay lên quay đầu lại nhìn Nhìn thấy một người đàn ông tay cầm súng ngá đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta. Người này chính là Chiến Hùng, vốn dĩ chớ Hùng đi nổ nhà máy hóa chất với Mạc Đông Lôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong thì gã chạy tới hỗ trợ miệng Quỷ Diêm Quân. Miện Quỷ Diêm Quân bảo gã canh chừng Lâm Thư Âm, không ngờ lại có thể bắt sống được Bạch Tinh Đồng. Cánh tay cả miệng Quỷ Diêm Quân bị viên đạn banstia của DVL làm cho bị thương, hiện tại mất máu quá nhiều khiến cho cơ thể không còn một chút sức lực nào. DvL càng lúc càng chiếm ưu thế, anh định giết chết miệng quỷ diêm quân. Ai ngờ bạch tinh đồng sông vào trong đó cứu người xong lại bị bắt sống. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy nặng nề, quá là bất cẩn. Trong lòng Diệp vô phong hơi phân tâm, những lợi thế mà anh vừa chiếm được lập tức tan thành mây khói. Diệp vô phong cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng đang hỗn loạn của mình, mình không thể bị phân tâm. Miệng quỷ diêm quân không phải kẻ địch bình thường, nhất định phải đánh bại hắn ta mới có thể cứu người. Tinh thần của Diệp Vô Phong lại phấn chấn trở lại, tiếp tục quyết chiến cùng Miện Quỷ Diêm Quân, anh tập trung hết tất cả sự chú ý lên trên người đối thủ, nếu như anh mà bại thì mạng sống của vợ anh và Bạch Tinh Đồng sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi ổn định lại tinh thần, Diệp Vô Phong lại dần dần giành được thế chủ động, Miện Quỷ Diêm Quân liên tục bị đánh lùi lại phía sau, có chút không chống đỡ được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 160.